chương 400, kinh thiên thủ đoạn, theo lâm dịch nhẹ khiển trách, từ mang văng khắp nơi, một cổ cường đại vô cùng thần thức ầm ầm khuếch tán ra, hóa thành mạnh mẽ thần thức phong bạo mang tất cả tàn sát bừa bãi, vây công lâm dịch tám tu sĩ không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ chúng chiêu. Cái này liên tục thủ đoạn, hầu như đều là tại trong nháy mắt hoàn thành, mảy may không để cho đối thủ cơ hội thở dốc. Hơn nữa tại bí thuật, dị tượng, tuyệt học ba loại cường đại công kích thủ đoạn dưới, cư nhiên hỗn loạn quỷ dị thần thức công kích, Loại này biến hóa kỳ lạ hay thay đổi phương thức chiến đấu, làm cho mọi người trong lúc nhất thời khó thích ứng. Lâm Dịch Thiên Phú chiến đấu, vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiên Phú như thế không quan hệ thực lực, không quan hệ tu vi, Lâm Dịch đang tương mình tất cả thủ đoạn, lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức tổ hợp cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Loại ý nghĩ này như thiên mã hành không, linh dương treo sừng, không vết tích, như là linh quang lóe lên mà cho ra chính xác nhất phản ứng nhưng lâm dịch trước mặt tám vị tu sĩ, mỗi cái đại biểu mấy thế lực lớn trẻ tuổi trong đỉnh phong chiến lực, tuy rằng bị lâm dịch thần thức công kích đánh cho có chút trở tay không kịp, nhưng vẫn mỗi cái thi triển thích thả ra thần thức, ào ào đối kháng tử vi tinh thuật thế tiến công. Lâm dịch thần thức bất quá là nửa bước nguyên anh, tử vi tinh thuật lại nghịch thiên, có cường đại gia chỉ hiệu quả, tại tám người thần thức vây công dưới, cũng căn bản chống đỡ không được. Công tôn cổ nguyệt cười lạnh nói, Mộc Thanh, người như kỹ dừng lại ở nơi này, hôm nay đúng người bị mất mạng lúc, Công kích thủ đoạn bao nhiêu quỷ dị, tại thực lực cường đại trước mặt, cũng không giống nhau một kích. Khương xí phẫn nộ quát, tám người thân hình hơi dừng lại một chút, trong nháy mắt, liền đem tử vi tinh thuật thế tiến công hoàn toàn tan dã rơi, kim đan dị tượng vẫn hùng hổ hướng lâm dịch bắn ra. Tám người dị tượng lực, đi ngang qua cùng lâm dịch ngân hà phá cửu thiên va chạm sau, tiêu giảm ít, lại đi qua tử vi tinh thuật công kích, làm cho mọi người nguyên thần gặp trình độ không đồng nhất xung động, kim đan dị tượng uy lực hạ xuống một nửa nhưng tám người mỗi người chỉ dùng một nửa dị tượng lực, cũng tuyệt không phải lâm dịch kiếm nhận phong bạo có khả năng ngăn cản. Lần này nếu là đánh thực, lâm dịch vẫn là muốn chết tại chỗ. Nhưng mà ai cũng không rõ ràng lắm lâm dịch mục đích thực sự. Lâm dịch thủ đoạn không chỉ nơi này, trước liên tục tổ hợp công kích, toàn bộ đều là đang vì sau cùng một kích làm chuẩn bị. Ung um, um công tôn cổ nguyệt tám người kim đan dị tượng oanh đến kiếm nhận phong bạo trên, bộc phát ra liên tiếp kinh thiên nổ, đỉnh núi rung động liên tục, rất nhiều hòn đá ảo ảo lăn xuống, huyết sắc vũ khí vừa tràn ngập đến, liền lần thứ hai bị bức lui. Ngay tại lúc mọi người đem lâm dịch kiếm nhận phong bạo nổ nát lúc, lại kinh ngạc phát hiện, tại chỗ dĩ nhiên không có lâm dịch thân ảnh của, phảng phất người này chẳng bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ là hắn phân thân thuật, không có khả năng, phân thân thuật có thể nào bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thế tiến công. Bát cổ dị tượng lực đánh vào đồng nhất cái đốt, lại mất đi mục tiêu, tạo thành kết quả chính là 8 người dị tượng lực bắt đầu cho nhau gặm nhấm đụng nhau, cho dù mọi người ào ào thu thế, nhưng dị tượng lực lại độ tiêu giảm hơn phân nửa. Mộc thanh đi đâu, tám người trong đầu đồng thời hiện lên cái nghi vấn này. Lần này biến hóa phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên, dị biến nhất thời. Màn đêm trượt hàng lâm, tựa hồ tát mực nước giống nhau, dày đặc trù hóa không ra, đỉnh núi đột nhiên yên lặng xuống tới, làm người ta hoảng hốt bất an. Công tôn cổ nguyệt bát nhân sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, thần thức tản ra, tìm kiếm lâm dịch tung tích. Bọn họ tuy rằng không phát hiện được lâm dịch tung tích, nhưng lại biết, lâm dịch còn đang ở chỗ này, căn bản không đi. Nhưng mọi người thần thức cảm ứng trong, quả thực đã không còn lâm dịch tung tích, đây là nhất kiện căn bản không có biện pháp giải thích sự tình. Một cổ nhàn nhạt sát khí tại đỉnh núi tràn ngập ra, làm cho bát ra đầu tê dại, sinh ra một loại rợn cả tóc gáy lạnh lèo thấu xương. Tiên đảo Tam Hoàng tử đột nhiên dâng lên một hồi tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ bị một thanh lợi kiếm huyền lên đỉnh đầu, tùy thời cũng lấy tính mệnh của hắn. Bỗng nhiên, công tôn cổ nguyệt cả người chấn động, trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, sau đó sắc mặt đại biến, ngửa đầu nhìn trời, lớn tiếng nói, đây là tinh minh bí thuật, thất sát tinh thuật chiêu thứ hai. Mọi người cẩn thận, mọi người liền vội và ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đêm đen nhánh không trung dắt một vòng viên nguyệt, sáng tỏ ánh trăng vẩy rơi xuống, có vẻ thần thánh quỷ dị. Một màn này nhìn như bình thường, bầu trời đêm, viên nguyệt, vốn là quy luật tự nhiên. Nhưng lòng của mọi người trong báo động chợt nhanh chóng, không đúng, cái này bầu trời đêm vốn là hư huyễn chi tượng, làm sao có thể xuất hiện một vòng viên nguyệt. Nhưng vào lúc này, viên nguyệt đột nhiên thiếu một khối, tựa hồ là bị vật gì vậy cắn nuốt một chút. Cùng thời khắc đó, tám người nguyên thần đột nhiên truyền đến một hồi đau nhức, hầu như khó có thể chịu được. Mọi người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, kim đan dị tượng cũng nhịn không được nữa, ào ào tán loạn. Tám người thủ đoạn mạnh nhất kim đan dị tượng, tại lâm dịch liên tiếp tổ hợp dưới sự công kích, rốt cuộc tuyên cáo thất bại lúc này lòng của mọi người để đột nhiên dâng lên dùng cả mình. Một thanh người này thật sâu tính toán, đối với thế cục phát triển nắm trong tay, thật đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng. Trước tất cả con bài chưa lật, vô luận là kim đan dị tượng hay hoặc là tuyệt học, cư nhiên cũng là vì một chiêu cuối cùng này làm chuẩn bị. Những thứ này con bài chưa lật nhìn như lộn xộn, nhưng nếu phóng thích trình tự hơi có sai lầm, kết cục sẽ gặp sửa. Mà lâm dịch lợi dụng cái này liên tục con bài chưa lật, không chỉ phá giải rơi 8 người kim đan dị tượng, hơn nữa lợi dụng ngân hà phá cửu thiên, kiếm nhận phong bạo, tử vi tinh thuật kéo dài, thành công theo tại chỗ thoát thân đi, tránh khỏi tám người dị tượng lực, lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời kiếm nhận phong bạo che giấu dưới, thành công phóng xuất ra thất sát tinh thuật, nhị sát phệ nguyệt, hóa thân làm trong trời đêm viên nguyệt, lừa gạt được tất cả mọi người cảm ứng. Nhưng mà, nhị sát phệ nguyệt tuy rằng cường đại, lại vẫn không thể đúng vậy mọi người tạo thành một kích chí mạng. Tám người này thực lực quá mạnh mẽ, không chỉ có biểu hiện ở chiến lực tu vi trên nguyên thần tu vi cũng không kém chút nào lâm dịch lúc này lâm dịch thất sát tinh thuật bị công tôn cổ nguyệt khám phá bọn họ tám người rất nhanh liền có thể tìm tới lâm dịch tung tích nếu là chờ công tôn cổ nguyệt mấy người phản ứng kịp lâm dịch vẫn muốn rơi vào mọi người vây khốn tuyệt sát trong công tôn cổ nguyệt bọn người tuy rằng bị một chiêu này đánh cho trở tay không kịp nhưng trong lòng cũng rõ ràng vô cùng một khi bọn họ lấy lại tinh thần đạt được cơ hội thở dốc người chết vẫn là mộc thanh muốn dựa vào một chiêu này giết chết bọn ta thực sự là người si nói mộng ngây thơ tất cả mọi người coi là lâm dịch trước kia làm nền chiêu thức là vì cuối cùng này thất sát tinh thuật muốn nghịch giết bọn hắn nhưng là bọn hắn lại sai rồi lâm dịch chẳng bao giờ nghĩ tới nhị sát vệ nguyệt có thể giết chết mọi người mà hắn cần chỉ là tám người trong chấp nhoáng này thất thần trong nháy mắt tuy rằng ngắn nhưng đủ để quyết định chiến cuộc đi hướng cùng sau cùng thắng bại đối với thiên phú chiến đấu gần như tựa như yêu quái lâm dịch mà nói càng là như thế không có cơ hội ta liền bản thân sáng tạo ra cơ hội. Đang lúc mọi người bị nhị sát về nguyệt công kích chớp mắt, nguyên thần đau xót, kim đan dị tượng tán loạn, đồng thời xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Nhưng vào lúc này, trong trời đêm viên nguyệt, đột nhiên lòe ra một đạo lam quang, tốc độ cực nhanh, cầm trong tay cự khuyết kiếm, ỉ vào nồng nặc bóng đêm, hướng tiên đảo tam hoàng tử đánh lén đi tới. Chương 401, chân chính tuyệt sát. Tuy rằng bóng đêm dày đặc, nhưng đạo này lam sắc lại có vẻ càng bên ngoài chói mắt, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Cái này thời cơ xuất thủ hay tới từng chút một, đúng là mọi người không rảnh phân tâm, được thất sát tinh thuật thần thức công kích trước mắt. Cái này cổ nồng nặc gần như bản chất sát khí, hầu như làm người ta hít thở không thông. Sắc mặt của mọi người đại biến, lâm dịch một chiêu này lần thứ hai ngoài mọi người dự liệu, thất sát tinh thuật cư nhiên cũng không phải của hắn cuối cùng thủ đoạn. Mục tiêu của hắn, dĩ nhiên là tiên đảo tam hoàng tử. Hơn nữa tự tại trước mắt bao người, tại tám đỉnh tiêm truyền nhân toàn lực vây công dưới, người này vẫn biểu hiện mạnh như vậy thế, muốn đem tiên đảo tam hoàng tử chân áp. Công tôn cổ nguyệt bọn người hữu tâm vô lực, trong nháy mắt thất thần, lại tạo thành lâm dịch tuyệt sát. Mà lúc này, tiên đảo tam hoàng tử nguyên thần cũng được thất sát tinh thuật thương tổn, vô phương thi triển độn thuật ẩn nấp. Mắt thấy lâm dịch cự khuyết kiếm đã đi tới trước mắt, tiên đảo tam hoàng tử đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, hét lên một tiếng, vẫn nổ quát muốn chém ta, không có dễ dàng như vậy. Tuyệt học, một đao phải giết, kinh thiên đao khí ầm ầm bắn ra, sát khí tràn ngập, nghĩ không ra tiên đảo tam hoàng tử coi như có thừa lực, cư nhiên tại trong nháy mắt, lần thứ hai bộc phát ra kinh thiên một kích. Nửa bước nguyên anh cùng kim đan viên mãn kém không chỉ một đẳng cấp đơn giản như vậy, nửa bước nguyên anh tu sĩ trong cơ thể đã bước đầu ngưng tụ ra một luồng tiên khí, tuy rằng nhỏ như tơ nhện, nhưng có thể ở thời khắc quan trọng nhất người cứu mạng. Công tôn cổ nguyệt bảy người trước mắt sáng ngời, tiên đảo tam hoàng tử chỉ cần cùng một thanh giao thủ một chiêu, bọn họ liền có thể lấy lại tinh thần lợi dụng cơ hội thở dốc đem mộc thanh chết nơi này địa hơn nữa mộc thanh hôm nay con bài chưa lật ra hết lại không tuyệt mạnh thủ đoạn có thể ứng phó tiên đảo tam hoàng từ một chiêu này tuyệt học nghĩ không ra mộc thanh mưu kế tính hết tại thực lực cường đại trước mặt trung quy vẫn là giống như gà đất chó kiểng vậy không chịu nổi một kích đám tu sĩ rất nhanh hiện lên vài cái ý niệm trong đầu mạnh mẽ bắn ra thần thức ngăn trở đến từ thất sát tinh vật thần thức công kích ào ào xuất thủ hướng lâm dịch lướt đi Kim đan dị tượng vừa phóng thích qua, mọi người trong lúc nhất thời vô phương lần thứ hai điều động dị tượng lực, nhưng bọn hắn đều là các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân, đều có tông môn truyền thừa tuyệt học nơi tay. Phen này xuất thủ không hề dư lực, tuyệt học liên tiếp, khí bạo có tiếng nổ vang, sóng nhiệt cuồn cuộn. Việc này lại không quay lại đường sống, Lâm Dịch nguy tại sớm tối. Nhưng mà mọi người tại đây đều bỏ quên một cái chi tiết. Lâm Dịch từ lâu hóa thân viên nguyệt, phóng xuất ra thất sát tinh thuật nếu là mới vừa hắn xuất thủ đánh lén tiên đảo tam hoàng tử vì sao trong trời đêm viên nguyệt vẫn không tản đi vậy chỉ có một khả năng xuất thủ chỉ là lâm dịch cầm trong tay cự khuyết kiếm hóa ngoại chi thân nhưng mọi người tại đây lại không một người biết tám người sớm bị lâm dịch thủ đoạn thần quỷ khó lường đùa bớn được đầu óc choáng váng rõ ràng tám người thực lực tuyệt đối cường đại lại khắp nơi bị quản chế tựa hồ mỗi một bước kỳ đều là sai chiêu một bước sai từng bước sai mỗi khi mọi người coi là lâm dịch kỹ vô cùng thời điểm Hắn sẽ gặp tại tuyệt hảo thời cơ, phóng xuất ra ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn. Kỳ thực những thủ đoạn này, tám người này đều có nghe thấy, thậm chí tại bách chiến cốc trung, mấy người đều là tận mắt nhìn thấy, có nắm chắc ứng đối. Nhưng chính là những thứ này tất cả mọi người biết thủ đoạn, tại Lâm Dịch tay trung thi triển ra, lại đạt tới hiệu quả kinh người. Lúc này Lâm Dịch vô cùng tính táo, hóa thân làm Viên Nguyệt, tại trong trời đêm lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới tám người, mang theo một cổ siêu thoát thế ngoại khí tức trong lòng nhiều lần vang lên năm đó bái nhập sơn môn lúc đọc thuộc lòng ngày đó khẩu quyết. Dịch kiếm thuật, như kỳ đối dịch, liệu địch tiên cơ, không chiêu vô ngã, lấy nhân dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch. Lâm dịch tâm lý càng bình tĩnh, hôm nay hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Dịch kiếm tổ sư năm đó thực sự là một vị kinh tài tuyệt diễm người, cái này dịch kiếm khẩu quyết mỗi một câu nói, kỳ thực đều là một câu tâm pháp, làm sao sử dụng, toàn bộ hợp lại tâm ý của mình trong lúc đó. Khi lâm dịch bước vào đỉnh núi lúc, Nơi đây đã tại trong lòng của hắn diễn hóa thành co lại to lớn ván cờ, tuy rằng kết cục thiên biến vạn hóa, nhưng Lâm Dịch một mực nắm giữ chủ động, nắm trong tay chiến cuộc đi hướng. Đối thủ mỗi một bước kỳ, mỗi một cái phản ứng, Lâm Dịch đều coi là ở trong lòng, bao gồm mới vừa Tiên Đảo Tam hoàng tử bộc phát ra một chiêu kia tuyệt học. Lâm Dịch tuy rằng không biết Tiên Đảo Tam hoàng tử có bài tẩy gì, nhưng là thông qua lúc đầu hai người giao thủ, Lâm Dịch liền cảm giác cái này Tam hoàng tử thật không đơn giản hơn nữa quý vi tiên đảo hoàng tử nhất định có bảo mệnh thủ đoạn có như vậy một cái dự đoán mới vừa đánh lén tiên đảo tam hoàng tử liền chỉ là lâm dịch hóa ngoại chi thân cũng đúng là như vậy kêu lâm dịch bản thể tránh được một kiếp vì thế chế tạo ra lớn hơn nữa càng hay tuyệt hảo cơ hội um um một hồi nổ tám người tuyệt học toàn bộ đánh vào lâm dịch hóa ngoại chi thân trên linh lực ngưng tụ hóa ngoại chi thân trực tiếp tan vỡ cự khuyết kiếm tại các loại lực lượng va chạm dưới bay hướng thiên không cùng thời khắc đó Lâm dịch động, tám người đem lâm dịch chém giết tại chỗ, lại ngây ngẩn cả người, tiền đảo tam hoàng tử nhìn thấy cự khuyết kiếm cũng không khứ đưa tay cướp đoạt. Đích thực thật là quỷ dị, Mộc thanh ngã xuống, cư nhiên không có huyết nhục, đột nhiên, mọi người sắc mặt chợt biến, lần thứ hai nhớ tới Mộc thanh cái kia thủ đoạn, hóa ngoại phân thân. Nhưng mà khi bọn hắn nhớ tới lúc, đã chậm, bát loại tuyệt học tiếng oanh minh, che đắp lên lâm dịch thân pháp tiếng xé gió. Bát loại tuyệt học kinh khí cường đại, chọc cho hạt bụi nổi lên bốn phía, mắt không thể thấy, thần thức vào giờ khắc này cũng biến thành không hề tác dụng, nhưng kêu lâm dịch bình yên vô sự xen vào chiến cuộc. Trước kia hết thảy tất cả, cũng là vì giờ khắc này. Lâm dịch lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tiên đảo Tam Hoàng tử phía sau, tại nắm đấm mặt ngoài đắn đo trụ khí huyết, một quyền nổ vang người sau hông của đang lúc, thẳng đến đan điền đi. Cùng lúc đó, lâm dịch tay trái nắm tiên đảo Tam Hoàng tử đỉnh đầu, lòng bàn tay kiếm khi bắt đầu khởi động, quát khẽ động một cái, ta liền đập chết ngươi lúc này lâm dịch quả đấm của nện ở tiên đảo tam hoàng tử ngang lưng lại đột nhiên cảm thụ được một cổ cường đại trợ lực ngăn cách hắn phần lớn lực đạo quả nhiên lâm dịch hai mắt híp lại cười lạnh một tiếng lâm dịch mới vừa chỉ là linh quang lóe lên trong lòng có cái mơ hồ suy đoán cái này tiên đảo tam hoàng tử rất có thể có người mặc hộ giáp các loại đồ đạc nếu là một kích không chúng vô phương phế bỏ đan điền của hắn rất có thể kêu hắn thoát thân đi cho nên lâm dịch không chỉ một quyền đập hướng tiên đảo tam hoàng tử đan điền tay trái đồng thời nắm đầu lâu của hắn, ngũ chỉ chỉ cần dùng sức sờ, liền có thể trực tiếp bóp vỡ người này nguyên thần. Phốc, tiên đảo tam hoàng tử miệng rộng vừa mở, phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra một cổ mùi tanh, trên mặt hiện lên một tia uể oải chi sắc. Lâm dịch một quyền kiên nện ở hắn ngang lưng, mặc dù đại bộ phận lực lượng bị hắn hộ giáp chặn lại, nhưng lâm dịch quả đấm của trên cư nhiên chuyện tới vô số đạo sắc bén kiếm khi bén nhọn, trực tiếp đột phá hộ giáp phòng ngự, chạy ào trong cơ thể. Tuy rằng tu vi còn ở, nhưng kiếm khí ngang dọc tàn sát bừa bãi, hầu như đem thân thể hắn đánh cho tàn phế. Lần này biến hóa phát sinh ở động tác mau lẹ trong lúc đó, cơ hồ là mọi người tuyệt học vừa phóng thích hết, tiên đảo tam hoàng tử cũng đã rơi vào lâm dịch tay trong, sinh tử tùy ý điều khiển. Lúc này, trên bầu trời mới rớt xuống một thanh to lớn trường kiếm, đúng là ban nãy tuyệt học bạo phát đánh bay cự khuyết kiếm. chương 402, công bình giao dịch, công tôn cổ nguyệt nhìn thấy tiên đảo tam hoàng tử rơi vào lâm dịch trong tay, không khỏi sắc mặt xấu xí, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm lâm dịch. Mấy thế lực lớn khác truyền nhân cũng cảm giác trên mặt không liên quan, khẽ nhíu mày. Bình thường mà nói, tám người trong mỗi người chiến lực đều đủ để cùng lâm dịch sánh vai. Nhưng chân chính bạo phát chiến đấu, mọi người mới phát hiện, trước mắt cái này bạch sam tu sĩ thiên phú chiến đấu đích thực quá mạnh mẽ, tại tám người toàn lực vây công dưới, người này tuy rằng khí tức bất ổn, tiêu hao cực đại, nhưng bình yên vô sự đem tiên đảo tam hoàng tử tại trước mắt bao người chân áp tại trong tay. Theo lúc đầu giao thủ, đến tiên đảo Tam Hoàng tử bị hắn giam cầm, người này mỗi một lần ra chiêu phía sau đều thâm ý sâu sắc, cũng không phải là thật đơn giản liều mạng đối kháng, mà mọi người cũng từng bước một bị hắn nắm mũi dẫn đi, chiến lực rõ ràng vượt xa người này, lại khắp nơi rơi vào hạ phong. Chiến đấu mới vừa rồi nói đến mặc dù dài, nhưng giao thủ quá trình cũng bất quá hơn 10 hơi thở, lúc đó mọi người đang trong điện quang hỏa thạch, còn không phản ứng kịp. Nhưng hôm nay nghĩ đến, không khỏi sợ đến tột cùng có thế nào kín đáo tâm tư, cùng tâm tính tính táo, khả năng đối diện loại này thế cục, vẫn có thể nắm giữ chủ động. Hôm nay chiến cuộc đã đều xong xuôi, nhưng trong lòng của mỗi người lại dâng lên một hồi hoang đường cảm giác, nhiều lần đề ra nghi vấn xuống, tại sao có thể như vậy? Tiên đảo Tam Hoàng tử lạnh giọng nói, người muốn làm gì, nhanh lên một chút thả ta, bằng không thì. Lời còn chưa dứt, lâm dịch ngũ chỉ có hơi dùng sức, tiên đảo Tam Hoàng tử đầu trên liền xuất hiện năm đạo dấu ngón tay, rõ ràng có thể thấy được a à, tiên đảo tam hoàng tử đau kêu một tiếng kịch liệt thở hổn hển lâm dịch thản nhiên nói ta hỏi cái gì người đáp cái gì ta không có hỏi người liền hồ ngôn loạn ngữ ta nghe được tức giận người chỉ biết thật không tốt qua minh bạch chưa tiên đảo tam hoàng tử cắn răng giận mà không dám nói gì trong mắt lộ ra vẻ oán độc lâm dịch bình tĩnh nói xem ra ngươi còn nghe không hiểu lời còn chưa dứt lâm dịch không chậm trễ chút nào hai chân tại tiên đảo tam hoàng tử hai đầu gối trên tầng tầng lớp lớp đạp hai chân. Ba ba, liền vang lên một hồi cốt liệt có tiếng, đi theo tiên đảo tam hoàng tử tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ta hỏi lần nữa, minh bạch chưa? Minh, minh bạch, tiên đảo tam hoàng tử cả người run run một cái, rung giọng nói. Công tôn cổ nguyệt mặt âm trầm, lạnh giọng nói, Mộc Thanh, người tốt nhất thả hắn, tiên đảo ngươi không thể trêu vào. Lâm dịch mặt không thay đổi nói ra, không thể trêu vào ta cũng chọc, Tiên đảo người ta giết không ít, hôm nay lại vẫn sống không sai. Tất Cốc Viễn đứng ra, cao mày nói, nhưng người này ngươi không thể giết, không sợ nói cho ngươi biết, giết hắn, ngươi chính là hồng hoang tội nhân. Ha ha, Lâm Dịch tức giận vô cùng cười khóc, đạo thật là lớn đỉnh đầu mũ, hắn nếu không phải ác nhân, ta tự nhiên mặc kệ, nếu là tội ác tài trời đệ tử, giết liền giết. Hạ Hận Thủy cũng thở dài nói, Mộc Thanh, ngươi hay là thả hắn đi, đừng nói là ngươi, tinh minh cũng không thể trêu vào tiên đảo người nếu không muốn liên lụy tông môn hay là lý trí một chút tốt lâm dịch cười như không cười hỏi ban nãy các người tám người liên thủ muốn đưa ta vào chỗ chết không có chút nào lưu thủ hôm nay lại muốn ta thả người dừng một chút lâm dịch lớn tiếng nói nhiều lời vô ích ta hôm nay đến đây chỉ có một mục đích đúng nghe nghe các người cái gọi là cái kia tiên đảo hiệp nghị nội dung lâm dịch tha duệ tiên đảo tam hoàng tử hướng hai bên trái phải đi mấy bước công tôn cổ nguyệt bảy người lập tức xông tới ngăn trở lối đi Lâm dịch mày kiếm nhân một cái, thản nhiên nói, làm sao, các ngươi không sợ ta đập chết hắn. Công tôn cổ nguyệt cười lạnh nói, Mộc Thanh, hôm nay ngươi đừng còn muốn chạy ra cái này chỗ ngồi, thả tam hoàng tử, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Lâm dịch hai mắt híp lại, trong lòng nhanh chóng tính toán tiên đảo tam hoàng tử tại đối phương trong lòng địa vị. Công tôn cổ nguyệt bọn người là có chỗ cố kỵ, nhưng mọi người cũng không sẽ bởi vì tiên đảo tam hoàng tử mà mặc hắn rời đi. Nói cách khác, Công tôn cổ nguyệt mấy người muốn lấy hắn lâm dịch tính mệnh quyết tâm, còn muốn lớn hơn vu cứu tiên đảo tam hoàng tử. Không chỉ là bởi vì song phương thế cùng thủy hỏa ân oán, càng bởi vì lâm dịch trên người lưng đeo bách thánh điện truyền thừa, đan dược và tiềm lực vô hạn tiên thú noán, mỗi một dạng đều để cho người đỏ mắt bảo vật. Tất cốc phiến trầm giọng nói, Mộc Thanh, người bây giờ không có đường lui. Không phải không thừa nhận, người quả thực chiến lực siêu quần, có thể ở chúng ta mấy người vây công dưới bình yên thoát thân, lại giam cầm ở tiên đảo Tam Hoàng Tử cũng quả thực chứng minh rồi ngươi cường đại. Tất cốc phiến thoại phong nhất truyền, nhưng mà, chúng ta đều là trong lòng gương sáng, mới vừa ngươi đã phóng xuất ra toàn bộ thủ đoạn con bài chưa lật, hôm nay ngươi linh lực trong cơ thể không đủ một phần mười, đừng nói tại chúng ta vây công dưới đảo tẩu, trong chúng ta tùy tiện một người, đều có thể trở mình tay đem ngươi chết rơi. Lâm dịch thần sắc bình tĩnh, lặng lẽ không nói, khiến người ta nhìn không ra sâu cạn. Tất cốc phiến lời nói không sai, Lâm Dịch mới vừa liên tục phóng thích con bài chưa lật, đem mỗi một chiêu tác dụng phát huy đến mức tận cùng, tuy nói hiệu quả quả thực rõ ràng, chiến quả cũng đủ để tự ngạo, nhưng hắn tiêu hao đích thực quá lớn. Kim đan dị tưởng, kiếm nhận phong bạo, bao gồm về sau hóa ngoại phân thân thuật toàn bộ đều là tiêu hao to lớn chiêu thức, hơn nữa đang cùng 8 người đụng nhau trong nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn, hầu như kêu Lâm Dịch lực kiệt. Tinh thần lực cũng ở đây phóng xuất ra thất sát tinh thuật sau, trở nên an tĩnh lại, vô phương điều động mảy may nhưng tất cốc phiến có một chút cũng không nói gì đối với, lâm dịch linh lực trong cơ thể không phải là không chân một phần mười, mà là chỉ còn lại có nhỏ như tơ nhện một chút linh lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng phóng xuất ra một đạo hóa hình thuật. Lâm dịch hôm nay trạng thái, so với mấy người suy đoán còn muốn kém. Lăng Thu Yến có hơi ghé mắt, trong ánh mắt trong mang theo một cổ lãnh ngạo cùng đùa cợt, thản nhiên nói, ta nghe nói phá quân bí thuật phóng thích sau, sẽ có mãnh liệt tác dụng phụ, ta dự đoán, thời giờ của ngươi không nhiều lắm. Mộc Thanh, người căn bản trốn không thoát nơi đây, khuyên ngươi một câu, thả người, giao ra bảo vật, ít nhất ta lăng thu yến bảo đảm không sẽ xuất thủ. Lâm dịch cười cười, đám người kia đánh cho tâm tư gì, lâm dịch lại có thể nào không biết. Một khi hắn giao ra bảo vật, coi như lăng thu yến bọn người không ra tay, bằng vào công tôn của Nguyệt cùng Khương Xí cũng đủ để đem hắn chém giết. Lâm dịch cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay vận lực, tiên đảo tam hoàng tử lần thứ hai đau kêu một tiếng. Lâm dịch không muốn lại mang xuống, Trầm giọng nói, nói cho ta biết hiệp nghị chân tướng." Tiên Đảo Tam hoàng tử cắn răng nói, "Ta như nói cho ngươi biết, ngươi được bảo đảm thả ta một con đường sống." "Ha ha, ngươi không có lựa chọn, không nói, chết." Lâm Dịch lạnh giọng nói. Tiên Đảo Tam hoàng tử đột nhiên cười lớn một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động vẻ điên cuồng, giọng căm hận nói, "Tốt, ngươi giết ta càng không có cơ hội biết chân tướng, ngươi cũng sống không được." Tiên Đảo Tam hoàng tử thái độ đột nhiên chuyển biến, kêu Lâm Dịch trong lúc nhất thời trầm mặc xuống nghĩ không ra người này lúc sắp chết, cư nhiên như thế kiên cường. Nhận thấy được lâm dịch do dự, tiên đảo tam hoàng tử lần thứ hai đầu độc đạo, đây là công bình giao dịch, ta cho ngươi biết chân tướng, ngươi thả ta đi. Lâm dịch híp hai mắt, đứng yên không nói, không có ai biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. chương 403, Hiến Tế, lâm dịch mặt vô biểu tình, im lặng nửa ngày sau, quả quyết nói, được, ngươi nói cho ta biết chân tướng, ta liền thả ngươi. Ngươi trước thả ta, Ta mới có thể nói cho ngươi biết chân tướng. Tiên Đảo Tam hoàng tử được một tức lại muốn tiến một thước. Lâm Dịch hẳn nhiên nói, ta và các ngươi tiên đảo tu sĩ đã từng quen biết, nói là cùng hung cực ác đệ tử, đều ngại không đủ. Nói vậy tư lợi bội ước, lật lọng việc, ngươi làm được cũng thấy nhưng không thể trách, ta không tin được ngươi. Ha ha, ngươi không tin được ta, ta cũng không tin được ngươi. Tiên Đảo Tam hoàng tử tựa hồ bất cứ giá nào, cười lạnh nói, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ta trước nói cho ngươi biết chân tướng, ngươi không cố kỵ nữa, làm sao lưu tính mạng của ta, làm ta là ba tuổi hài đồng vậy dễ gạt gẫm sao?" Lâm Dịch trầm giọng nói, "Ngươi như báo cho biết ta chân tướng, ta liền đem ngươi thả, tuyệt không nuốt lời." "Ha ha, đó chính là cũng như không nói chuyện, ngươi giết ta đi." Tiên Đảo Tam hoàng tử cảm giác tựa hồ bắt được Lâm Dịch nhược điểm, càng làm càng không cố kỵ gì. Công tôn Cổ Nguyệt đám người ở một bên yên tĩnh nhìn một màn này, vẫn chưa xen mồm. Lâm Dịch trầm ngâm ít Chậm rãi nói: "Ta trước thả ngươi cũng được, ngươi chỉ bằng lập cái thể, nếu có một câu nói xạo lời nói dối, hoặc là không nói ra đông độ tiên đảo, bao gồm hiệp nghị chân tướng, ngươi sau này đạo tâm tan vỡ, tu vi rút lui, ắt gặp tai họa bất ngờ." Tiên đảo Tam hoàng tử ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nghĩ ngợi nói: "Nói cho hắn biết chân tướng làm sao không sao, người này khó tránh khỏi vừa chết, ta nhưng có thể bình yên thoát thân, bớt đi một cái chân quý thế tử phù." Cái này thế tử phù luyện chế ngược dòng vô cùng rất xưa, tựa hồ là tiên đảo một vị thần tiên sáng chế, lợi dụng hợp thể đại năng toàn bộ huyết nhục mới có thể tế luyện ra một quả thế tử phù. Mấu chốt nhất là, hợp thể đại năng huyết nhục phải là mới mẻ. Nói cách khác, chết đi hợp thể đại năng vô phương tế luyện thành bùa này, chỉ có đem còn sống hợp thể đại năng chân áp, lột hắn huyết nhục mới có thể tế luyện ra, thật sự là vô cùng ác độc chế phù thuật. Bởi vì, này điểm, luyện chế thế tử phù tựu có vẻ dị thường khó khăn, hợp thể đại năng cơ hồ là hồng hoang đứng đầu nhất chiến lực, có thể lấy máu sống lại, rất khó ngã xuống, càng chưa nói sống sờ sờ lột hắn huyết nhục. Cái này thế tử phù tại tiên đảo trong hoàng thất, cũng tuyệt không vượt qua ngũ mai. Nhưng mà, tiên đảo tam hoàng tử đã có như vậy một quả thế tử phù, tương đương với đệ nhị đầu mạng. Như không phải là bất đắc dĩ, tiên đảo tam hoàng tử tuyệt đối sẽ không đơn giản lãng phí hết. Nghĩ lại đến tận đây, tiên đảo tam hoàng tử âm trầm cười cười, thống khoái nói ra, lập thể sao, rất dễ dàng. Tiên đảo tam hoàng tử cao giọng nói vài câu, ngược lại cũng vẫn chưa chơi tâm tư gì. Lâm dịch thận trọng sau khi nghe xong, cười như không cười nhìn chung quanh mọi người nói, ta như đem hắn thả, các người không sẽ lập tức hướng ta ra tay đi. Công tôn cổ nguyệt mặt âm trầm, cũng không nói chuyện, nhưng rõ ràng cho thấy cất ý định này, nhưng không ngờ bị lâm dịch trước mặt mọi người chọc thùng. Lâm dịch nhún nhún vai, buông tha tiên đảo tam hoàng tử hướng lui về phía sau mấy bước, vừa lúc đi tới huyết vụ giản danh giới, tại lui một bước sẽ gặp rớt xuống vô tận thâm uyên. Công tôn cổ nguyệt bọn người theo thật sát vài bước, lâm dịch xuống phía dưới liếc mắt một cái, phát hiện phía dưới huyết vụ càng dày đặc, mắt không thể thấy. Huyết vụ giản phảng phất là một đầu thái cổ hung thú dương miệng rộng, tại phun ra nuốt vào xuống từng cổ một huyết sắc khí tức, kinh khủng quỷ dị. Tiên đảo tam hoàng tử trái tim một hồi kịch liệt nhảy lên, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, không kiềm hãm được nuốt nước miếng, rung giọng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì, Lâm dịch nếu là muốn đem hắn ném vào huyết vụ giản, sợ rằng có bao nhiêu thế tử phù đều không dùng. Thế tử phù cũng bất quá xem như là đệ nhị đầu mạc, nhưng nếu rơi vào huyết vụ giản cái loại này thâm nguyên, tại chỗ sống lại, vẫn không có sống tiếp hy vọng. Lâm dịch nhìn thấu tiên đảo tam hoàng tử sợ hãi trong lòng, mỉm cười nói, yên tâm, ta còn muốn nghe ngươi nói một chút đồng độ tiên đảo chân tướng. Lâm dịch tiện tay đem tiên đảo tam hoàng tử ném vào đám người đối diện trong, người sau cả người thương thế nghiêm trọng, trong lúc nhất thời không có thể làm ra phản ứng, trên đất lăn vài vòng, đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Công tôn cổ nguyệt đột nhiên cười gần nói, Mộc Thanh, đi tìm chết đi. Mấy người khác trong mắt lóe lên mạnh mẽ chi sắc, sát khí nổi lên bốn phía, vừa muốn tiến lên, nhưng mấy người nhìn thấy lâm dịch động tác lúc, không khỏi lại dừng lại thân hình, mặt có sắc mặt giận dữ. Công tôn cổ nguyệt cũng nắm thật chặt quyền, trong mắt sát khí càng tăng lên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm dịch tay phải mang theo túi đựng đồ, đưa đến huyết vụ giản danh giới, mày kiếm nhân một cái, thản nhiên nói, các vị nếu là có sở dị động, ta không thể bảo đảm có thể bắt được trong tay túi đựng đồ. Ha ha, khi đó các người muốn bảo vật, liền đi cái này huyết vụ giản trong tìm kiếm đi. Công tôn cổ nguyệt mấy người sợ ném chuột vỡ đồ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu tự hỏi cách đối phó. Công tôn cổ nguyệt tâm trong đột nhiên xẹt qua một tia dị dạng, tựa hồ nghĩ đâu có có cái gì không đúng. Biểu hiện ra nhìn, một thanh cùng tiên đảo tam hoàng tử đã thành giao dịch. Theo song phương hỗ không lùi kêu, đến tỏa hiệp với nhau, cái này ở giữa tựa hồ có chút khúc chiết. Nhưng đây hết thảy vừa tựa hồ quá thoải mái, lấy một thanh người này tính tình, làm sao sẽ dễ dàng như vậy để cho chạy tiên đảo tam hoàng tử. Công tôn cổ Nguyệt đột nhiên cười cười, bản thân hay là nghĩ đến nhiều lắm, người này hôm nay linh lực hao hết, không có có bất kỳ con bài chưa lật, cần gì phải buồn lo vô cớ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch có hơi ghé mắt, nhìn về phía tiên đảo tam hoàng tử, dụng ý không cần nói cũng biết. Tiên đảo tam hoàng tử cười lạnh nói, nói đi, muốn biết cái gì, đã là hẳn phải chết người, nói cho người biết làm sao không sao. Lâm dịch gật đầu, đạo, đông độ tiên đảo là chuyện gì xảy ra. Những thứ này các người hồng hoang tu sĩ hẳn là đều rõ ràng, mỗi qua 50 năm, ta tiên đảo sẽ phái tu sĩ đến hồng hoang mang đi vạn tên đồng nam đồng nữ. Tiên đảo tam hoàng tử hóa thành nói xong. Lâm dịch ngắt lời nói, đừng nói những cái kia mặt ngoài đồ đạc, ta phải biết là thật chỉ có bề ngoài. Dừng một chút, lâm dịch hít sâu một hơi chậm rãi nói các ngươi tiên đảo muốn hồng hoang đồng nam đồng nữ làm cái gì lâm dịch trong lòng cảm giác cái này nhất định là cái vô cùng xấu xí bí mật nhưng vẫn muốn hỏi lên tiên đảo tam hoàng tử ngửa đầu cười như điên nói làm cái gì mấy người các ngươi có muốn hay không chính mồm nói cho hắn biết dù sao các ngươi coi như là hồng hoang tu sĩ ân tiên đảo tam hoàng tử khóe miệng mang theo cười tàn nhẫn ý dù bận vẫn ung dung nhìn về phía xung quanh các thế lực lớn truyền nhân tất cốc phiến mấy người nghe được vấn đề này, vẻ mặt đều có chút mất tự nhiên, phong vong trần cầm sáo ngọc tay nhẹ nhàng chiến run một cái, hạ hận thủy than nhẹ một tiếng, không giác hòa thượng nhiều lần khẽ ngâm Phật hiệu. Công tôn cổ nguyệt cùng khương xí ngược lại thần sắc bình tĩnh, vẫn chưa có nhiều lắm cơn sóng. Các ngươi không nói, ta đây đến nói cho hắn biết. Đám này đồng nam đồng nữ chỉ có một tác dụng, chính là hiến tế. Tiên đảo tam hoàng tử cười hắc hắc nói, dáng tươi cười mang theo một tia quỷ dị. Lâm dịch cắn răng, Hỏi tới, như thế nào hiến tế? Tiên đảo tam hoàng tử âm xót xa xót xa cười nói, ta tiên đảo cư trú một đời hộ đảo thần thú bát kỳ đại xà, thời đại bảo hộ ta tiên đảo không bị ngoại tộc tập kích, bất qua cái này bát kỳ đại xà đã có cái ham mê, đúng yêu thích nuốt trứng tuần khiết đồng nam đồng nữ. Tiên đảo tam hoàng tử nói đến đây, đột nhiên dừng lại, mặt dử tận nhìn lâm dịch, ta cười nói còn muốn ta nói tiếp sao? Lâm dịch thân hình nhỏ không thể xem xét chiến run một cái, có hơi nắm đấm ánh mắt yếu ớt, sắc mặt trầm tĩnh đáng sợ. Chương 404, biết chân tướng, Lâm Dịch có hơi ghé mắt, nhìn về phía công tôn cổ nguyệt bọn người, chậm rãi nói, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, là thật sao? Lâm Dịch ánh mắt vô cùng nóng rực, tựa hồ có thể để cho người nguyên thần đều bốc cháy lên, trong suốt trong mắt cất giấu đè nén lửa giận. Ngoại trừ công tôn cổ nguyệt cùng Khương Sí, cái khác vài cái truyền nhân ảo ảo tách ra Lâm Dịch ánh mắt, không nói một lời, nhưng trầm mặc thái độ biểu lộ tất cả. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, công tôn cổ nguyệt hừ lạnh nói các ngươi lảng tránh cái gì? Chuyện này có lỗi gì? Là thật thì như thế nào? Chuyện này có lỗi gì? Lâm dịch lầm bẩm đạo, công tôn cổ nguyệt, ngươi lại nói lên những lời này, tốt, tốt. Hồng hoang người vô tội con dân bị tiên đảo bát kỳ đại xà nuốt trứng, ngươi không chỉ thờ ơ, lại đi chất vấn người ngoài có lỗi gì? Công tôn cổ nguyệt cười lạnh nói, ngươi biết cái gì, chính là bởi vì nơi này dơ, hồng hoang mới đổi lại được mấy ngàn năm thái bình. Tiên Đảo Tam Hoàng tử Hư nhẹ nói, cái gọi là hiệp nghị chân tướng càng thật đơn giản, đúng dùng cái này đồng nam đồng nữ đến trao đổi ta tiên đảo hữu nghị, bằng không ta tiên đảo nhất định quy mô xâm lấn, người Hồng Hoang lực lượng căn bản chống đỡ không được. Lâm Dịch đáy lòng bắn ra ra khó có thể ngăn chặn lửa giận cùng sát khí. Đây là Hồng Hoang các thế lực lớn cùng tiên đảo ký kết hiệp nghị, vào giờ khắc này rốt cuộc chân tướng rõ rệt, nhưng Lâm Dịch lại dâng lên khó có thể tin cảm giác. Hồng Hoang cư nhiên bởi vì sợ hãi tiên đảo mà hy sinh rất nhiều vô tội hồng hoang con dân, mấy ngàn năm thời gian, mỗi 50 năm một lần, có bao nhiêu người vô tội phàm dân chết bởi tiên đảo bát kỳ đại xà trong miệng. Hay hoặc là nói, chết bởi hồng hoang các thế lực lớn tay trong. Mà những thứ này phàm dân nhưng căn bản không biết đông độ tiên đảo chân tướng, đều coi là tiên đảo là một chỗ cực nhạc vùng đất, tử nữ bị tiên đảo mang đi, đều là dẫn coi là quang vinh. Ba năm trước đây tiềm Long Sơn, đám kia tu sĩ càng là vì gọp đủ đồng nam đồng nữ nhân số không tiếc tàn sát mấy nghìn tên người vô tội phạm dân, một cái phạm dân giá trị chỉ, chỉ có một khối hạ phẩm linh thạch. Thà làm thái bình cầu, không làm loạn thế nhân, mạng người vào giờ khắc này có vẻ như thế giá hạ. Lâm dịch ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi bi ai. Vì mấy ngàn năm qua này người vô tội chết oan phạm dân bi ai, càng hồng hoang đại lục bi ai. Một người như vậy kiệt địa linh vùng đất, thiên tài bối xuất hoàng kim đại thế, các thế lực lớn cư nhiên cùng tiên đảo đạt thành như vậy một phần giao dịch toàn bộ trong hiệp nghị lộ ra dày đặc lừa dối, giấu diếm cùng nhu nhược. Lâm Dịch nhìn các thế lực lớn truyền nhân, vào giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có vô tận khinh thường cùng trào phúng, những thứ này truyền nhân trong mắt hắn trở nên vô cùng xấu xí. Hồng hoang bát thế lực lớn đều có tham dự, ha ha, các ngươi còn xứng làm hồng hoang tu sĩ sao? Các ngươi là hoàng tộc, truyền thừa thiên giới chúng thần huyết mạch, lấy che chở hồng hoang là vì chăm họ, nghĩ không ra lại tùy ý ngoại tộc khi dễ sát lục, các ngươi cũng xứng chấp trưởng hồng hoang. Lâm dịch cắn răng nói ra, ánh mắt dần dần chuyển hồng. Lâm dịch nắm thật chặt quyền, phẫn nộ tới cực điểm, lớn tiếng nói, năm đó nguyên thủy thiên ma loạn thế, trăm tộc cường giả không sợ sinh tử, hợp lực chống lên nhất phương thế giới, cùng chống chọi với thiên ma, chúng thần ngã xuống vô số kể, phương đổi lại được trăm họ không việc gì, năm tháng thái bình. Thiên giới tam hoàng một sau, ngũ tôn đại đế dạy vạn dân văn minh, dạy ta thế hệ tu sĩ sinh tồn chi đạo, vì hồng hoang đại lục phát triển mạnh, ngũ đế hầu như bỏ ra tất cả, mà các người thân là ngũ đế hậu nhân, chúng thần hậu nhân, đều ta đã làm gì? Các người còn có mặt mũi đối với năm đó thiên giới chúng thần sao? Ngoại trừ công tôn cổ nguyệt cùng khương xí, mấy người khác trên mặt đều dần hiện ra vẻ xấu hổ, lắc đầu than nhẹ. Hạ hận thủy thấp giọng nói, đây là các thế lực lớn tại cùng nhau thương nghị kết quả, lúc đầu ta hạ ra, phong ra, nhiễm hàn cung, phương thốn sơn đều giữ vững trung lập thái độ, cũng không tán thành nơi này dơ. Bảo trì trung lập, lại cùng tán thành có gì khác biệt, như vậy hoang đường hiệp nghị, các ngươi liền phản đối dũng khí cũng không có. Lâm Dịch cười nhạo đạo, sợ hãi tiên đảo xâm lấn sao? Tiên đảo cường thịnh trở lại, có thể hơn được năm đó ma tộc đại quân. Năm đó thiên giới chúng thần đối mặt ma tộc đều không có chút nào lui khiếp, chưa từng có từ trước đến nay, chết không từ nan. Cho tới bây giờ, các ngươi cư nhiên tùy ý ngoại tộc ức hiếp tại ta hồng hoang con dân trên đầu, các ngươi liền đối kháng ngoại tộc điểm ấy quyết đoán cùng dũng khí cũng không có hạ hận thủy liếc mắt một cái tiên đảo tam hoàng tử hơi có vẻ do dự nhưng vẫn là chậm rãi nói lúc đó hồng hoang lục đại ma vực đều là dung chuyển bất an một khi hồng hoang cùng tiên đảo bạo phát đại chiến nếu là lục đại ma vực bạo phát ma tộc tai nạn và rắc rối hồng hoang đại lục nhất định lần thứ hai đối mặt khó có thể tưởng tượng kiếp nạn chúng ta các thế lực lớn cần phải đem tinh lực trọng điểm đặt ở lục đại ma vực trên người cho nên lâm dịch ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười tràn đầy vô tận bi thương cùng đau thương Lâm dịch tiếp lời nói, cho nên, các ngươi liền dùng hồng hoang những thứ này vô tội con dân, để đổi lấy trong miệng các ngươi cái gọi là Thái Bình. Hạ hận thủy sắc mặt đỏ lên, lâm dịch quát to, đây coi là cái gì chó má Thái Bình. Một đám vô sỉ bại hoại, ngươi, hạ hận thủy sắc mặt đỏ lên, lại một câu nói đều phản bác không được. Khương xí cười nhạo đạo, nếu là hồng hoang tiên đảo khai chiến, ma tộc nhân cơ hội quật khởi tàn sát bừa bãi, hồng hoang đại lục sẽ một mảnh sinh linh đồ thán, bị chết tu sĩ càng nhiều, trách nhiệm này ai dám gánh được khởi. Tất cốc viễn thản nhiên nói, mỗi 50 năm đông độ tiên đảo, mỗi một cái đồng nam đồng nữ đều là tự nguyện, bọn ta vẫn chưa cưỡng cầu, người không cần thiết trách móc chúng ta, người cũng không có tư cách. Tự nguyện, lâm dịch mày kiếm nhân một cái, tức giận vô cùng cười khóc đạo tốt, 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 nói ngươi là vô sỉ bại hoại đều ngại không đủ. Ta tới hỏi ngươi, đám này hồng hoang con dân, có thể có người biết cái này chân tướng trong đó. Bọn họ như biết, con gái của mình là bị đưa hướng hung thú trong bụng, có ai còn có thể tự nguyện. Tốt một cái tự nguyện, đem bọn người tội ác đẩy được không còn một mảnh. Lâm dịch nhiệt huyết dâng lên, tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói ta hỏi lại hỏi ngươi, trừ bọn ngươi ra hồng hoang các thế lực lớn, trăm tộc ai biết đông độ tiên đảo chân tướng. Những tông môn khác ai biết chân tướng, các ngươi ký kết cái này cho má hiệp nghị cũng thì thôi, vì sao phải giấu giếm chân tướng của sự thật. Các thế lực lớn truyền nhân lặng lẽ không nói ta đến nói cho ngươi biết vì sao, bởi vì các ngươi trột giả. Các ngươi biết, cái hiệp nghị này nếu để cho Hồng Hoang Đại Lục tu sĩ biết, không ai sẽ đồng ý. Các ngươi sợ các ngươi hoàng tộc tôn nghiêm sẽ phải chịu khiêu khích, các ngươi sợ đám tu sĩ hợp nhau tấn công, các ngươi sợ mất đi dân tâm. Lâm Dịch ánh mắt tựa như kiếm, nhìn chung quanh mọi người, lớn tiếng chất vấn. Tiên Đảo Tam hoàng tử ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, ôm một bộ xem náo nhiệt thần thái. Tất cốc phiến hừ nhẹ một tiếng bình tĩnh nói chuyện này không riêng gì chúng ta bắt thế lực lớn ở đây, lúc đó ngũ đại tinh môn như mặt trời ban trưa, hợp ở chung với nhau thực lực có tư cách đứng hàng nhất phương thế lực lớn, lúc đó bọn họ cũng ở đây, yêu tộc cũng ở tại chỗ. Lâm dịch cùng tam đại tinh quân ở chung thời gian không ngắn, không tin bọn họ sẽ hờ hững chí chi. Sau đó thì sao, tất cốc phiến cười lạnh nói, sau đó, sau đó ít nhất chứng minh rồi chúng ta quyết định là sáng suốt. Trường 405, cuối cùng con bài chưa lật. Lâm Dịch trong lòng căng thẳng, nghe ra tất cốc phiến nói bên ngoài có chuyện. Năm đó vốn là lục đại tinh quân, nhưng âm dương tinh quân truyền thừa đến hai loại cực đoan tinh thuật, thái âm tinh thuật cùng thái dương tinh thuật, luyện tới tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến, sớm đã biến mất tính ngàn năm. Mà ngũ đại tinh quân còn có hai người chẳng bao giờ ra mặt, chính là vũ khúc tinh quân cùng thiên phủ tinh quân. Lâm Dịch cũng từng hướng ba vị tiền bối hỏi thăm qua, nhưng ba người đều là vẻ mặt cô đơn, mở bi sắc. Lâm Dịch biết trong này tất có ẩn tình, cũng liền không hỏi tới nữa. Công tôn cổ nguyệt cười lạnh một tiếng, đạo, lúc đầu ngũ đại tinh quân cùng yêu tộc đối với này sự tình kiệt lực phản đối, nhưng trung quy vô phương ảnh hưởng lớn bố cục. Sao ai biết năm người này rút cái gì phong, tan dã trong không vui, mỗi người tự trở lại tông môn trong. Cũng không lâu lắm, vũ khúc tinh quân cùng thiên phủ tinh quân không biết tự lượng sức mình, cư nhiên cử tông lực, viễn trinh tiên đảo, hắc hắc, kết quả dĩ nhiên là toàn quân bị diệt, không người còn sống, chết tha hương tha hương. Tiên đảo tam hoàng tử ta cười nói, hai người này thật cho là mình thiên hạ vô địch, cư nhiên đến phạm ta tiên đảo, lại lạc được cái tiếc núi thảm bại. Lâm dịch mặt vô biểu tình, nhìn không ra vui giận, nhưng sát khí trên người lại càng ngày càng nặng. Công tôn cổ nguyệt tiếp tục nói, tử vi tinh quân nghe được sự kiện rất là tức giận, hắn coi là hồng hoang bị ép cùng tiên đảo ký hiệp nghị là lo lắng ma tộc, đã như vậy không bằng rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đi trinh phạt ma vực, một lần hành động diệt trừ ma tộc. Ha ha, bao nhiêu ý tưởng ngây thơ, ta hoàng tộc tiền bối lũ khuyên không nghe, còn hảo tâm phái tông môn tu sĩ cùng hắn cùng nhau đi oán linh phế tích, kết quả, hừ hừ, mọi người cũng đều biết. Trong này ẩn tình, lúc đầu tại tinh minh đánh một trận trong, tử vi tinh quân cũng giảng thuật không ít, nếu không có công tôn hoàng tộc lâm trận bỏ chạy, lại tế xuất thần khí đập nát tử vi tông phi hành tiên khí, giam giữ không gian, tử vi tông cũng tuyệt không sẽ không ai sống sót. Nhân tính xấu xí, vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng lâm dịch không biết đại đa số chi tiết, công tôn cổ nguyệt cũng không rõ nói, nhưng trong này không phải là thế lực cùng thế lực trong lúc đó tranh đấu gay gắt. Đặt ở lúc đó đến xem, ngũ đại tinh môn như mặt trời ban trưa, danh tiếng tạm thời vô lược, mơ hồ có vượt qua mấy thế lực lớn xu thế, nếu là có cơ hội đem tử vi tông hoàn toàn đánh phế, công tôn hoàng tộc tự nhiên cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Cho nên giả tá minh hữu chi lợi, cùng tử vi tông cùng trinh phạt oán linh phế tích, lại âm thầm xuất thủ, dẫn đến tử vi tông toàn quân bị diệt, thậm chí mấy thế lực lớn khác đều không rõ ràng lắm năm đó trận chiến ấy chi tiết. Cùng với nói tử vi tông là bị ma tộc tiêu diệt, chẳng nói là bị công tôn hoàng tộc một tay chôn vùi rơi. Sở dĩ năm đó tinh minh đánh một trận, tử vi tinh quân xuất thế sau, lửa giận trung thiên, không những cường thế chém giết hợp thể đại năng công tôn hưng vũ, còn muốn kỳ hắn ba tôn hợp thể đại năng mạng đều lưu lại. Đây đúng là khó có thể hóa giải huyết hải thâm cừu. Hơn nữa vũ khúc tinh quân cùng thiên phủ tinh quân như thế tùy tiện viễn trinh tiên đảo, bên trong cũng nhất định cất giấu rất nhiều chi tiết các thế lực lớn âm thầm rượt dây cũng nói không chừng bởi vì sự kiện kia qua đi ngũ đại tinh quân đi thứ ba cái này mới phát ngũ thế lực lớn tại đây tiêu tan thành mây khói chỉ còn lại có thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân hai người vì bảo vệ truyền thừa không ngừng mới bất đắc dĩ làm ra phong sơn tị thế cử chỉ thẳng đến đời này lâm dịch bái nhập thất sát tông cái này ngược cũng không phải là lâm dịch lung tung phỏng đoán muốn nhớ ngày đó tinh minh xuất thế lúc công tôn hoàng tộc còn trắng trợn quy mô xâm lấn sát lục, có thể nghĩ, năm đó công tôn hoàng tộc đối mặt ngũ đại tinh môn thái độ. Tất cốc phiến thản nhiên nói, cho nên ít nhất ký kết hiệp nghị sau, hồng hoang đại lục mấy nghìn năm vẫn chưa phát sinh quá lớn đại chiến. Lâm dịch lắc đầu cô đơn cười cười, đạo, mặc kệ thế nào, trong miệng các ngươi cái gọi là Thái Bình, đều là dùng mấy ngàn năm qua này rất nhiều phàm dân tiên huyết đổ mà thành, thời gian cũng vĩnh viễn đều không thể xóa bỏ giết các ngươi gia tộc, tông môn phạm vào tội ác, Công tôn cổ nguyệt ngửa đầu cười to, hừ lạnh nói, tại ta thế hệ tu sĩ trong mắt, phàm nhân giống như con kiến hồi giống nhau, chết chút phàm nhân, đổi lại được hồng hoang thái bình, làm sai chỗ nào. Hết lần này tới lần khác người cái này cổ hủ đệ tử, nhìn không thấu cái này đạo lý trong đó. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì chó cỏ, thiên đạo còn như vậy, người cái nho nhỏ tu sĩ không hiểu thiên ý, vọng tưởng nghịch thiên mà đi, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Tốt, Lâm Dịch gật đầu nói, công tôn cổ nguyệt, hôm nay ngươi nói ra những lời này, ta liền cùng ngươi không chết không ngớt. Lâm dịch quá to, ở trong mắt ta, phàm nhân cũng là nhân, mạng của ngươi chưa hẳn so với bọn hắn quý, ở trong mắt ta, mạng của ngươi càng dơ bẩn. Ngươi đưa bọn họ nhìn thành là con kiến hôi, tương lai ta liền đem ngươi xem như con kiến hôi chém giết. Ha ha, ngươi không có cơ hội, công tôn cổ nguyệt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Lâm dịch không có nhìn về phía công tôn cổ nguyệt, trái lại chăm chú nhìn tiên đảo tam hoàng tử, lạnh giọng nói, bất quá, hôm nay ta trước phải chém người này tiên đảo tam hoàng tử trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt cười nhạo đạo ngươi dựa vào cái gì lâm dịch thản nhiên nói ta có thể thả ngươi tự nhiên có nắm chắc chém ngươi lâm dịch câu này vừa mới dứt lời mọi người tại đây trong đầu đều toát ra một cái nghi vấn mộc thanh tính mạng hắn còn khó giữ được còn muốn chém giết người ngoài mọi người thấy rõ cho dù qua một hồi này mộc thanh linh lực cũng không chữa trị nhiều lắm đang lúc mọi người vây công dưới đừng nói giết người, chính là lung lay sợ rằng đều khó khăn. Mà tiên đảo tam hoàng tử lại đột nhiên cảm giác ra đầu phát lừa, dâng lên một hồi tim đập nhanh cảm giác, đây mới thực là chí mạng sát khí. Ý niệm trong đầu không lạc, mọi người liền nghe được lâm dịch thanh âm lạnh như băng vang lên. Bắt đầu, cùng lúc đó, tám người chỗ đứng xung quanh chợt sáng lên từng đạo huyền diệu khó hiểu trận văn, trói mắt lóa mắt vòng sáng trên mặt đất lóe ra không biết, chỗ này không gian linh khí liền bị kiềm hãm, sau đó biến mất hầu như không còn xuất hiện một cái linh khí chân không khu vực cấm linh trận lâm dịch trước cấm linh trận chỉ có thể cấm chế ở chút cơ tu sĩ linh lực thời gian chỉ có một hơi thở nhưng từ khi rơi vào thần ma chi địa diễn thiên đại trận trong lâm dịch ở bên trong nhiều lần nghiên cứu trở về đối chiếu thất sát tông trận pháp ngọc giản rất có thu hoạch hôm nay bày ra cấm linh trận đã có thể đạt đến cấm chế kim đan tu sĩ một hơi thở thời gian đây mới là lâm dịch sau cùng con bài chưa lật Tiên đảo Tam Hoàng tử vốn cũng không phải là người lương thiện, Lâm Dịch như thế nào đơn giản dung túng hắn rời đi. Trước kia cùng tiên đảo Tam Hoàng tử không ai nhường ai, đến miễn vi kỳ nan thỏa hiệp, dĩ nhiên là vì che giấu cuối cùng này phải giết một kích. Mặc dù chỉ là một hơi thở thời gian, nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, cũng đã đầy đủ. Linh lực xuất hiện trạng thái chân không, vô phương điều động mảy may, đám tu sĩ trong lòng cả kinh. Mà Lâm Dịch dưới chân đạo văn thiểm hiện, xúc địa thành thốn, trực tiếp luân khởi cự khuyết kiếm hướng Tiên Đảo Tam hoàng tử lướt đi. Đám tu sĩ quá sợ hãi, chỉ có thể dựa thân thể về phía sau tránh né, công tôn cổ nguyệt càng là can đảm câu liệt, sợ đến hồn phi phách tán. Bởi vì dưới loại tình huống này, Lâm Dịch lựa chọn ai lấy tư cách mục tiêu, ai chính là một cái người chết. Trước kia tuy rằng hắn nói muốn chém Tiên Đảo Tam hoàng tử, nhưng ai cũng không dám bảo đảm Lâm Dịch sẽ nổi điên làm gì, đưa bọn họ bất kỳ người nào ngay tại chỗ chém giết. Xu lợi trốn tránh hại đây là đám tu sĩ vô ý thức trong, tự nhiên nhất phản ứng. chương 406, chết mà phục sinh, dày đặc gần như bản chất sát khí đập vào mặt, giống như một đầu tham huyết thái cổ hung thú, dương miệng to như chậu máu, làm người ta hít thở không thông. Tiên đảo Tam Hoàng Tử cũng là cho đã mắt hoảng sợ, hắn vốn là thụ thương tại tiền, thân pháp không bằng lúc đầu vậy lưu loát, duy nhất dựa vào chính là quỷ thần khó lường độn thuật, nhưng hắn chợt phát hiện linh lực trong cơ thể cư nhiên bị phong ấn. Tiên đảo Tam Hoàng tử theo bản năng lui về phía sau, nhưng trong con người một thanh cự kiếm ngay lập tức liền tới, không đợi kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt một đen. Phốc, tiên đảo Tam Hoàng tử bị lâm dịch cự khuyết kiếm trực tiếp chém được rách nát, nguyên thần cũng bị kiếm khi cắn giết. Cự khuyết kiếm đạo, cộng thêm lâm dịch thân thể lực lượng cường đại, tiên đảo Tam Hoàng tử một tiếng đều không hư, liền trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Lâm dịch đem mục tiêu đệ nhất đặt ở tiên đảo Tam Hoàng tử trên người, mà mấy người khác từ lâu tránh né ra tốt nhất phạm vi công kích, công tôn của nguyệt thoát được xa hơn, đã vượt ra khỏi cấm linh trận vòng sáng. Đáng tiếc, lâm dịch thầm than một tiếng, trung quy chỉ có thể chém giết một người. Lúc này một hơi thở thời gian đã qua, mọi người linh lực lần thứ hai trở lại trong cơ thể, không khỏi tinh thần đại chấn, ào ào giết trở lại. Tất cốc phiến cách lâm dịch gần nhất, chờ mình tay đúng một chiêu tuyệt học, đạo ra đại thủ ấn. Một cái linh khí ngưng thật cự trưởng ầm ầm phách về phía lâm dịch, trên bàn tay kinh mạch văn lạc đều có thể rõ ràng có thể thấy được. Trường chưa tới, linh khí chung quanh đã bị thổi làm tứ tán ra, lâm dịch tóc đen bị trưởng phong mang được loạn vũ phi dương. Lâm dịch trở tay xoay mở cự khuyết kiếm, hoang lực bắn ra, hướng về phía trước dùng sức nhân một cái. Phanh, lâm dịch cả người rung mạnh, ngửa mặt té ngã, cự khuyết kiếm suýt nữa tuột tay, bị đạo ra đại thủ ấn đập cái té ngã. Trên đất lăn lộn thời điểm, lâm dịch nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, vội vàng dùng tay áo che đỡ, màu xanh nhạt máu đích thực quá mức nổi bật. Lâm dịch lần này cuộn đi thẳng tới huyết vụ giản danh giới, tại lui một bước đúng vực sâu vạn trượng. Lâm dịch dùng rằng đứng dậy, lại không có sợ hãi chút nào, ngửa mặt lên trời cười nói, bắt thế lực lớn truyền nhân vây công ta, lại vẫn bị ta đập chết một người, thống khoái. Tiên đảo tam hoàng tử tự chết như vậy, mấy thế lực lớn truyền nhân đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Nhưng tùy theo mà đến, chính là đối với một thanh tu sĩ này thật sâu một loại khủng cụ. Tám người vây công dưới, người này không chỉ là chém giết một người, ban nãy càng đem tiên đảo tam hoàng tử giam cầm đứng lên, kỳ thực như nhỏ tính được, lâm dịch đã giết hai người. Hơn nữa mới vừa cấm linh trận, lâm dịch là thẳng đến tiên đảo tam hoàng tử đi. Lúc đó nếu là lâm dịch muốn giết tám người trong bất kỳ người nào, cũng sẽ ăn chắc. Người này còn bài chưa lật đông đảo, hơn nữa mỗi một lần ra chiêu, đều bất ngờ, không người có thể đoán được tâm tư của hắn, dự đoán hắn động tác kế tiếp. Công tôn cổ nguyệt sắc mặt trầm xuống, không do dự nữa, đang muốn thi triển thủ đoạn, đem lâm dịch giam cầm đến, đột nhiên nhận thấy được phía sau có một tia dị động. Công tôn cổ nguyệt nhẹ nhíu, đại bộ phận tinh lực đặt ở lâm dịch trên người, quay đầu nhìn lại. Mấy người còn lại rõ ràng cũng có phát giác, ào ào ghé mắt. Ba, nhưng vào lúc này, tiên đảo tam hoàng tử rơi xuống thi thể ở trong đột nhiên truyền đến một chút vỡ vụn có tiếng. Sau đó một cổ kỳ dị lực lượng tại tiên đảo tam hoàng tử trên thi thể lưu truyền, thật lâu không tiêu tan, ngay sau đó kêu mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra, tiên đảo tam hoàng tử đầu tụ tại lần thứ hai ngưng tụ, nguyên thần đột nhiên xuất hiện, ngạnh sinh sinh theo trên mặt đất bò dậy. Tiên đảo tam hoàng tử chết mà phục sinh, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, vẫn là trước khi chết mang thương trạng thái, nhưng hắn lại chân chính sống lại. Mới vừa lâm dịch một kiếm, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cũng rõ ràng cảm thụ được tiên đảo tam hoàng tử nguyên thần tịch diệt. Nhưng hôm nay xem ra, Tiên đảo tam hoàng tử trên người nhất định là mang theo cái gì kinh thiên bảo bối, sẽ thành công kỳ sống lại. Lâm dịch hiếp hai mắt, nhìn thấy một màn này cũng là rất là khiếp sợ. Nghĩ không ra hắn kế hoạch kín đáo như vậy, mỗi một bước kỳ đi được cũng không có so với cẩn thận tỉ mỉ, nhưng vẫn là kỳ xoa một chiêu, cư nhiên không có thể đem tiên đảo tam hoàng tử chém vu dưới kiếm. Tiên đảo tam hoàng tử sống lại sau, ánh mắt càng oán độc, giống như một con rắn độc vậy chăm chú nhìn lâm dịch, hận đạo, người không nghĩ tới đi, ta cư nhiên còn sống. Lâm Dịch cũng không nói chuyện, Tiên Đảo Tam hoàng tử tựa hồ nhớ tới một việc, cười gằn nói, ta có thể nói cho ngươi biết, trên người ta có một quả Thế Tử phù, tương đương với ta đệ nhị đầu mạng. Ngươi biết cái này Thế Tử phù là thế nào luyện chế sao? Tiên Đảo Tam hoàng tử là ở hỏi Lâm Dịch, nhưng ai cũng biết, cái này tuyệt không chỉ là cái đơn giản vấn đề. Tiên Đảo Tam hoàng tử tiếp tục nói, đây là dùng còn sống hợp thể đại năng huyết nhục, khả năng tế luyện ra Thế Tử phù, hắc hắc người biết ta đây mai thế tử phù dùng là cái nào hợp thể đại năng huyết nhục sao? Lâm dịch biến sắc, nghĩ đến một cái có thể, ánh mắt trở nên lạnh hơn, càng hàn. Ha ha ha, tiên đảo tam hoàng tử thấy lâm dịch sắc mặt chuyển biến, không khỏi ngung cuồng cười một tiếng đạo, nhanh như vậy tự đoán được, thông minh. Đúng dùng vũ khúc tinh quân huyết nhục tế luyện mà thành. Lâm dịch nắm chặt nắm đấm, hầu như cắn nát môi, chảy ra một tia vết máu, cả người một hồi run rẩy tiên đảo tam hoàng tử lộ ra một cái vô cùng tiếc hận chi sắc, nhô ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, chập lưỡi đạo, thực sự tốt đáng tiếc, cái này mai thế tử phù đối với ta mà nói không chỉ là đệ nhị đầu mạng đơn giản như vậy, ta thời thời khắc khác đều có thể ngửi được trên mặt hợp thể đại năng huyết nhục khí tức, thực sự kêu ta say mê trong đó, vô phương tự kiềm chế. Lăng thu yến khẽ nhíu mày, quay đầu đi chỗ khác, lộ ra vẻ chán ghét. Tiên đảo tam hoàng tử tâm lý cực độ vặn vẹo, trên mặt nhe răng cười làm cho lòng người để phát lạnh. Lâm Dịch nhẹ thở phào nhẹ nhóm, sắc mặt lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, không hề bận tâm. Lâm Dịch biến hóa, kêu trong lòng mọi người kinh ngạc. Dựa theo bọn họ dự đoán, lấy Mộc Thanh tính tình nghe được câu này, nhất định liều lĩnh tiến lên cùng Tiên Đảo Tam Hoàng Tử liều mạng. Nhưng Mộc Thanh lúc này lại biểu hiện vô cùng tính táo, tính táo có chút kinh người. Mọi người thấy Mộc Thanh lần thứ hai sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Lâm Dịch hầu để ở chỗ sâu trong đột nhiên phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười làm người ta nghe sợ nổi da gà. Lâm Dịch hít sát khí nghiêm nghị hai mắt, nhìn chằm chằm Tiên Đảo Tam hoàng tử, lạnh giọng nói: "Ta thả ngươi, tự nhiên có thể giết ngươi. Ta có thể giết ngươi một lần, tự nhiên có thể giết ngươi lần thứ hai." Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch hai mắt chợt sáng choang, về phía trước có hơi sai rồi một bước. Tiên Đảo Tam hoàng tử cảm thụ được Lâm Dịch sát khí, tóc đều dựng lên, kém đến sợ đến hồn phi phách tán, lần này hắn không còn có thế tử phù có thể dùng nếu là Mộc Thanh lại phóng xuất ra bài tẩy gì đem hắn chém, thật hối hận thì đã muộn. Hiện một tiếng, tiên đảo tam hoàng tử thân hình biến mất tại tại chỗ, một lát sau, tại trăm mét có hơn lần thứ hai hiện hình, mặt sợ hãi nhìn chằm chằm coi như đứng tại chỗ lâm dịch. Mà lâm dịch căn bản không có động, cũng không có phóng xuất ra bất kỳ thủ đoạn nào, tiên đảo tam hoàng tử đã bị lâm dịch giết sợ, thành chim sợ cành cong. Lâm dịch trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt, nhìn chung quanh mọi người, thản nhiên nói, mấy người các ngươi cũng giống vậy, trở lại rửa sạch cổ, chờ ta tới lấy các ngươi đầu chó, tế điện những cái kia chết oan người vô tội phàm dân. Mấy thế lực lớn truyền nhân vừa muốn có động tác, Lâm Dịch đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị khó hiểu dáng tươi cười, muốn bách thánh điện bảo bối sao. Đến huyết vụ giản tìm đi, ha 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 ha, tiếng cười không lạc, Lâm Dịch thả người nhảy, nhảy xuống vách núi, rơi vào huyết vụ giản trong, thân hình nhanh chóng bị dày đặc trù huyết vụ nuốt hết, chốc lát không thấy bóng dáng. Trường 407, đáng sợ tu sĩ lâm dịch đột nhiên nhảy xuống huyết phụ giản ngoài dự liệu của tất cả mọi người mấy thế lực lớn truyền nhân biến sắc tiến lên nữa đi bắt đã không kịp tám người tới vách núi mép nhìn sâu không thấy đáy huyết phụ tràn ngập khe sâu lặng lẽ không nói trên mặt của mỗi người đều thần sắc khác nhau cảm khái hàng vạn hàng nghìn lâm dịch nhảy xuống huyết phụ giản một đời thiên tài tại đây ngã xuống tám người tuy rằng thắng nhưng là bọn hắn cũng thua bọn họ hao tổn tâm cơ đem lâm dịch mời ở đây một trong những mục đích liền đem lâm dịch chết rơi mục đích thứ hai chính là đoạt đến bách thánh điện truyền thừa kết quả tám người dụng hết toàn lực thủ đoạn luôn ra đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ là đem lâm dịch bức tử nhưng bách thánh điện truyền thừa tại đây đoạn tuyệt bảo bối cũng hóa thành bọt nước huyết phụ giản sâu không thấy đáy các tộc thế lực tiền bối từng thiên đinh vạn trúc không thể đơn giản phạm hiểm bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ từ góc độ nào nhìn tám người đều không có thể được đến kết quả mong muốn mà trái lại lâm dịch hắn cái này đến đây mục đích của duy nhất liền là muốn biết đông độ tiên đảo chân tướng, hiệp nghị nội dung, đến cuối cùng hắn tuy rằng ngã xuống, nhưng lấy lực một người tại tám người cường thế vây công dưới, bước ra tiên đảo tam hoàng tử nói chân tướng sự thật, cuối cùng càng chém giết người sau một cái mạng. Hạ hận thủy thở dài nói, nghĩ không ra người này như thế cương liệt, cư nhiên dẫu có chết cũng không chịu giao ra bảo vật. Khương xí không có được bất kỳ chỗ tốt nào, mặt có oán hận, hư nhẹ nói, đã chết mới vạn sự đại cát, người này nếu là đem tiên đảo hiệp nghị cáo chi trăm tộc tu sĩ, chúng ta tám thế lực lớn tại hồng hoang địa vị nhất định đối mặt nghiêm trọng trùng kích. Đáng trách chính là không có thể thân thủ đập chết hắn. Công tôn cổ nguyệt sắc mặt âm trầm, giọng căm hận nói. Tất cốc phiến ở bên cạnh im lặng nửa ngày, đột nhiên hỏi, hắn cấm linh trận là chuyện gì xảy ra, chúng ta đi tới đỉnh núi đến sau cùng giao thủ, người này căn bản không có thời gian bày binh bố trận, huyết sắc ngọn núi cái này địa điểm cũng là chúng ta âm thầm thương nghị, người này càng không thể nào nói trước biết được lăng thu yến nhẹ giọng nói hắn tới hơi sớm có thể làm chút chuẩn bị cái này cũng nói không thông tất cốc viễn trầm giọng nói tam hoàng tử theo sát mộc thanh sau đó đi tới huyết sắc ngọn núi nếu là người này bố trí trận văn tam hoàng tử làm sao sẽ không phát hiện được tiếng nói vừa dứt bảy người nhất tề đem ánh mắt nhìn về phía tiên đảo tam hoàng tử tiên đảo tam hoàng tử biến sắc giọng nói bất thiện nói ra làm sao các vị đạo hữu hoài nghi ta ban nãy người chết là ta, có thể không phải là các ngươi. Tất cốc phiến lại cười nói, ngược lại không phải là hoài nghi, chỉ là hỏi một chút ngươi, cái này Mộc Thanh đi tới đỉnh núi sau có thể có cái gì dị thường cử động. Ha ha, tiên đảo tam hoàng tử cười lạnh nói, khi ánh mắt ta đánh sao, nếu là hắn bố trí trận pháp nhất định phải khắc trận văn, ta lại có thể nào không phát hiện được. Nói đến đây, tiên đảo tam hoàng tử đột nhiên dừng lại, trận to con ngươi, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ chi sắc. Chúng người biết trong này tất có ẩn tình, chỉ lại yên tĩnh đợi. Im lặng nửa ngày, tiền đảo Tam Hoàng tử chậm rãi nói, nơi này người tới đỉnh núi, vẫn chưa có bảy trận động tác, nhưng mà. Người này đến đỉnh núi sau lại đột nhiên sách ra cự khuyết kiếm. Tiên đảo Tam Hoàng tử lại dừng lại một chút, trong mày, tựa hồ vẫn đang nhớ lại. Mọi người nghe được sốt ruột, tất cốc phiến nhịn không được lên tiếng hỏi, sau đó thì sao, xuất ra cự khuyết kiếm chắc là có đề phòng, cùng bố trí trận pháp có quan hệ gì. Tiên đảo Tam Hoàng tử nuốt nước miếng, trong mắt chỗ sâu vẻ hoảng sợ quá nặng, hồi ức đạo, hắn lúc đó tùy ý mang theo cự khuyết kiếm, tự ở phụ cận đây đi tới đi lui, bên trái một bước bên phải một bước, tựa hồ là đang tra dò xét hoàn cảnh chung quanh. Mọi người rơi vào trong trầm tư, biết vấn đề nhất định nằm ở chỗ nơi này, bằng không thì không có trùng hợp như thế, nơi đây đúng là một thanh bảy cấm linh trận địa điểm. Bởi vì cự khuyết kiếm quá dài, người này tiện tay mang theo cự khuyết kiếm, khó tránh khỏi mũi kiếm sẽ ngã xuống trên mặt đất, cái này vốn là hiện tượng bình thường, Ta lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng... Mọi người nghe đến đó, biến sắc, dừng một chút, tiên đảo tam hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, không lưu loát nói, hôm nay xem ra, nếu là ta đoán không sai, người này đúng là dùng cự khuyết kiếm mũi kiếm trên mặt đất khắc suốt trận văn, hoàn thành cấm linh trận. T, mọi người ngược hít một hơi lãnh khí, cảm giác một cổ thấu xương lạnh lẻo đột nhiên theo lòng bàn chân mọc lên, khắp cả người phát lạnh. Thật sâu tính toán, thật là xa dự mưu. Nguyên lai like tại Lâm Dịch bước vào đỉnh núi một khắc cũng đã bắt tay vào làm bố cục, nhưng mọi người lại không cảm giác chút nào. Trước mặt mọi người nhân coi là Lâm Dịch đi vào bọn họ tỉ mỉ trong bố cục lúc, bọn họ bừng tỉnh phát hiện tại trận này trong quyết đấu con mồi cùng thợ săn thân phận lặng yên xảy ra chuyển biến, bọn họ biến thành chân chính con mồi. Đây là đáng sợ dường nào một cái tu sĩ nửa bước kim đan chính mình không kém gì bất kỳ kim đan tu sĩ chiến lực cũng thì thôi, lại có quá mức thiên phú chiến đấu như thế tính táo kín đáo tâm tư cùng đối với cục diện chiến đấu kinh người dự phán năng lực. Như vậy một cái tu sĩ, cùng giai người, ai dám cùng ngươi chi đối địch. Cho dù tu vi cao hơn nhất giai thì thế nào, tám người đại biểu các thế lực lớn kim đan kỳ chiến lực đỉnh phong, mỗi một cái thực lực đều không thua với lâm dịch, nhưng chân chính chém giết, tám người lại khắp nơi bị quản chế, thằng tuốt ở vào bị động. Từ đầu tới đuôi chiến đấu, lâm dịch đều đang nắm giữ xuống chủ động, mỗi một lần ra chiêu, mỗi một cái động tác phía sau đều thâm ý sâu sắc, rất có thể một cái không tầm thường chút nào chi tiết, liền chôn xuống hắn tuyệt sát một kích. Ai có thể nghĩ tới mũi kiếm buông xuống trên mặt đất như vậy một cái lơ lỏng bình thường việc, lại bị người này lợi dụng, chôn xuống sau cùng sát chiêu, nếu không có tiên đảo tam hoàng tử có thế tử phù loại này nghịch thiên vật, hôm nay đã sớm biến thành tử thi. Cái này không trách tiên đảo tam hoàng tử, mấy người khác đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ, cũng tuyệt không sẽ phát hiện bất cứ dị thường nào phóng thích phá quân tinh thuật, kim đan dị tượng đối kháng chưa xong liền bạo phát việt học, chợt ở trong đó hỗn loạn thần thức công kích, mượn trước mặt mấy chiêu làm nền, thành công phóng xuất ra thất sát tinh thuật. Thậm chí thẳng đến một khắc cuối cùng, người này vẫn có thể vẫn duy trì cẩn thận tâm tính tĩnh táo, lợi dụng hóa ngoại phân thân đi hấp dẫn tất cả mọi người công kích. Toàn bộ chiến cuộc, từ đầu đến cuối, một thanh tựa hồ thẳng tuốt ở vào một cái siêu nhiên thế ngoại huyền diệu trạng thái. Hắn tựa hồ đúng chiến cuộc người thao túng, hôm nay thận trọng nghĩ đến, rất nhiều nhìn như lơ đáng cử động chi tiết, kỳ thực đều cất dấu sát cơ chí mạng. Nói ví dụ, trận văn trước mắt, nhưng linh thạch tuyệt đối không thể có thể ở tiên đảo Tam Hoàng tử nhìn soi mói, bỏ vào các đại trận trong mắt. Duy nhất có thể, chính là tại phóng xuất ra kim đan dị tượng, hiển hóa ra hàng tỷ tinh thần ngân hà đại thế lúc, linh thạch hỗn loạn tại chư thiên tinh thần trong, lặng yên không hơi thở đặt ở cấm linh trận mắt trận trong. Còn có lâm dịch tiêu xái động, buông tha tiên đảo Tam Hoàng tử đi mấy bước, sau lại lại tới đến huyết vụ giản danh giới, cầm bảo vật uy hiếp mọi người. Lúc đó lòng của mỗi người suy nghĩ đều đặt ở tiên đảo tam hoàng tử hoặc là bảo vật trên người, chỉ là theo bản năng đem lâm dịch bao quanh vây quanh, theo sau đó. Nhưng mọi người lại không biết, cái này thật đơn giản vài bước khoảng cách, lại làm cho mọi người tiến nhập cấm linh trận phạm vi. Trong cuộc chiến rất nhiều mê hoặc chỗ, từng việc cởi ra, nhưng mỗi người sắc mặt của lại cực kỳ khó coi. chương 408, huyết vụ giản. Mọi người tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nhưng trong lòng nhiều lần vang lên lâm dịch nhảy xuống huyết vụ giản trước lần nói, nghĩ đến lâm dịch chỗ kinh khủng, tất cả mọi người sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ người này không có dễ dàng như vậy chết. Lại thêm lâm dịch cái kia quỷ dị khó hiểu dáng tươi cười, tám lòng của người ta trong càng là phiền táo bất an, bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Đột nhiên, Khương Xí nhịn không được, nói ra một cái bồi hồi ở trong lòng mọi người nghi vấn. Mộc thanh hắn, không có không chết đi. Cho dù mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ này, nhưng là bị người trước mặt mọi người nói ra, hay là nhịn không được lại càng hoảng sợ. Bọn họ hôm nay cùng Lâm Dịch kết làm đại thù, người này nếu không phải chết, bọn họ cuộc sống sau này sẽ rất khó qua, huống chi còn có Tiên Đảo hiệp nghị một chuyện, nơi này người đã đưa bọn họ ghi hận trên. Trải qua nơi này đánh một trận qua, tám người trong rốt cuộc không một người muốn sẽ cùng Lâm Dịch đối chiến chém giết. Người này thiên phú chiến đấu mạnh, khó có thể phỏng đoán, còn bài chưa lật đông đảo không nói lại có thể đem mỗi một chiêu tác dụng phát huy đến cực hạn, hơn nữa diễn sinh ra hiệu quả kinh người. Lúc chiến đấu cảm giác còn không quá rõ ràng, nhưng hôm nay nghĩ đến, mọi người vẫn là sợ. Công tôn cổ nguyệt thấy nhân tâm di động, cao mày quát khẽ tuyệt đối không thể có thể, người này tu vi liền kim đan kỳ cũng chưa tới, tại sao sẽ ở huyết vụ giản trong sống sót, đừng quên bên trong ngã xuống qua nguyên anh đại tu sĩ. Tất cốc phiến trầm ngâm ít, lên tiếng nói trái phải vô sự, không bằng chúng ta tại đây đỉnh núi chờ mấy ngày lại đi, để ngừa vạn nhất. Tiên Đảo Tam hoàng tử liền vội vàng gật đầu nói, ta tán thành. Lăng Thu Yến nhẹ giọng nói, như vậy cũng được, ít nhất có thể cho mọi người an tâm. Công Tôn Cổ Nguyệt cười cười, đạo ta nghĩ mọi người vẫn còn có chút quá lo lắng, người này chiến lực tuy mạnh, nhưng mọi người đừng quên, hắn trung quy bất quá là nửa bước kim đan, chúng ta đã đạt đến kim đan viên mãn, theo Chu Ma chiến trường sau khi rời khỏi đây, nhất định có thể đột phá nửa bước Nguyên Anh, người này khoảng cách chỉ biết cùng bọn ta càng ngày càng xa. Tay hắn đoạn nhiều hơn nữa, thiên phú chiến đấu cường thịnh trở lại, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng tuyệt không chờ mình có thể. Mấy người âm thầm gật đầu, công tôn cổ nguyệt lời nói này nói xong quả thật có vài phần đạo lý. Nhưng mặc dù như thế, tám người hay là hiểu lòng không hết lựa chọn tại đỉnh núi ngưng lại mấy ngày. Khi các thế lực lớn truyền nhân đều coi là đem lâm dịch nhìn thấu thời điểm, bọn họ vẫn không biết, nhảy xuống huyết vụ giản cũng là lâm dịch một nước cờ hơn nữa còn là nhất định đi một nước cờ cực kỳ trọng yếu nguyên nhân không có hắn khi lâm dịch đạp lên đỉnh núi một khắc đan điền trong yên lặng thật lâu thần bí đoạn kiếm rốt cuộc chiến giật mình tản mát ra một loại quen thuộc vui sướng tâm tình là đến từ kiếm chi mảnh nhỏ hô hoán lấy lâm dịch tính tình lúc đó vẫn không che giấu được nội tâm mừng như điên lúc cách ba nhiều năm rốt cuộc lần thứ hai phát hiện kiếm chi mảnh nhỏ tung tích đây mới là thuộc về Lâm Dịch tham gia trăm tộc đại chiến chân chính cơ duyên. Một khi thu được kiếm chi mảnh nhỏ, Lâm Dịch có cực lớn nắm chặt bước vào đan đạo. Bước vào đan đạo, đối với Lâm Dịch mà nói quá trọng yếu, đặc biệt tại Chu Ma chiến trường rất nhiều cường địch xung quanh chờ đợi tình huống dưới, chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm cho hắn sống sót. Cho nên, khi Lâm Dịch đạp lên đỉnh núi một khắc, hắn liền cũng định tốt, vô luận phía trước là cái gì hiểm địa, hắn cũng phải đi tìm tòi đến tột cùng. Biết được đông độ tiên đảo chân tướng sau, càng thêm kiên định lâm dịch ý niệm trong đầu, phải nhanh tốc để thăng thực lực ý niệm trong đầu. Khi hồng hoang các thế lực lớn truyền nhân coi là đem lâm dịch đẩy vào tuyệt cảnh lúc, người sau lại vui mừng không hái sợ, chỉ là buông tay đánh một trận. Vô luận mới vừa chiến đấu là kết quả như thế nào, huyết vụ giản, lâm dịch đều phải nhảy xuống. Thân hình tại trong huyết vụ nhanh chóng rơi xuống, huyết vụ giản ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động một cổ khó có thể ngăn cản hút kéo lực. Lâm dịch căn bản không cách nào khống chế rơi xuống xu thế, chỉ có thể miễn cưỡng nắm trong tay ở cân đối. Lâm dịch thần thức cũng chỉ có thể tra xét đến xung quanh chừng 10 thước khoảng cách, mượn mới vừa tại đỉnh núi khôi phục một chút linh lực, phía sau hình thành một đoàn nhỏ kiếm rực, tận lực khống chế được rơi xuống tốc độ. Điều này khe sâu tựa hồ vĩnh viễn không thấy đáy, lâm dịch khẽ nhíu mày, trong lòng có chút thấp thỏm, có chút phấn khởi. Nguyên anh đại tu sĩ đều rơi xuống huyết vụ giản bên trong nhất định ẩn chứa khó có thể tưởng tượng hung hiểm, Lâm Dịch nếu không phải có thể đánh khởi 10 phần tinh thần, không chỉ nói thu được kiếm chi mảnh nhỏ, sợ rằng mạng của mình đều phải giao tại đây. Vĩnh vô chỉ cảnh rơi xuống, phảng phất chính từng bước một rơi vào tội ác thâm uyên, loại cảm giác này vô cùng khó chịu, kêu Lâm Dịch trong lòng dâng lên một vẻ bối rối. Cũng không biết trải qua bao lâu, vịch một tiếng, Lâm Dịch hai chân rơi vào thực địa, nhưng bởi vì rơi xuống tốc độ quá nhanh, căn bản vô phương đứng vững, điệt ngồi trên mặt đất trên, thân thể truyền đến một hồi đau nhức làm đến nơi đến trốn, kêu lâm dịch tâm trong hơi an lâm dịch nhẹ thư một mạch chậm rãi đứng dậy cẩn thận một chút nhìn khắp bốn phía tra xét xuống có thể tồn tại tất cả nguy hiểm lâm dịch mới vừa vừa rơi xuống đất liền cảm thụ được xung quanh vô cùng nồng nặc khí huyết sát sát khí không chỗ nào không có mặt nhưng hôm nay huyết vụ so với đỉnh núi còn muốn dày đặc hầu như hóa thành thực chất trạng thái dịch phảng phất đặt mình trong tại trong biển máu ánh mắt có khả năng tra xét phạm vi chỉ có chừng ba thước lâm dịch chỉ có thể bằng vào thần bí đoạn kiếm cùng kiếm chi mảnh nhỏ trong lúc đó cái loại này như có như không liên hệ nhắm vào một cái phương hướng lục lọi về phía trước hành tàu xung quanh không có một tia sinh cơ yên tĩnh kinh khủng âm trầm lâm dịch tâm đầu càng bất an dừng lại thân hình ánh mắt chấp động trước mặt tựa hồ cất giấu vô cùng hung hiểm tồn tại nhưng mà lâm dịch lại không không tiếp tục đi tới hắn không có đường lui huống chi hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại kiếm chi mảnh nhỏ thì ở phía trước vừa giơ chân lên, Lâm Dịch sửng sốt một chút, hắn kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất lại có một loại đậm đặc hút kéo lực, hành tẩu trên mặt đất giống như thẳng qua tầng một bùn nhão. Lâm Dịch theo bản năng cúi đầu nhìn lại, đồng tử không kềm được một hồi co rút lại. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện tầng một thật mỏng huyết tương, màu đỏ tươi đậm đặc, làm người ta buồn nôn. Lâm dịch dơ lên con kia chân cùng mặt đất trong lúc đó vẫn dính từng cây một tơ máu, nhìn qua kinh khủng kinh người. Lâm dịch hít sâu một hơi, vừa muốn đè xuống trong lòng khủng cụ về phía trước tiếp tục đi, khóe mắt lại thoáng nhìn một chỗ dị thường, không khỏi ám nhíu. Lâm dịch nhấc chân sau, huyết tương thượng hội lưu lại một dấu chân, thật lâu không tiêu tan, giống như trên mặt tuyết cước ấn giống nhau. Mà lâm dịch lại phát hiện chung quanh hắn đầy hình thù kỳ quái cước ấn, nhìn vết chân lưu lại thời gian, tựa hồ ngay trước đây không lâu. Những thứ này vết chân không giống như là nhân tộc, nơi này có sinh mệnh khác tồn tại. Hơn nữa ngay chung quanh hắn, mới vừa vừa ly khai không lâu. Nghĩ đến khả năng này, Lâm Dịch trong lòng căng thẳng, cảm giác thân thể tựa hồ cũng trở nên vô cùng cứng ngắc. Tuy rằng Lâm Dịch đi tới huyết vụ giản đề, trong lòng liền thẳng tuốt bao phủ vẻ lo lắng, tinh thần căng thẳng, cảm giác nguy cơ tứ phía, tựa hồ có vô số ác độc hai mắt tại nhìn hắn chằm chằm. Nhưng mà, Lâm Dịch cái này cùng nhau đi tới, nhưng không có nhận thấy được bất kỳ sinh mạng tồn tại. Nói cách khác, những thứ này ẩn số sinh mệnh, rất có thể tùy thời thu gặt tính mạng của hắn. Đột nhiên, Lâm Dịch cảm giác ra đầu tê dại, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, tựa hồ có người ở hắn trên cổ thổi một cái khí. chương 409, bạo phát khí huyết, khẩu khí này mang theo một cổ băng lãnh âm trầm hàn ý, lâm dịch tâm trong nháy mắt rơi vào đáy cốc, nhưng vẫn nhanh chóng làm ra phản ứng, nhìn cũng không nhìn, luân khởi cự khuyết kiếm đúng một cái chém ngang. Hiện, cự khuyết kiếm chảm phá huyết vụ, phát ra một đạo tiếng xé gió. Lâm dịch đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện phía sau liền cái quỷ ảnh cũng không có. Ít nhất khi hắn có thể cảm ứng người thước trong phạm vi, không có có bất kỳ sinh mệnh. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ảo giác? Lâm dịch từng ngụm từng ngụm thở dốc xuống, cái chán từ lâu toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Loại này quỷ dị kinh khủng tình hình trước đây chưa từng gặp, đổi thành người ngoài, sợ rằng từ lâu sợ đến hồn phi phách tán. May mà lâm dịch tu kiếm ý, tâm tính kiên định, vẫn chưa bị dọa lui, nhưng vẫn không nén được trận trận tim đập nhanh cảm giác, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây. Đột nhiên lâm dịch ngực bụng chỗ dâng lên một cổ kỳ dị khí tức, nhanh chóng chảy trải qua tứ chi bách hải cuối cùng vò tới nơi buồng tim, an ủi lâm dịch sao động nội tâm. Một cổ sự yên lặng, kiên cường, thật lớn ý cảnh trong nháy mắt hàng lâm, lâm dịch bỗng dưng cảm giác mới vừa chuyện đã xảy ra tựa hồ cũng không đáng sợ, hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, tâm thần ổn định lại. Đây là hạo nhiên chính khí lực lượng, lâm dịch đột nhiên nghĩ đến khổng tử thánh nhân nói xong một phen nói. Trong cơ thể trường tồn hạo nhiên chính khí, đối mặt ngoại giới tất cả to lớn mê hoặc cũng tốt, uy hiếp cũng tốt, đều có thể gặp không sợ hãi chấn định tự nhiên đạt đến không động tâm cảnh giới còn đây là quân tử không sợ hãi nguyên nhân thì ra là thế lâm dịch híp hai mắt hít sâu một hơi nắm chặt trong tay cự khuyết kiếm bắt đầu chia tích cái này cùng nhau đi tới dấu vết lâm dịch ánh mắt chấp động chú ý tới phía sau hắn cũng có hai đạo dấu chân cách hắn khoảng cách bất quá một tay gần nói cách khác ban nãy thổi tới hắn trên cổ lương khí cũng không phải là ảo giác mới vừa quả thật có một cái ẩn số sinh mệnh tiếp cận hắn đồng thời làm ra cái này kỳ quái cử động. Nếu là đổi thành vừa rơi xuống huyết vụ giản thời điểm, Lâm Dịch sợ rằng sẽ tái sinh thối ý, nhưng lúc này Hạo Nhiên chính khí tại ngực xoay quanh, tuy rằng khí tức rất yếu ớt, nhưng đủ để trấn an Lâm Dịch nội tâm, khiến cho lần thứ hai khôi phục tính táo. Lâm Dịch vẫn chưa sốt ruột về phía trước thăm dò, trái lại đứng tại chỗ dự đoán chuyện này phía sau tất cả có khả năng. Cái này sinh mệnh mới vừa cử động, tựa hồ cảnh cáo ý tứ hàm xúc rất nhiều, nhưng cũng không có bị thương ta ý. Lâm Dịch thu được một cái kết luận, nhưng mặc kệ trước mặt bao lớn hung hiểm, Lâm Dịch cũng phải đi tra xét một phen. Khó có được xuất hiện kiếm chi mảnh nhỏ tung tích, nếu là tại đây thối lui, Lâm Dịch không cam lòng. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch nắm chặt trong tay cự khuyết kiếm tiếp tục đi về phía trước. Trung quanh huyết vụ càng dày đặc, xen lẫn một cổ kỳ dị lực lượng, kêu Lâm Dịch rất khó chịu. Đi không bao lâu, Lâm Dịch lần thứ hai dừng lại, đột nhiên xoay người lại đi trở lại, lần thứ hai trở lại vị trí mới vừa rồi. Lúc này trên mặt đất vẫn là đầy đậm đặc huyết tương, lâm dịch dấu chân rõ ràng có thể thấy được, nhưng nhiều rất nhiều sinh mệnh khác vết tích. Quả nhiên, lâm dịch trong lòng dùng mình, nghĩ ngợi nói, hôm nay xem ra, tại chung quanh hắn mắt không thể thấy trong huyết vụ, quả thực cất giấu rất nhiều ẩn số sinh mệnh, rất nhiều đều sau lưng hắn âm thầm theo. Lâm dịch trầm ngâm ít, lần thứ hai hướng về kiếm chi mảnh nhỏ phương hướng đi đến, lúc này đây đi được bước tiến dị thường kiên định. Đại khái đi ra trăm mét có hơn, Lâm dịch đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cổ thi thể, thân thể từ lâu không gặp, chỉ còn lại có một đống cốt đầu, đầu khớp xương mặt ngoài đầy tơ máu, lộ ra yêu dị màu đỏ tươi chi sắc. Lâm dịch than nhẹ một tiếng, người này nhất định là đứng đầu nguyên anh đại tu sĩ, trong cơ thể tu luyện ra tiên khí, nhưng không thể đạt đến hợp thể, huyết nhục vô phương trường tồn, chỉ là lợi dụng tiên khí đem toàn thân cốt cách rèn luyện hoàn tất. Tại thu được hóa ngoại phân thân thuật bí tịch tòa trong động phủ, vị kia tỏa hóa tiền bối cũng là huyết nhục tiêu tán, duy hơn thi cốt lâm dịch nhìn chằm chằm xương kia trên tơ máu đáy lòng dâng lên một tia dị dạng ngay sau đó cơ thể mặt ngoài đột nhiên truyền đến một hồi đau nhức nhột ma cảm giác lâm dịch tiện tay đem cự khuyết kiếm đại chiến mặt đất nhìn hướng tay của mình trưởng t lâm dịch trong lòng dùng mình trợn to con ngươi trong ánh mắt mang theo vẻ khó tin chỉ thấy lâm dịch thủ trưởng từ lâu không có thường nhân phải có màu da trên mặt dính đầy huyết sắc lấm tấm chi chít kinh khủng tột cùng lâm dịch chợt vén lên ống tay áo ngưng thần nhìn lại trên cánh tay cũng là như vậy, màu đỏ tươi một mảnh. Những thứ này huyết sắc lấm tấm tựa hồ có số mạng giống nhau, đang lặng lẽ không hơi thở sông vào lâm dịch bên ngoài thân. Lâm dịch đột nhiên biết cổ nhột ma cùng cảm giác đau nhức là từ gì tới. Tại lâm dịch ánh mắt nhìn soi mói, lâm dịch da lại đang phát sinh biến hóa, huyết sắc lấm tấm bao trùm khu vực, da lại đang thối giữa. Trận trận nhột ma cảm giác hầu như khó có thể chịu được, lâm dịch theo bản năng đi bắt một chút, lại sướng sở ngay tại chỗ. Một trào này, trực tiếp lấy xuống tầng một hư thối huyết nhục ân lâm dịch kêu lên một tiếng đau đớn một hồi sâu tận xương tùy kịch thấu truyền vào thức hải không thể thả tiếp tục như vậy bằng không không có đợi khi tìm được kiếm chi mảnh nhỏ ta liền bị ăn mòn được chỉ còn lại có một đống cốt đầu có thể liền cốt đầu đều còn dư lại chẳng được lâm dịch trong lòng nhanh chóng nghĩ ngợi tất cả thoát khỏi khốn cảnh biện pháp bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên nếu cái huyết phụ thuộc về máu loại đồ đạc vì sao không phóng xuất ra bất diệt kiếm thể khí huyết lực cùng chi đối kháng bất diệt kiếm thể khí huyết tại lâm dịch trong ấn tượng chẳng bao giờ chịu thua qua cho dù là đối mặt hoàng tộc bất tử kim thân lâm dịch áp lực khí huyết quá lâu sớm đã trở thành tập quán hôm nay tại đây chung quanh tràn đầy quỷ dị kinh khủng huyết vụ giản đề tuyệt đối không thể có thể có những tu sĩ khác cần gì phải ẩn giấu khí huyết lực nghĩ lại đến tận đây lâm dịch gầm nhẹ một tiếng thôi động khởi trong cơ thể lam sắc khí huyết ùm um ùm um. Bong bong tranh, Lâm Dịch làm sắc khí huyết bốc lên, mây mù chuyển, làm quang bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời bước lui chung quanh màu đỏ tươi huyết vụ, xuất hiện một mảnh khó được chống rỗng khu vực. Như là cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn giống nhau, Lâm Dịch trong cơ thể cư nhiên truyền ra trận trận hải khiếu chi sắc, đi theo réo rắt kiếm ngân vang. Lam sắc khí huyết tại Lâm Dịch bên ngoài thân lưu chuyển, cùng huyết vụ phát sinh kịch liệt va chạm cùng gặm nhấm. Tựa hồ là cảm thụ được huyết vụ đối với bất diệt kiếm thể thương tổn, làm sắc khí huyết đại thịnh, nhiều lần cọ rửa thân thể, khôi phục vỡ vụn cơ thể, kiếm khí sắc bén mạnh mẽ, cắn nát huyết phụ. Cũng không lâu lắm, lâm dịch cơ thể lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, bên ngoài thân trong suốt lưu chuyển, thần mang bắn ra bốn phía. Lâm dịch đại hỉ, mượn bất diệt kiếm thể cường đại khí huyết lực, không trần chờ nữa, nhanh chóng hướng kiếm chi mảnh nhỏ vị trí lao đi. Lần này động tác xuống tới, lâm dịch không hề như lúc đầu vậy cẩn thận. Mới vừa làm sắc khí huyết cùng huyết phụ giao phong trong, Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được huyết vụ trong cổ tà ác tột cùng điểm lực lượng. Dựa theo Lâm Dịch dự đoán đến xem, tại đây trong huyết vụ ngây ngô gặp thời đang lúc càng dài, bị thương tổn càng lớn. Thời gian vô cùng quý giá, bất diệt kiếm thể cường thịnh trở lại, kéo dài tiêu hao dưới, khi huyết lực cũng cuối cùng có suy bại lúc, mà huyết vụ vẫn là liên tục không ngừng, không có cuối cùng, kéo dài tới cuối cùng thuộc thắng thuộc phụ, rất dễ phán đoán. Chương 410, tiểu mơ hồ bi thống. Lâm Dịch về phía trước bay nhanh, theo từ từ đi sâu, bất diệt kiếm thể bộc phát ra lam sắc khí vụ một chút bị tầm ăn lên, cũng không lâu lắm, liền bị áp bách được ngay dán tại cơ thể trên. Huyết phụ theo sát mà lên, lần thứ hai một lần nữa đem lâm dịch vây lại. Lúc này huyết phụ hầu như đã hóa thành trạng thái dịch, lâm dịch từ lâu thi triển không ra thân pháp, chỉ có thể từng bước từng bước về phía trước chậm rãi dảo bước tiến lên, giống như tại huyết hải trung hành đi, dị thường gian nan. Két két, một hồi kỳ dị tiếng vang từ trên người lâm dịch truyền tới. Lâm dịch cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy huyết phụ cùng lam sắc khí huyết lấy hắn cơ thể vì chiến trường, đang ở giao phong kịch liệt, mà lam sắc khí huyết đi qua lâu như vậy tiêu hao, từ lâu không chống cự nổi huyết vụ gặm nhấm. Két két, có tiếng đúng là huyết vụ rót vào da trong phát ra thanh âm, phảng phất tại trước thiêu lâm dịch, da nhanh chóng thối giữa ăn mòn. Lâm dịch mạnh cắn răng quan, ánh mắt kiên định, nhưng này loại đi sâu linh hồn kịch thấu cảm, không ngừng kích thích nguyên thần, nhịn không được cả người run rẩy. Lại đi mấy bước, lam sắc khí huyết hoàn toàn bại lui, bỏ qua huyết nhục chiến trường tranh đoạt, lui trở về cốt cách ở trong bắt đầu lưu chuyển xoay quanh, kiếm khí vẫn đang sắc bén, mang theo một loại ý chí bất khuất. Lâm dịch lúc này đã biến thành một cái huyết nhân, đầu đầy tóc đen cũng đã bị huyết phụ xuống nước, toàn bộ hóa thành màu đỏ tươi chi sắc, nhìn qua kinh khủng quỷ dị. Từng cục huyết nhục không tiếng động rơi xuống, lâm dịch bất diệt kiếm thể bị huyết phụ thôn phệ hoàn toàn thay đổi. Nếu không có trong suốt ánh mắt kiên định vẫn tại nhìn về phía trước, hắn hầu như đã trở thành một hủ thi. Cả người trên, duy nhất bảo tồn coi như hoàn hảo, chính là đầu, thứ nhì là song trưởng. Mang trên mặt thần côn tặng cùng mặt nạ, huyết vụ rót vào đến mặt nạ trong, lại như là tiến nhập không đáy, không có thể kích khởi mảy may rung động. Lâm dịch mi tâm của sáng lên từ mang, ánh sáng ngọc trói mắt, tinh thần lực chấn động liên tục, tuy rằng vẫn không đỡ được huyết vụ ăn mòn lực lượng, nhưng tinh thần lực cùng lam sắc khí huyết lần đầu liên thủ, quả thực bộc phát ra hiệu quả kinh người, thật to cản trở huyết vụ gặm nhấm bước chân. Bởi vì tu luyện thành thất sát tinh thuật cùng phá quân tinh thuật, lâm dịch song trưởng mỗi cái hiện ra hai ngôi sao, tinh thần lực cổ đáng liên tục, cả người huyệt vị đều sáng lên trong suốt tinh quang. Nhưng cái này cũng chỉ tạm thời giảm bớt đầu, song trưởng huyết nhục, mà lâm dịch thân thể những bộ vị khác, sớm bị huyết vụ cắn nuốt không còn hình dáng, có thậm chí lộ ra um tùm bạch cốt. Toàn bộ quá trình, lâm dịch lại sướng sờ là một tiếng không cổ học, lảo đảo đi lại tập tính đi về phía trước. Bởi vì lâm dịch biết, kiếm chi mảnh nhỏ ngay 10 thước ở ngoài. Chỉ phải kiên trì, liền có thể thu hoạch được thuộc về hắn cơ duyên. Nhưng mà cái này 10 thước, lại thành rảo bước tiến lên quỷ môn quan cuối cùng 10 thước. Tiểu mơ hồ thanh âm tại trong thức hải vang lên, hầu như mau muốn khóc lên, nước nở nói, Mộc Thanh, Mộc Thanh, người muốn làm gì à, tiếp tục như vậy, người sẽ chết. Lâm dịch về phía trước lại bước một bước, còn lại cử bước gần, nghe được tiểu mơ hồ quan tâm, khóe miệng co rúm, tựa hồ là đang cười không có việc gì, không cần lo lắng, ta vào tay kiếm chi mảnh nhỏ chỉ biết không có chuyện gì. Lâm dịch thanh âm vô cùng suy yếu, yết hầu bị huyết vụ thẩm thấu, phát ra thanh âm vô cùng kỳ quái, khàn khàn khó nghe. Tiểu mơ hồ vây quanh lâm dịch thần thức xoay quanh, lã trã như khóc nói, Mộc thanh, ngươi không muốn lại đi về phía trước, ngươi muốn cầm vật gì vậy, ta đi giúp ngươi, ngươi thực sự sẽ chết. Ngươi không muốn xảy ra đi, cái huyết vụ lực lượng quá quỷ dị cường đại, ngươi nhịn không được, mau tránh hồi hòn đá trong ta như chết, cái này hòn đá lai lịch thần bí, tuyệt không sẽ bị hao tổn, người liền có thể sống được đi. Lâm Dịch nhẹ khiển trách một tiếng, thanh âm bộc phát suy yếu. Lâm Dịch lúc này đã ôm hẳn phải chết tâm thái lại đi hợp lại, đi đánh bạc. hắn cần phải đánh bạc, như là không cách nào thu được kiếm chi mảnh nhỏ, liền không thể thả bước vào đan đạo. Tại chu ma chiến trường, hắn sẽ khắp nơi bị quản chế, huống chi còn có vô tình phải đợi xuống hắn đi cứu, tiền đảo việc còn chưa hết. Meo meo tiểu mơ hồ nghe được lâm dịch quan tâm rên dĩ một tiếng đâu chịu rời đi nhô ra lạnh lẽo màu hồng cái lưỡi không được liếm lâm dịch nguyên thần nước mắt phát tốc phát tốc địa bong bi bị, bị thương tới cực điểm lâm dịch nguyên thần nguyên bản cũng thừa nhận to lớn đau đớn hầu như xuất hiện ra nẻ thái độ nhưng bị tiểu mơ hồ liếm vài cái chuyển đến trận trận ý lạnh như băng ngược lại hóa giải không ít đau đớn cảm giác vừa gặp phải tiểu mơ hồ thời điểm hắn lá gan rất nhỏ nhìn thấy đánh nhau chỉ biết trước tiên trốn nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều thẳng tuốt biểu hiện ra đối với lâm dịch quá mức một loại ỷ lại hòa thân nật. Đang tiếp thụ thất sát tinh thuật truyền thừa lúc, một chiêu cuối cùng thứ bảy giết thập phương câu diệt, lâm dịch vốn đến ngã xuống, nhưng chính là bởi vì tiểu mơ hồ xuất hiện, mới để cho hắn thuận lợi đạt được thất sát tinh thuật truyền thừa, cũng tránh thoát rơi xuống nguy cơ. Tại lâm dịch chân chính có nguy hiểm lúc, tiểu mơ hồ chẳng bao giờ rời đi. Nghĩ tới đây, lâm dịch nguyên thần than nhẹ một tiếng, mặt có đau khổ, miễn cưỡng giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng vào tiểu mơ hồ đầu nhỏ, than nhẹ đạo, tiểu mơ hồ, người theo ta sau này, chẳng bao giờ qua trên Thái Bình thời gian, trước đây không phải đem ngươi theo kiếm mộ vùng đất mang ra ngoài, ngược lại hại ngươi. Mộc thanh, ta không thích theo ngươi, theo không hối hận, ngươi không nên chết a à. Tiểu mơ hồ bi tiếng nhất thiết, làm người ta tan nát cõi lòng. Lâm dịch miễn cưỡng cười cười nói, lần này ta nếu là bỏ mạng ở nơi đây, ngươi có cơ hội chạy đi đi ngay tìm tiểu yêu tinh đi, nàng đối với ngươi nhất định cũng là cực tốt, nhưng mà không nên nói cho nàng biết tin tức của ta. Tiểu mơ hồ trừng mắt tinh viên đen kịt đôi mắt nhỏ trâu, số chết lắc đầu. Lúc này ngoại trừ đầu cùng song trưởng, lâm dịch thân thể những bộ vị khác huyết nhục sớm bị thôn vệ hầu như không còn, chỉ còn lại có tản ra chạm màu xanh nhạt cốt cách, còn đang ngoan cường địa chống đỡ xuống huyết vụ ăn mòn. Lại bước một bước, bước này bước được càng gian khổ, càng khó khăn, đau nhức đã sớm đem lâm dịch mê hoặc, lâm dịch lúc này duy có một đạo ý chí vẫn đang kiên trì, theo bản năng đi về phía trước ba, lâm dịch lại gần một bước, còn có bảy bước gần, lúc này trước mặt đã lộ ra một tia như ẩn như hiện cảnh tượng. Bảy bước bên ngoài không có có bất cứ dị thường nào, nhưng có một chỗ tầm thường thông thường tiểu thổ bao, như là một cái không tầm thường chút nào một phần. Nhưng lâm dịch có thể rõ ràng cảm thụ được, cái này huyết vụ giản trong tất cả lực lượng đầu nguồn, chính là cái này thổ bao. Mà kiếm chi mảnh nhỏ cảm ứng cũng ở đây thổ bao bên trong. Chỉ có bảy bước gần, kiên trì nữa kiên trì liền đi qua. Lâm dịch khống chế được thân hình, vừa muốn về phía trước nhiều hơn nữa đi một bước, nhưng thân thể lại đột nhiên một hồi kịch liệt run rẩy, cũng nhịn không được nữa, thân thể thuận thế rồi ngã xuống, nằm trên đất. Lâm dịch trợn to con ngươi, dương miệng, từng ngụm từng ngụm thở hồn hền, một hồi khó có thể tưởng tượng suy yếu như thủy triều, không ngừng cọ rửa thân thể hắn, nguyên bản còn tàn dư một chút linh lực thoáng qua đang lúc tiêu tan thành mây khói. Một canh giờ rời đi đã qua, phá quân tinh thuật tác dụng phụ rốt cục hiển lộ ra, nhưng là tại đây mấu chốt nhất một khắc, như thế chín mạng. Mà lâm dịch khoảng cách kiếm chi mảnh nhỏ chỉ có 7 bước gần, nhưng ngắn ngủi này 7 bước, lại thành thế gian xa nhất khoảng cách, xa không thể thành. chương 411, chờ ta tỉnh lại, lâm dịch quỳ dạp trên mặt đất, cổ dưới không có một tiêu huyết nhục, trên cánh tay huyết nhục cũng ở đây nhanh chóng bị huyết vụ thôn phệ. Nhìn vậy chỉ có 7 bước gần nấm mồ, lâm dịch rung động vươn tay cánh tay, tựa hồ muốn đem hắn cầm tại lòng bàn tay, trong ánh mắt bộc lộ vô tận khát vọng cùng không cam lòng huyết phụ thôn phệ kêu lâm dịch thân thể không tự chủ được run rẩy chỉ có ánh mắt như trước kiên định không có mảy may dao động đan điền trong thần bí đoạn kiếm rung động liên tục tản ra lo lắng cùng lo lắng nhưng lâm dịch thực sự đi không đặng lâm dịch không có buông tha trong lòng giống giận liên tục ta hận a à, vì sao lực lượng ta cần lực lượng vì sao còn kém như vậy một chút vì sao vô tình đang ở nhiễm hàn cung băng quật trong một thân một mình thừa nhận thống khổ nàng vẫn chờ ta đi cứu ta không thể kêu tiểu yêu tinh lại cho ta thương tâm rơi lệ ta phải sống ra ngoài đem đông đột tiên đảo chân tướng truyền tin ta muốn chém tiên đảo tam hoàng tử tiêu diệt tiên đảo tu sĩ mỗi một người bọn hắn tay tâm đều dính đầy ta hồng hoang phàm nhân tiên huyết lấy công tôn hoàng tộc cầm đầu mấy thế lực lớn đối với hồng hoang vạn dân tính mệnh trí chi không để ý cùng tiên đảo ký kết loại này bẩn thỉu hiệp nghị ta phải sống ra ngoài chọc thủng bọn họ dối trá mặt nạ bọn họ có tư cách gì chấp trưởng vạn dân thiên địa bất nhân ta liền thay trời hành đạo, là thiên địa lập tâm, vì phàm dân lập mạng, sống yên phận, hồng hoang phàm dân đều không thể an thân, thì như thế nào đi lập mạng? Ta không cam lòng, ta cần lực lượng, đây là ta cơ hội duy nhất. A, 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 Lâm Dịch Hầu để ở chỗ sâu trong truyền ra từng đợt hiết tư để lý tiếng hô, nhưng vô cùng khản giọng, vô cùng chói tai. Ở trong đan điền bị Hạo Nhiên chính khí đồ, thần bí đoạn kiếm liên hợp trấn áp ma chỉ, vốn là đã vắng vẻ không hơi thở, nhưng lúc này lại có vẻ run rẩy một cái nhàn nhạt đen kịt ma khí cư nhiên vô căn cứ sản sinh, nhỏ như tơ nhiệt, lặng yên không tiếng động trốn vào ma chỉ trong. Lâm dịch ánh mắt nhìn chầm chầm gần trong gang tấc nấm mồ, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, sinh mạng khí tức đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng vào lúc này, lâm dịch mi tâm của đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh màu trắng, làm việc nghĩa không được trùn bước hướng phía trước nấm mồ chạy đi, đúng là tiểu mơ hồ. Lâm dịch tâm đột nhiên nhéo lên, ánh mắt lộ ra không đành lòng chi sắc, than nhẹ đạo không nên đi. Tiểu mơ hồ mới từ lâm dịch trong thức hải chạy đi ra bên ngoài, liền rên rỉ một tiếng. Ngày xưa suốt quỷ nhập thần thân pháp, tại đây huyết vụ trong cũng mất đi tác dụng, lớn chừng bàn tay thân thể, tại huyết tương xếp thành mặt đất chật vật bò sát xuống, một chút nhúc nhích về phía trước, lại không có chút nào lùi bước. Nguyên bản trắng noãn vô trần thân thể bị huyết vụ dần dần gặm nhấm, chảy ra một tia vết máu. Tiểu mơ hồ trong suốt đen kịt đôi mắt nhỏ trâu từ lâu không có ngày xưa vẻ mê mang, trở nên kiên định, không sợ hai cái chân trước dùng sức về phía trước một bao đồng thời hai con lui về phía sau cọ chấm đất mặt lợi dụng điểm ấy lực lượng về phía trước nhúc nhích vô cùng lòng chua sót mỗi nhiều đi một chút khoảng cách tiểu mơ hồ nhỏ yếu thân thể đều phải run rẩy liên tục chịu nhịn vô tận đau đớn quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn đã đau đến có chút vặn vẹo nhìn một màn này lâm dịch cũng không nhịn được nữa lưu lại một được bi thống tan nát cõi lòng nước mắt nước mắt thoáng qua đang lúc bị huyết vụ thôn phệ, không để lại vết tích cũng không biết từ nơi nào đột nhiên bắn ra ra một cổ lực lượng, nguyên bản hầu như muốn buông tha lâm dịch, đột nhiên một lần nữa giấy lên ý chí chiến đấu, cũng bắt đầu về phía trước bò sát xuống. Lâm dịch lúc này không vì sống sót, không vì kiếm chi mảnh nhỏ, chỉ vì không cho tiểu mơ hồ bản thân chịu đựng thống khổ. Cứ như vậy, một người một thú, tại đây huyết tương khắp nơi trên đất huyết vụ giản ở chỗ sâu trong, gian nan rồi lại kiên định đi trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu mơ hồ thân thể từ lâu trở nên biến thành trăm lỗ hồng, máu chảy như chú, nguyên bản linh khí bức người hai mắt, lúc này cũng biến thành ảm đạm không liên quan, mí mắt tựa hồ tùy thời đều phải rũ xuống. Tiểu mơ hồ rốt cục leo lên ở trong nấm mồ, rơi xuống trong thân thể sau cùng một chút lực lượng, dùng sức bào xuống. Nấm mồ phía trên bụi bặm bị một chút phân hướng trái phải hai bên, dần dần, bên trong lộ ra một quả lóe ra xanh ra trời sắc thần quang thiết phiến, đúng là kiếm chi mảnh nhỏ. Cái này một tiểu tiệt thân kiếm cắm ở nấm mồ trong, ngược như là chỗ này mồ mộ bia, Tiểu mơ hồ thân thể nhoáng lên, ngã trên mặt đất, đưa cúi đầu phải đem kiếm chi mảnh nhỏ điêu đứng lên mang cho lâm dịch, nhưng làm thế nào đều đủ không đến. Tiểu mơ hồ liền về phía trước nhúc nhích lực lượng cũng không có. Hắn có thể không nghĩ qua, lấy hắn bây giờ trạng thái, mặc dù là lấy được kiếm chi mảnh nhỏ, lại có thể nào đưa về đến lâm dịch bên cạnh. Nhưng vào lúc này, thằng tuốt bạch cốt đá lởm trầm thủ trưởng chậm rãi duỗi tới. Tiểu mơ hồ cả kinh, có hơi ghé mắt, nhìn thấy người vừa tới, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, một phần thoải mái, một hồi thoải mái. Chẳng biết lúc nào, Lâm Dịch cũng kéo tàn phá không chịu nổi thân thể đi tới nấm mồ trước, nếu như vậy còn có thể gọi là thân thể mà nói. Lâm Dịch lúc này từ lâu hoàn toàn thay đổi, thần côn mặt nạ cũng rơi trên mặt đất, không có một tia nhân dạng, hoàn toàn là một bộ hài cốt hình thái, vô cùng thê thảm. Nhưng tiểu mơ hồ biết, hắn đúng Lâm Dịch, cái loại này kêu hắn không thích nghỉ lại khí tức không có đổi. Lâm Dịch đi tới nấm mồ trước, nhưng không có trước tiên đi nhặt kiếm chi mảnh nhỏ, trái lại đem thoi thóp tiểu mơ hồ ném vào trong thức hải. Nguyên thần buông tha tiểu mơ hồ thân thể, đi vào vô danh hòn đá trong, đem tiểu mơ hồ đặt ở thái cổ thánh thụ phía dưới. Thái cổ thánh thụ lúc này biến hóa không lớn, chỉ là dài ra một chút trôi, tản ra trận trận sinh cơ. Tiểu mơ hồ trên người vẫn mang theo huyết phụ tà ác hung sát khí, thân thể hư thối không chịu nổi, thái cổ thánh thụ một hồi lay động, bắn ra ra một hồi lục ý giạt rào thần quang, giống như mau mau tế vũ giống nhau, chiếu xuống tiểu mơ hồ trên người. Huyết phụ tà ác lực, bị thái cổ thánh thụ sinh cơ chiếu một cái, dần dần tán loạn. Nguyên bản hơi thở mong manh tiểu mơ hồ cũng rốt cục khôi phục một ít khí lực. Lâm dịch trong lòng hơi an, nguyên thần mới vừa muốn ly khai, tiểu mơ hồ lại hư nhược kêu một tiếng, mộc thanh. Lâm dịch quay đầu lại, nguyên thần khẽ vuốt tiểu mơ hồ cái chán, trong mắt lộ ra một hồi thương tiếc vẻ đau lòng, thấp giọng nói ta tại. Mèo meo, mộc thanh, ta muốn, giấc ngủ lúc này đây lại không biết lúc nào mới tỉnh ngươi cũng không nên muốn ta nga còn có còn có càng không nên đem ta đưa cho người khác tiểu mơ hồ thanh âm hữu khí vô lực cách quáng lần này đối với nó bị thương quá nặng lâm dịch hít sâu một hơi cố nén trong hốc mắt đảo quanh nước mắt mạnh cười nói yên tâm ngủ đi ta sẽ thẳng tuốt cùng ngươi ân tiểu mơ hồ lên tiếng tiểu mơ hồ ý thức ảm đạm mắt thấy sẽ ngủ thật say rồi lại nãi thanh nãi khí nói ra còn có nga mộc thanh lúc ta không có mặt chính ngươi cũng không nên len lén đem mai đản đản ăn tươi muốn chờ ta tỉnh lại chúng ta cùng nhau chúng ta tiểu mơ hồ thanh âm dần dần trầm thấp mí mắt rủ xuống đã ngủ mê man vẫn không nhúc nhích lâm dịch cố nén trong lòng bi thống nhìn ngủ say tiểu mơ hồ lặng lẽ không nói tiểu mơ hồ đơn thuần nhu thuận những lời này nhìn như vô ý nhưng rõ ràng là không muốn để cho lâm dịch vì hắn mà ái náy Giờ này khắc này, Lâm Dịch không còn muốn tiểu mơ hồ tống xuất đi, ai cũng không được. mười 412, huyết nhục chi khu, Lâm Dịch nhìn về phía gần trong gang tất kiếm chi mảnh nhỏ, xúc tua nên, lại không lúc đầu hưng phấn cùng vui sướng. Lúc này đây giá quá lớn, nếu là lại để cho Lâm Dịch chọn một lần, hắn rất có thể sẽ lựa chọn buông tha, chờ tu vi để thăng trở lại thu hoạch. Đây là hắn xông vào tu chân giới lưu lạc được nhất thê thảm một lần, huyết nhục đều đã tiêu tán hơn phân nửa, cho dù hắn thu được kiếm chi mảnh nhỏ thì như thế nào không có hợp thể đại năng tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một linh lực thân thể thiếu hụt khí huyết lực một lần nữa ngưng tụ thân thể không còn sẽ chính mình bất diệt kiếm thể mạnh mẽ và khí phách không huyết không thịt trung quy rơi xuống tầm thường huống chi tiểu mơ hồ cũng bởi vì nay mai kiếm chi mảnh nhỏ suýt nữa mệnh tang nơi đây may mà có thái cổ thánh thụ tồn tại bằng không thì lâm dịch có thể sẽ hổ thẹn cả đời mới vừa tới nấm mồ trước kia Lâm Dịch không có trước tiên cầm lấy kiếm chi mảnh nhỏ, trái lại trước đem tiểu mơ hồ đưa về vô danh hòn đá bên trong. Quá trình này không có có trần chờ chút nào, hoàn toàn là xuất phát từ Lâm Dịch bản tâm. Tại một khắc kia, khát vọng đã lâu kiếm chi mảnh nhỏ trở nên là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nguy hiểm còn vẫn chưa giải trừ, vô tận đau đớn giống như nước thủy triều, vẫn đang không ngừng cọ rửa Lâm Dịch ý chí. Còn có vô số nguy hiểm không biết, luôn luôn đều ở đây còn quấn Lâm Dịch, cho dù thu được kiếm chi mảnh nhỏ có thể bảo đảm tại đây ở trong hiểm địa trong thuận lợi đột phá. Lâm Dịch không biết, có thể có thể sống được đến đã vạn hạnh. Lâm Dịch nhô ra bạch cốt đá lẩm trầm thủ trưởng, nắm lên sen vào nấm ngổ trong lam sắc kiếm chi mảnh nhỏ, cười khổ. Vốn cho là đây là thuộc về ta đại cơ duyên, nhưng hôm nay nhìn nữa. Ai, Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, đem kiếm chi mảnh nhỏ để đặt ở đan điền ở trong, không có có bất kỳ trở ngại nào, kiếm chi mảnh nhỏ trực tiếp cùng đan điền trong thần bí đoạn kiếm dung hợp ở tại cùng nhau cho dù trên mặt mang theo nhẹ nhẹ vết nứt, nhưng chúng nó quả thực xuất từ bản nguyên. Ngay lâm dịch theo nấm mồ trên rút kiếm ra chi mảnh nhỏ một khắc, dị biến nổi lên. Một cổ tà ác tới cực điểm lực lượng theo nấm mồ trong bắn ra ngoài, sát khí tận trời, oán niệm mọc thành bụi. Lâm dịch trợn to con ngươi, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy nấm mồ ở giữa, đột nhiên phun trào ra ngoài từng cổ một đậm đặc đỏ thắm tiên huyết, mùi tanh đập vào mặt, máu vô cùng dày đặc, đỏ chói mắt, tựa hồ có thể đem lâm dịch nguyên thần đều hút vệ đi vào. Máu cuồn cuộn xuất ra, tựa hồ không có cuối cùng, vô số tiên huyết trên không trung cư nhiên dần dần thành hình, hóa thành một cái miệng to như chậu máu, hướng lâm dịch gần nhất nuốt đến. Lâm dịch không có biện pháp trốn tránh, miệng máu mang theo sát khí hầu như đem thân thể hắn toàn bộ đông cứng, cổ kinh thiên uy áp căn bản không phải tu vi của hắn có khả năng chống lại. Lâm dịch chẳng bao giờ cảm thụ được như vậy cường đại uy áp, sống không dậy nổi một tia ý chí chống cự. Lâm dịch từng thân thân thể sẽ hợp thể đại năng đối với hắn thi triển phải giết một kích, nhưng hợp thể đại năng uy thế cùng trước mắt cái huyết miệng vừa so sánh với, cũng xa xa không kịp. Ai vậy máu, cư nhiên như vậy cường đại, chỉ là huyết dịch áp lực, tự vượt xa hợp thể đại năng. Lâm dịch biết rõ vừa chết, trong đầu lại quỷ dị hiện lên cái ý niệm này. Đột nhiên, lâm dịch trong thức hải một hồi rung động, hạo nhiên chính khí đồ tự chủ bay ra, gắn vào lâm dịch đỉnh đầu. Lần này biến hóa, hoàn toàn không bị lâm dịch khống chế, càng là tại ngoài ý liệu của hắn lấy tu vi của hắn cũng căn bản vô phương điều khiển hạo nhiên chính khí đồ duy nhất có thể chính là nơi này đồ tự mình làm hộ chủ đến đi ra bên ngoài nhưng như vậy lại có nghi vấn sản sinh vì sao hạo nhiên chính khí đồ trước kia chưa từng xuất hiện hết lần này tới lần khác tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm dần hiện ra đến lâm dịch nghĩ không ra cái này nguyên do trong đó nhưng mặc kệ thế nào tóm lại đối với hắn có lợi mà vô hại ý niệm trong đầu không lạc hạo nhiên chính khí đồ triển khai quyển trục, chợt bắn ra ra vạn đạo kim quang, thần thái minh mông, rất nhiều kim sắc tự phù bắt đầu khởi động kinh thiên lực lượng từ phía trên bắn ra ngoài. Chư tử bách thánh ngâm sướng kinh luân có tiếng vô căn cứ vang lên, như hoàng đồng hồ đại lữ, trần điếc phát hội, xuyên kim nứt đá vậy tạo nên từng vòng âm ba. Ông, miệng máu gặp được chư tử bách thánh ngâm sướng có tiếng trùng kích, bị đánh được trở tay không kịp, về phía sau ngã quỵ, nhưng chớp mắt hung tính đại phát, tựa hồ gặp được sinh tử đại địch mang theo càng hung ác độc địa tả ác lực lượng nhào tới. Mà lúc này, cấu thành trăm nhà kinh luân kim sắc tự phù theo hạo nhiên chính khí đổ trên mặt bay chảy trực hạ, giống như từng đạo kim hoàng sắc thác nước, đem lâm dịch thật chạc bao vây ở bên trong, hình thành một vòng không thể phá vỡ kim sắc hàng rào. Hàng rào chu vi vòng quanh vô số kim sắc tự phù, chậm rãi xoay tròn, tản ra trầm tĩnh thần quang, thần thánh lớn. Phanh, huyết sắc miệng khổng lồ ầm ầm đánh lên kim sắc hàng rào, bộc phát ra kinh thiên nổ miệng máu mặt ngoài phát ra một hồi, két két, chói tai âm hưởng, ta ác lực bị tiêu giảm không ít, mà kim sắc hàng rào cũng là một hồi run dày, lung lay sắp đổ. Miệng máu đột nhiên ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, phát ra một loại tựa như hổ gầm, tựa như long ngâm ngạc nhiên tiếng kêu lạ, chớp mắt huyết sắc càng đậm, khí tà ác quá nặng, lần thứ hai ngóc đầu trở lại, một đầu đánh về phía kim sắc hàng rào. Oanh, hạo nhiên chính khí đổ một hồi run dày, trừ tử bách thánh thanh âm cũng bắt đầu cách quáng, tình huống không ổn. Mà lúc này, thần bí đoạn kiếm chính tản ra từng đạo kiếm khí, khu trục xuống tại lâm dịch trong cơ thể còn sót lại huyết vụ, không rảnh phân thân, mà miệng máu va chạm tựa hồ không cố kỵ gì, càng kịch liệt, thể phải đem kim sắc hàng rào đánh nát. Mắt thấy hạo nhiên chính khí đổ muốn không đỡ được, miệng máu lại đột nhiên dừng lại thân hình, sừng sốt một chút, chợt lộ ra tức giận tâm tình, giống giận liên tục, tựa hồ cùng người nào cải cọ xuống. Song phương rằng co chẳng được, tranh chấp nửa ngày, miệng máu rốt cục khuất phục miệng máu mặt ngoài chậm rãi ngưng tụ ra một đội oán hận ác độc huyết mâu chặt chẽ nhìn chằm chằm lâm dịch chợt có chút không cam lòng xoay người ly khai lâm dịch nhẹ hư một mạch nhìn rời đi miệng máu như có điều suy nghĩ mà lúc này hạo nhiên chính khí đổ vẫn chưa tản đi trái lại bang trợ lâm dịch ngăn cản phía ngoài huyết vụ gặm nhấm không có miệng máu trùng kích chưa tử bách thánh ngâm sướng kinh luân có tiếng lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu cao vút dương cương kim sắc hàng rào cũng dần dần su vụ ổn định rất nhiều kim sắc tự phù chậm rãi xoay tròn, tản ra kỳ dị lực lượng. Cùng lúc đó, đan điền trong thần bí đoạn kiếm cũng đem huyết vụ đều thanh trừ, nhiều một quả kiếm chi mảnh nhỏ, linh lực đi ngang qua thần bí đoạn kiếm phun ra nuốt vào sau, trở nên cường hãn hơn sắc bén, vô địch. Nhưng bất đồng là, lâm dịch hôm nay hình thái, chỉ là một bộ hài cốt, căn bản không có huyết nhục. Bất diệt kiếm thể cũng thì không bao giờ nói đến, hơn nữa trọng yếu hơn là, không có huyết nhục, liền không có kinh mạch đan điền giống như một ao hải dương, kinh mạch đúng rất nhiều rộng đường sông, mà linh lực đúng trong đó đổ không ngừng nước sông. Chỉ có vô số con sông chảy trào hướng đan điền, liên tục tích xúc trùng kích mới có thể bước vào đan đạo. Nếu là không có cái này vô số điều sông trùng kích, đan đạo chạm kiểm soát căn bản vô phương phá tan. Trải qua gian khổ, hiểm tử hoàn sinh, rốt cuộc thu được kiếm chi mảnh nhỏ, nhưng lâm dịch hôm nay trạng thái lại càng không chịu nổi. Lâm dịch lúc này đây mất đi càng nhiều, không chỉ vô phương bước vào đan đạo, liền nhất dựa vào bất diệt kiếm thể cũng theo đó tản đi. Huyết nhục, ta cần ngưng tụ ra huyết nhục chi khu, chương 413, bách thánh máu tươi, lâm dịch hôm nay ngoại trừ đầu, song trưởng còn cất giữ một chút huyết nhục, địa phương khác toàn bộ đều là ung tùm bạch cốt, kinh khủng kinh người. Lấy máu sống lại đó là hợp thể đại năng mới có thể thi triển vô thượng pháp thuật. Lâm dịch muốn một lần nữa ngưng tụ ra huyết nhục chi khu, không khác người si nói mộng. Có biện pháp nào, nhất định có biện pháp. Lâm dịch ánh mắt chấp động, vắt hết óc nghĩ ngợi có thể ngưng tụ huyết nhục chi khu biện pháp. Lấy năng lực của chính mình khẳng định không được, con đường này không thông. Còn dư lại liền chỉ có dựa vào một chút nghịch thiên bảo vật, nhưng đến tột cùng cái gì bảo vật có có thể ngưng tụ huyết nhục chi khu hiệu quả. Thái cổ thánh thụ, thần bí đoạn kiếm, vô danh hòn đá, hạo nhiên chính khí đồ, lâm dịch lắc đầu, cười khổ một cái, những thứ này đều không được. Theo lâm dịch ánh mắt chuyển động, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh hắn cách đó không xa túi đựng đồ, đi qua hắn phen này dãy ruộng leo đến nấm mồ ở trong, túi đựng đồ từ lâu từ bên hông bong. Lâm dịch đưa qua túi đựng đồ, thần thức ở bên trong nhiều lần tìm kiếm tất cả có thể đối với hắn có trợ giúp đồ đạc. Đột nhiên, lâm dịch tra xét thần thức dừng lại, nhìn chằm chằm một cái bình nhỏ như có điều suy nghĩ. Nửa ngày sau, lâm dịch đem cái bình xứ kia lấy ra, đúng là tại Bách Thánh Điện đan dược các thu hoạch bình không biết tên đan dược. Tất cả mọi thứ, lâm dịch đều nhất nhất bài trừ, cũng chỉ còn lại có cái này đan dược không biết hắn tác dụng. Lâm Dịch thăm dò đi nhổ nắp bình, lại phát hiện nắp bình không chút sức mẻ. Gì, Lâm Dịch nhẹ nhíu, lẽ nào cái này bình nhỏ mặt trên còn có cái gì cấm chế chỗ? Lâm Dịch từng nghe nói thái cổ hoặc thời đại viễn cổ, sẽ có chút tính tình cổ quái, cẩn thận một chút lão quái, tại động phủ của mình hoặc là dụng cụ trên bầy cấm chế, nếu không được hắn pháp mạnh mẽ tháo gỡ, rất dễ tạo thành vật phẩm hủy diệt. Lâm Dịch trầm ngâm ít, lại chậm chạp nghĩ không ra phá giải biện pháp. Đột nhiên, Lâm Dịch linh quang lóe lên, điều động một tia hạo nhiên chính khí vận tới đầu ngón tay, lại đi nếm thử rút một chút nắp bình. Phốc, nắp bình lên tiếng trả lời lên, quả nhiên, lâm dịch mừng thầm trong lòng, cầm lấy bình nhỏ, đặt ở chóp mũi dưới nghe nghe. Bên trong truyền ra một cổ nhàn nhà tiên huyết khí tức, nhưng vô cùng thuần khiết, dương cương, mang theo một cổ sự yên lặng đạm bạc ý cảnh, khiến tâm thần người yên ổn. Đây là, lâm dịch hai mắt lộ ra vẻ mê mang, lẩm bẩm đạo. Không đợi lâm dịch phản ứng kịp, nguyên bản quay chung quanh tại chung quanh hắn kim sắc hàng rào đột nhiên phát xanh biến hóa, có mấy cái kim sắc tự phù từ phía trên bay ra, sắp hàng tại lâm dịch trước mắt, hình thành một hàng chữ. Bách thánh chi máu tươi, sinh tử nhân, thịt bạch cốt. Nhìn thấy những lời này, lâm dịch tinh thần đại chấn, cái này tầm thường không có gì lạ bình nhỏ bên trong cư nhiên chứa chư tử bách thánh máu tươi, hơn nữa lại có bực này kỳ hiệu. Sinh tử nhân, thịt bạch cốt, thật đơn giản một câu nói liền đủ để nói rõ cái này bách thánh máu tươi chỗ chân quý, Tại lâm dịch trong ấn tượng, có thể có loại này tác dụng chỉ có thái cổ thần dược, hôm nay lại nhiều một cái bách thánh máu tươi. Hợp thể đại năng lợi dụng vô thượng pháp thuật khả năng lấy máu sống lại, nhưng chưa tử bách thánh máu tươi liền có thể làm tới điểm này, ếch ngồi đáy giếng, có thể tưởng tượng năm đó chưa tử bách thánh có cường đại dường nào pháp lực. Trách không được cái này bình nhỏ trên không có đánh dấu, trong cơ thể không có hạo nhiên chính khí tu sĩ, căn bản vô phương đạt được cái này bách thánh máu tươi. Lâm dịch thần thức dò xét một phen, phát hiện cái này bình nhỏ bên trong chỉ có ba giọt chưa tử bách thánh máu tươi, nhưng mỗi một giọt đều di túc chân quý. Lâm dịch thận trọng đổ ra một giọt, dính vào xương ngón tay trên, liền vội vã đem nắp bình thả trở lại. Bách thánh máu tươi bạo lộ ở bên ngoài, chợt bắn ra ra một cổ thật lớn năng lượng ba động, cùng hạo nhiên chính khí đổ chút xuống kim sắc hàng rào cho nhau cảm ứng, hình thành một cổ nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Cái này cổ cường đại sinh mệnh tinh khí nhanh chóng mang tất cả lâm dịch toàn thân, giống như phong bạo giống nhau, trải trải qua mỗi một tấc cốt cách, phong bạo lướt qua, huyết nhục mơ hồ thiểm hiện. Tốt hiệu quả kinh người, lâm dịch vốn là sinh mệnh lực đi qua huyết phụ liên tục làm hao mòn ăn mòn, gần như khô cạn, ngũ tạng lục phủ đều đã héo rút khô quát, lúc này đạt được bách thánh máu tươi lực lượng, giống như lâu hạn sa mạc được gặp cam lộ phổ hàng, từng đợt nhột ma cảm giác rõ ràng truyền vào trong óc. Lâm dịch biết, đây là huyết nhục tái sinh cảm giác. Khô khốc thân thể đạt được bách thánh máu tươi thoải mái, dần dần đổi thành kinh người sinh cơ, huyết nhục vẫn đang không ngừng sinh trưởng chậm rãi khôi phục sức sống héo rũ ngũ tạng lục phủ cũng ở đây cổ lực lượng này cọ rửa dưới đạt được lần thứ hai đắp nặn huyết nhục sống lại như thế kỳ dị cảnh tượng cư nhiên phát sinh ở một cái nửa bước kim đan tu sĩ trên người có thể nói thần tích đột nhiên hạo nhiên chính khí đổ rung động liên tục trừ tử bách thánh ngâm sướng có tiếng lần thứ hai vang lên cao vút minh mông cuồn cuộn cùng lúc đó quay chung quanh tại lâm dịch chung quanh kim sắc tự phù tản mát ra từng đạo kim quang dung nhập lâm dịch một lần nữa ngưng tụ thân thể trong. Theo sinh mệnh lực từ từ khôi phục, tim đập càng mạnh mẽ, mơ hồ sen lẫn kiếm minh có tiếng, huyết nhục cũng biến thành đầy áp, vô số kim sắc tự phù hóa thành một luồng lũ kim quang, liên tục dung nhập huyết nhục trong, rèn luyện hoàn toàn mới thân thể. Lâm dịch trong cơ thể kích động hạo nhiên chính khí, tại đây kim sắc tự phù rèn luyện dưới, lâm dịch tâm thần cư nhiên mơ hồ cùng hạo nhiên chính khí đổ thành lập được một tia liên hệ, nhưng đảo mắt lại bị chặt đứt. Lâm dịch trong mắt sẹt qua vẻ mừng rỡ như điên, cái này cổ thân thể cũng không phải giản đơn ý nghĩa huyết nhục chi khu, đi qua hạo nhiên chính khí nhiều lần cọ rửa, càng ở bên trong dung hợp trăm nhà kinh luân kim sắc tự phù, sau này tiềm lực sẽ vô cùng vô tận. Một khi lâm dịch có năng lực điều động những thứ này kim sắc tự phù, lĩnh ngộ bách thánh tuyệt học, vô thượng đạo Pháp, những thứ này kim sắc tự phù đều là chém địch lợi khí, chu ma thủ đoạn. Trọng yếu hơn là, lâm dịch mới vừa cư nhiên cùng hạo nhiên chính khí đồ có chút cảm ứng, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng cái này vốn là tuyệt đối không thể có thể phát sinh sự tình. Lâm dịch nghĩ lại vừa nghĩ, liền lý thanh cái này huyền diệu trong đó. Một lần nữa ngưng tụ ra cái này bức huyết nhục, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hoàn toàn là chư tử bách thánh máu tươi, cộng thêm trăm nhà kinh luân kim sắc tự phù rèn luyện mà thành, cùng hạo nhiên chính khí đổ vốn là đồng nguyên. Như vậy, lâm dịch sau này muốn chấp trưởng hạo nhiên chính khí đồ, mất đi rất nhiều trở ngại, chưa hẳn phải chờ tới hợp thể kỳ. Lâm dịch hít sâu một hơi, yên tĩnh đợi huyết nhục cuối cùng trọng tố. Nửa khắc đồng hồ sau, lâm dịch cảm giác tinh thần sung mãn, huyết nhục tràn đầy lực lượng, trong lúc giờ tay nhấc chân, đều xen lẫn một cổ khó diễn tả được kiên cường khí. Toàn bộ thân thể một lần nữa đổi thành sinh cơ bừng bừng, tinh khí dâng trào. Tại huyết nhục trọng tố hoàn tất sau, lâm dịch trong cơ thể kinh mạch cũng từ từ thành hình, có kim sắc tự phù ra chỉ dưới, kinh mạch so với trước còn muốn rộng cứng cỏi. Nếu như nói trước đây lâm dịch kinh mạch là từng cái dòng suối, như thế cái này mới kinh mạch chính là từng cái cuộn trào mãnh liệt chạy trồm sông. Như vậy, mang cho lâm dịch trực tiếp nhất chỗ tốt, linh lực tại trong kinh mạch tồn chữ càng nhiều, động lực càng mạnh. Khi vô số đạo trong kinh mạch linh lực, như bách xuyên quy hải vậy, cuối cùng nhằm phía đan điền lúc, cổ cường đại lực đánh vào, đủ để đột phá đan đạo trạm kiểm soát. Cộng kiếm chi mảnh nhỏ tác dụng, lâm dịch bước vào đan đạo trở ngại trở nên cực kỳ bé nhỏ chương 414, bước vào đan đạo. Tại lâm dịch ngưng tụ thân thể hoàn thành một khắc, thần bí đoạn kiếm đã bắt đầu phóng xuất ra từng đạo tinh túy nồng nặc lam sắc linh lực, tại kỳ kinh bát mạch trong gào thét mà qua, nhấc lên một đoàn linh lực phong bạo. Cái này cổ lam sắc linh lực lớn nhất đặc thù chính là ẩn chứa kiếm khí, sắc bén vô cùng kiếm khí, vô địch. Lại dung hợp một quả kiếm chi mảnh nhỏ thần bí đoạn kiếm, nuốt phun ra ngoài linh lực cường hãn hơn, càng hung hiểm hơn. Lâm dịch lúc đầu khí huyết là màu lam nhạt, sau lại biến thành lam sắc, hôm nay lại thêm một quả mảnh nhỏ, bắt đầu dần dần hướng màu lam đậm quá độ. Lam sắc linh lực giống như dân trường giang và hoàng hà giống nhau, tại tứ chi bách Hải trong nhiều lần lưu chuyển, rộng kinh mạch cho hắn tốt nhất hoàn cảnh, kinh mạch bị linh khí trong sắc bén kiếm khí tua nhỏ, chợt chậm rãi trọng tổ, kinh mạch trở nên cứng cáp hơn rộng. Lam sắc linh lực tản ra từng đạo quang huy, xen lẫn sắc bén kiếm khí, vọt vào lâm dịch thân thể, tại máu thịt của hắn trong không ngừng chạy dung hợp. Lâm dịch cả người bị lam sắc khí vụ bao phủ, trong cơ thể hải khiếu chạy trồm chi thế nổi lên bốn phía, sen lẫn réo rắt kiếm minh có tiếng, đi theo chư tử bách thánh ngâm sướng kinh luân huyền diệu phạm âm, cả người giống như một tôn trong cuộc sống thần linh, siêu phàm thoát tục, phong thái lỗi lạc. Kiếm khí linh lực trào lên ngũ tạng lục phủ, thẳng qua mỗi một tấc cơ thể, lâm dịch ra đã mơ hồ hé, rất xuất huyết tích, hiện ra nhẹ nhẹ mạng nhện hình dạng vết máu, kinh khủng kinh người. Lâm dịch mím chặt môi, chịu nhịn cái này cường đại đau đớn, dám không nói tiếng nào. Cùng mới vừa huyết vụ cắn nuốt hết thân thể của hắn so sánh với, loại này kiếm khí lễ rửa tội có vẻ bé nhỏ không đáng kể. May mà cái này cụ thông qua trăm nhà kinh luân kim sắc tự phù cùng bách thánh máu tươi cô động thân thể đủ cường đại, ngạnh sinh sinh chịu đựng ở kiếm khí linh lực rèn luyện. Làm sắc linh lực chảy trải qua thân thể các nơi, mỗi một tấc cốt cách được cái này dòng nước ấm cọ rửa, lại ma lại nhột, tựa hồ một lần nữa tỏa sáng xuống sinh cơ, trăm nhà kinh luân âm thanh ở trong thân thể tiếng vọng không ngừng, kích động khởi cốt tủy mịt mịt cuộn bắn ra ra năng lượng to lớn dịch cân tẩy tủy phạt tủy hoán huyết những thứ này đều xa xa so ra kém lâm dịch lần này cơ duyên lâm dịch lần này là thuần túy trọng tố thân thể không chứa một tia tạp chất tràn ngập hạo nhiên chính khí lấy kinh luân âm thanh bách thánh máu tươi làm cơ sở bất diệt kiếm thể lâm dịch bên ngoài thân toát ra xem một chút rực rỡ ánh sáng màu lam xuyên thấu qua quy liệt ra thịt bắn ra bốn phía cả người khí huyết cuồn cuộn khí thế từ từ tăng cường mới bất diệt kiếm thể sẽ cường đại tới trình độ nào lâm dịch bây giờ còn nói không được nhưng thu được kiếm chi mảnh nhỏ lại được bách thánh máu tươi kim sắc tự phù tương trợ tuy rằng hiện nay cảnh giới vẫn bảo trì tại nửa bước kim đan nhưng cái này của bất diệt kiếm thể cường hãn đã vượt qua trước thân thể hơn nữa cái này vẫn là bất diệt kiếm thể điểm cuối lâm dịch muốn lợi dụng lúc này đây hiểm tử hoàn sinh đổi lại được kỳ ngộ đem thực lực của tự thân mạnh mẽ để thăng mấy lần bất diệt kiếm thể cũng phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ Cơ duyên lớn lao, thường thường đi theo tùy thời có thể rơi xuống nguy hiểm, ngược lại cũng thế. Cơ thể không ngừng bị xé rách, lập tức tại bất diệt kiếm thể cường đại khôi phục dưới năng lực khép lại. Lần thứ hai xé rách, khép lại, vòng đi vòng lại, thân thể bộc phát cường hãn, cảnh giới tuy rằng bảo trì tại nửa bước kim đan, nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh, lâm dịch trong cơ thể phảng phất cất giấu một đầu thái cổ thần thú, thần uy lẫm lẫm, khí phách tận trời. Một ngày một đêm thời gian, lặng yên rồi biến mất. Lâm dịch đối với lần này không cảm giác chút nào, chỉ biết là theo bản năng tu luyện, rèn luyện thân thể, dùng chi liên tục trở nên mạnh mẽ. Như thế lại qua một ngày, bất diệt kiếm thể khí thức dần dần su vô ổn định, thân thể hấp thu kiếm khí linh lực đạt đến một loại trạng thái bão hòa, nhưng cả người vẫn là linh lực dâng, khí huyết dâng trào. Mà theo bất diệt kiếm thể trọng tố, các đại huyệt đạo cũng lần thứ hai bắt đầu khởi động tinh thần lực, lấy đầu, song trưởng tinh thần lực nồng nặc nhất. Lâm dịch hôm nay cả người bị lam sắc khí vụ bao phủ, lại tràn ra từng đạo thần bí ánh sáng ngọc tinh quang vô cùng bất phàm đột nhiên lâm dịch cả người chấn động hai mắt đang mở hí tinh quang chợt nhanh chóng bên trong chấp động vui sướng ánh sáng trọng tố bất diệt kiếm thể đã hoàn thành nhưng cái này lại xa xa không đủ lâm dịch còn muốn mượn nơi này cơ hội tốt một lần hành động bước vào đan đạo không những tu vi đề thăng trong cơ thể diễn sinh ra đan khí cũng có rèn luyện thân thể theo thân thể trở nên mạnh mẽ thần bí đoạn kiếm bên trong kiếm khí linh lực đem lần thứ hai rèn luyện bất diệt kiếm thể. Lâm dịch thân thể là tốt rồi so với một cái thùng nước, có thể trang bao nhiêu nước, hoàn toàn quyết định bởi vu thùng nước lớn nhỏ. Khi lâm dịch bước vào đan đạo, tu vi cảnh giới để thăng lúc, thùng nước cũng tương ứng thành lớn, thân thể có thể rất tốt càng nhiều hơn dung hợp thần bí đoạn kiếm phun ra nuốt vào ra kiếm khí linh lực. Bằng dưới lâm dịch trước kinh nghiệm, đây là một loại nhất định. Lâm dịch không ngừng khí lúc, linh lực liền trước rèn luyện thân thể của hắn, thẳng đến đến bão hòa. Khi lâm dịch bước vào trúc cơ sau, thân thể lần thứ hai tăng mạnh, sáp nhập vào càng nhiều hơn kiếm khí linh lực, bất diệt kiếm thể uy lực cũng nước lên thì thuyền lên, để thăng một mảng lớn. Mà lúc này trạng thái, đúng là trùng kích đan đạo thời cơ tốt nhất. Cuồng bạo tinh túy linh lực giống như minh mông cuồn cuộn hồng lưu, tại trong kinh mạch cuộn trào mãnh liệt gầm thét, tại lâm dịch thần thức nắm trong tay dưới, bắt đầu hướng về một cái phương hướng hội tụ. Đan điền giống như hải nạp bách xuyên vậy, ai đến cũng không cự tuyệt, vô số đạo linh lực nhằm phía đan điền trong cái kia chán phóng lam quang hư huyễn kim đan. Kỳ dị có tiếng tái khởi, minh mông hải tiếng khóc, sen lẫn bén nhọn chói tai kiếm ngân vang lưỡi mác chi minh, hình thành một cổ vô cùng đặc biệt thanh âm, tiếng vọng không ngừng, dư âm còn vang vẳng bên tai. Lam sắc linh lực liên tục liên tục hội tụ đến đan điền, kim đan liên tục ngưng thật, khiến cho trở nên bộc phát rõ ràng êm dịu. Theo thời gian trôi qua, cái này cổ sinh mệnh ba động càng lúc càng lớn, thẳng tắp bay lên đây là bước vào đan đạo điềm báo lâm dịch từng tại tiên sơn đỉnh núi từng có một lần vô cùng tương tự chính là đi qua nhưng một lần kia lại sắp thành lại bại lâm dịch thông qua quan sát phát hiện rất nhiều chi tiết suy đoán ra tinh thần lực cùng thần bí đoạn kiếm làm sắc linh lực không ai nhường ai không hợp tính lúc này đây lâm dịch không chỉ lại đạt được một quả kiếm chi mảnh nhỏ hơn nữa trọng tố một có thể nói hết đẹp đến mức tận cùng bất diệt kiếm thể mắt thấy kim đan sắp ngưng tụ thành công cả người các nơi đại huyệt đột nhiên tràn vào đến một cổ tinh thần lực, liên tục trùng kích kim đan. Nhưng lúc này đây, thần bí đoạn kiếm lại thêm một quả mảnh nhỏ, làm sắc linh lực khí thức tăng mạnh, hoàn toàn ngăn chặn tinh thần lực, người sau cho dù ra sức trùng kích, lại nhiều lần vô công nhi phản. Lâm dịch kim đan còn đang ngưng tụ, bước vào đan đạo đại thế không người có thể ngăn cản. Bỗng nhiên, oanh, lâm dịch trong cơ thể bắn ra ra một hồi không giống tầm thường tiếng vang, tích lưu lưu kim đan ở trong đan điền chậm rãi xoay tròn, tản ra cường đại đan khí, biểu hiện ra lan tràn ra một tia lam sắc kiếm khí, hào quang diệu nhân. Lâm dịch cảm giác cả người nhẹ một chút, một loại khó diễn tả được vui sướng sông lên đầu, tựa hồ bản thân tránh thoát nào đó thiên địa đạo Pháp không cùng xiềng xích, có dũng khí cá nhảy vào hải, lòng du cửu thiên thư sướng thống khoái. Sinh mệnh lực liên tục kéo lên, theo chúc cơ trăm năm thọ nguyên, trực tiếp thổi đến 500 năm. Vào giờ khắc này, Lâm dịch biết, hắn rốt cuộc bước vào đan đạo, trở thành danh xứng với thực kim đan tu sĩ chương 415, kiếm phá vạn tượng. Bước vào đan đạo, có hai cái trọng yếu tiêu chí, một là vùng đan điền ngưng tụ thành một cái ngưng thật kim đan, cứng rắn không xấu, quang tịnh không ô. Do lúc đầu linh khí trạng thái khí, chuyển hóa thành trúc cơ trạng thái dịch, rồi đến đan đạo trạng thái cố định, đây là một loại chất bay vọt. Đệ nhị tiêu chí, chính là thọ nguyên tăng nhiều, mặc dù là nửa bước kim đan tu sĩ, hắn thọ nguyên cũng chỉ có hơn trăm năm, không thể so với phàm nhân cao bao nhiêu, không phải là thân thể càng cường kiện, thủ đoạn cao minh thôi, nhưng trung quy không có thoát khỏi thiên đạo gông cùng xiềng xích năng lực. Nửa bước kim đan tu sĩ trong cơ thể cũng tu luyện ra một tia đan khí, nhưng thọ nguyên lại mảy may không tăng, cái này liền khía cạnh nói rõ một vấn đề, nói cách khác thọ nguyên tăng trưởng cùng linh lực đẳng cấp đề thăng không quan hệ. Thọ nguyên tăng mạnh, hoàn toàn là cảnh giới trên một loại hiểu thấu đáo lĩnh ngộ, Phật gia nói bàn nhược, ý tứ chính là ngộ đạo, tu chứng, thoát sanh chết, siêu phàm nhập thánh, đây cũng là cảnh giới trên tiến hành theo chất lượng một loại đề thăng vạn sự vạn vật đều có hắn tính hai mặt sinh mệnh cũng là như thế vĩnh viễn bất động bất động hòn đá hắn không thuộc về sinh mệnh vĩnh viễn đổ không ngừng trường giang và hoàng hà cũng không thuộc về sinh mệnh nhất động nhất tính trương hiển sinh ra mạng nhất vốn không sai trạng thái động là thể hiện sinh mệnh lực một loại phương thức cùng chi đối ứng tu vi cường đại thủ đoạn chính là động mà tính còn lại là có thể tẩm bổ sinh mạng một loại thủ đoạn cùng chi đối ứng chính là trầm tích tại vùng đan điền kim đan Kim đan tu sĩ vốn là một loại động cùng tĩnh thăng hoa, phá tan thiên đạo gông cùng xiềng xích, thọ nguyên tăng trưởng cũng liền chẳng có gì lạ. Kim đan hình thành, trên thực tế cũng là theo tĩnh đến động, lại do động chuyển tĩnh một cái quá trình. Theo ban đầu không có linh khí, đến đi qua quanh năm suốt tháng tu luyện được đến một tia linh khí, chạy trải qua tứ chi bách hải, chạy trồm vu kinh mạch cốt cách đang lúc, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, chảy vào đan điền, ngưng tụ thành một đoàn bất động bất động kim đan. Sinh mệnh vào giờ khác này, đạt được trước nay chưa có lột xác thăng hoa, động tĩnh giao nhau, sinh mệnh hoàn mỹ thể hiện, có thể thọ nguyên kéo dài. Đan đạo sở dĩ xưng là tu vi cảnh giới một đạo phân thủy lĩnh, tự bởi vì hắn không chỉ là tu vi đề thăng, càng phải chân chính ngộ đạo, thăng hoa, mới có thể có kén biến thành bướm lột xác. Đại đa số tu sĩ vô phương bước vào đan đạo, trên thực tế tự tạp ở nơi này lĩnh ngộ đan đạo chân lý chạm kiểm soát trên. Mặc dù có tiền bối kinh nghiệm thời đại tương truyền, nhưng đạo sở không tới, thấy không rõ, biết là thế nào một hồi sự tình không có dùng, chỉ có bản thân chân chính lĩnh ngộ, khả năng siêu phàm thoát tục, nhảy thành tiên. Tinh thần lực mắt thấy vô phương ngăn trở kim đan hình thành, bất đắc dĩ thối lui, tựa hồ có chút không cam lòng, giấu ở thân thể các nơi huyệt đạo trong. Lâm dịch nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, mà đang ở hắn bước vào đan đạo một khắc, lại xảy ra dị thường. Lâm dịch tinh thần một hồi hoảng hốt, trước mắt xuất hiện mặt khác một phen khó có thể quên được chấn động cảnh tượng. Đây là, lâm dịch theo bản năng lẩm bẩm xuống. Lâm dịch phảng phất xuyên qua thời không trở ngại, tại năm tháng sông dài trong nghịch lưu mà lên, về tới thái cổ cái kia thần ma loạn thế, khói lửa nổi lên bốn phía huy hoàng đại thế. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, nói không rõ không nói rõ, nhưng trước mắt đây hết thảy lại không có so với chân thực. Lâm dịch tựa hồ trở thành một người đứng xem, bao quát hồng hoang đại lục chúng sinh, theo thời gian trôi qua, không tự chủ được, ánh mắt từ từ chuyển hướng một chỗ điểm. Đó là một chỗ hoang vắng mờ mịt đại địa, một cái xuống vải thô áo tăng tu sĩ bị hơn 10 người bao quanh vây quanh. Những tu sĩ này đều thấy không rõ dung mạo, diện mục không rõ, nhưng lâm dịch cảm thụ được rõ ràng, ở giữa bị nhốt tu sĩ là một gã kiếm tu, trên người không một ở trong không tản ra kiếm đạo sắc bén khí. Cái này tên kiếm tu chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, mà vây khốn hắn mười mấy tên tu sĩ mỗi người khí thức cường đại, người yếu nhất cũng có kim đan viên mãn, còn có tính người đã tấn thăng làm nửa bước nguyên anh. Nhìn cái này mười mấy tên đằng đằng sát khí tu sĩ, trung gian kiếm tu lại không có chút nào hoảng loạn. Kiếm tu đứng chắp tay, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng, cả người tản ra một loại hơn người ngạo nghễ phong thái. Kiếm tu tựa hồ căn bản không có đem hết thảy trước mắt để ở trong lòng, giọng nói bình thản nói ra, kiếm giả, khi có phong mang, kiếm tu cũng là như thế. Trung quanh mười mấy tên tu sĩ hiểu lòng không hết, đồng thời hét lớn một tiếng, tạo ra kim đan dị tượng, nổ vang như sấm tiếng cút qua, tiếng vọng không ngừng. Oanh, 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 Mười mấy tên tu sĩ kim đan dị tượng đồng thời chống lên, dị tượng lực ở trên hư không trong răng khắp nơi, thủy thải vạn đầu, thần quang tứ xạ, toàn bộ hư không đều bị cái này cổ cường hãn vô cùng lực lượng đánh rung động liên tục. Lâm dịch càng là cả người chấn động, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Những thứ này kim đan dị tượng, có rất nhiều hắn đều gặp, còn có qua tự mình trải qua thể nghiệp, không ít kim đan dị tượng đúng là hôm nay hồng hoang truyền thừa đến nay mấy thế lực lớn thủ đoạn. Kim qua thiết mã, Nhược thủy tam thiên, liệt diếm liệu nguyên, thiên lý băng phong, Phật quang phổ chiếu. Những thứ này kim đan dị tượng, lâm dịch quá quen thuộc. Hơn nữa tại những tu sĩ này tay trong thi thả ra uy lực, còn vượt qua xa công tôn cổ nguyệt bọn người. Mười mấy tên tu sĩ dị tượng lực khí thế ngập trời, mục tiêu chỉ có một, đó chính là trung gian kiếm tu. Kiếm tu tựa hồ không có cảm thụ được hết thảy chung quanh, còn đang tự lẩm bẩm chỉ là thanh âm lại càng cao vút, chói tai, xen lẫn bong bong kiếm ngân vang có tiếng, Tựa hồ có thể chém cắt hết thảy. Kiếm đạo, công phạt cực hạn, người phương nào có thể ngăn? Ta chỉ một kiếm, giết tận thần ma, ta chỉ một kiếm, chặt đứt hư vô, ta chỉ một kiếm, thiên hạ có thể. Vừa dứt lời, hơn người đạo dị tượng lực oanh tới trước mắt, dị tượng lực cuộn trào mãnh liệt dâng trào, phong vân trở nên biến sắc. Kiếm tu cả người khí thế tăng mạnh, quát lên, mặc cho người có tất cả dị tượng, ta cùng một kiếm phá chi. Kiếm phá vạn tượng, kiếm tu thân ảnh đột nhiên biến mất chỉ có một thanh chán phóng trầm tĩnh thần quang trường kiếm hơn lưu tại chỗ dị tượng lực bắt đầu khởi động kiếm khí xuyên phá vân tiêu mang theo khí thế không thể địch nổi về phía trước huy kiếm một chém chỉ có một kiếm nhưng mà một kiếm này phong thái lại đắp qua tất cả kim đan dị tượng một kiếm chém ra mười mấy tên tu sĩ kim đan dị tượng không hề chống lại lực ào ào tán loạn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp kiếm phá vạn tượng hào hùng vạn trưởng khí phách vô song vào giờ khắc này cái này kiếm tu bộc phát ra kinh thiên thủ đoạn nhìn bằng nửa con mắt quần tu, phong thái cái thế. Lâm dịch kinh ngạc nhìn một màn này, tựa hồ quên được tất cả, quên mất hắn nguyên bản còn đang ở huyết vụ giản, trong mắt chỉ có mới vừa kiếm tu kinh diễm vô cùng một kiếm. Đây là kim đan dị tượng, thuộc về kiếm tu kim đan dị tượng. Đạt tới kiếm đạo công phạt đỉnh, hoàn mỹ cho thấy kiếm đạo phải có uy lực, mặc dù là các thế lực lớn truyền thừa vạn cổ kim đan dị tượng, cũng không chống cự nổi một kiếm trị uy. Lâm dịch tâm trong rốt cục nổi lên một tia hiểu ra đây hết thảy là ở truyền đạo, truyền cho hắn kiếm đạo, thuộc về kiếm tu kim đan dị tượng. Thường thường nghe nói, kiếm đạo tại ba 000 đại đạo trong công kích cực mạch, nhưng lâm dịch tu kiếm đạo lại chưa bao giờ có loại cảm giác này. Trông thấy một màn này, lâm dịch rốt cục hiểu ra kiếm đạo một tia chân lý. Tại một kiếm này trước mặt, tất cả kim đan dị tượng đều như gà đất chó kiểm vậy, không chịu nổi một kích. chương 416, Tu Vi đột phá, cảnh tượng trước mắt tái biến, hết thảy chung quanh đều đã biến mất tại chỗ chỉ có một thanh bộc lộ tài năng trường kiếm, trường kiếm chậm rãi huy động. Một kiếm này bị vô hạn phân giải thành vô số bước đi, mỗi một cái chi tiết, linh lực điều động, đều rõ ràng chiếu rọi tại lâm dịch tâm đang lúc. Đây là kim đan dị tượng truyền thừa, tại lâm dịch chân tránh bước vào đan đạo một khắc, hắn cư nhiên lần thứ hai có cơ hội lĩnh ngộ một loại kim đan dị tượng. Kim đan dị tượng có thể nói là kim đan tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất, đan đạo tu sĩ đông đảo, nhưng lĩnh ngộ nhân lại ít lại càng ít, nếu không có lúc này đây trăm tộc đại chiến hầu như hội tụ hồng hoang đại lục tất cả thiên tài, căn bản sẽ không xuất hiện như thế số lượng khổng lồ, chính mình kim đan dị tượng tu sĩ. Lĩnh Ngộ mộ được một loại kim đan dị tượng, đã coi như là thiên tư vô song, ngạo thị cùng thế hệ thiên tài. Mà Lâm Dịch không có chân tránh bước vào đan đạo, liền cơ duyên xảo hợp dưới, Lĩnh Ngộ được liên quan tới tinh thần bí thuật kim đan dị tượng, cái này vốn là không thể tưởng tượng nổi một việc. Lâm Dịch cũng chưa từng hy vọng xa vời, khi hắn biến thành kim đan tu sĩ sau, vẫn sẽ lĩnh ngộ một loại khác kim đan dị tượng. Nhưng mà đây hết thảy lại cô cùng chân thật phát sinh ở trước mắt. Hai loại kim đan dị tượng đồng thời hiện ra ở một cái tu sĩ trong cơ thể, nhìn qua vô cùng hoang đường, là trọng yếu hơn là cái này loại thứ hai kim đan dị tượng, kiếm phá vạn tượng uy lực, muốn xa lớn xa hơn ngân hà phá cửu thiên. Hai loại cực đoan không liên quan lực lượng, làm cho Lâm Dịch chậm chạp không thể bước vào đan đạo. Nhưng là cho Lâm Dịch mang đến cơ duyên lớn lao hòa hảo ở trong hai loại dị tượng cộng thân cộng thêm đột phá đàn đạo sau tu vi cảnh giới đề thăng lâm dịch chiến lực thẳng tắp bay lên tăng gấp mấy lần nhiều lâm dịch ý thức tựa hồ rơi vào vô tận trầm luân nhưng trong đầu vẫn theo bản năng nhiều lần đẩy diễn xuống kiếm phá vạn tượng quỹ tích vô số lần học tập diễn luyện cái kia kiếm tu không có chút nào keo kiệt ý đem kiếm phá vạn tượng rất nhiều pháp môn chi tiết tại huy kiếm trong dốc túi truyền cho cộng chi lâm dịch bản thân liền đối với kiếm đạo có cực cao mộ tính Kiếm phá vạn tượng chi thế từ từ tại trong đầu thành hình. Như thế như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch bừng tỉnh xuất thần, ý thức trở về bản thể, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, một loại hiểu ra chậm rãi ở buồng tim chảy xuôi. Kiếm phá vạn tượng đã bị Lâm Dịch hoàn toàn nắm giữ. Mà Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện, tại lĩnh ngộ kiếm phá vạn tượng trong quá trình, tựa hồ qua tính nhiều năm, nhưng khi hắn chân chính phục hồi tinh thần lại, mới bừng tỉnh biết, chân chính thời gian chỉ đi qua tính hơi thở loại này thời gian trên lối kém, vô cùng quỷ dị, khó diễn tả được. Học tập toàn bộ kim đan dị tưởng quá trình, vô cùng dườm ra, mặc dù có kiếm tu dốc lòng truyền thụ, nhưng là tuyệt đối không thể có thể ở trong khoảnh khắc liền học được. Nhưng chân chính tại huyết phụ giản thời gian, lại chỉ đi tới tính hơi thở, lâm dịch chỉ là mới vừa bước vào đan đạo, có dũng khí một mộng ngàn năm cảm giác. Lâm dịch không nghĩ ra cái này đạo lý trong đó, để xuống tạp niệm, bắt đầu xem kỹ biến hóa trong cơ thể. Lúc này, kim đan bất động bất động nhưng đan khí lại cuộn trào mãnh liệt dị thường lưu chuyển vào thần bí đoạn kiếm sau phun ra nuốt vào da càng hung hiểm hơn sắc bén kiếm khí bắt đầu lại một lần cọ rửa thân thể bất diệt kiếm thể cường độ lần thứ hai để thăng lúc này đây lâm dịch liền không cảm giác được càng nhiều hơn đau đớn trọng tố bất diệt kiếm thể bản thân tựu vô cùng hoàn mỹ đi qua thần bí đoạn kiếm lần thứ hai rèn luyện toàn bộ thân thể tản ra tản ra trận trận uy áp lại mang một tia kiếm khí mạnh mẽ sắc bén nửa ngày sau Lâm dịch nhẹ hư một mạch, đột nhiên, lâm dịch hai mắt mở, lấp lánh có thần, nổ bắn ra ra một đạo tinh quang, dạng dỡ sinh huy, giống như hai thanh tuyệt thế lợi kiếm, có thể chặt đứt hư vô. Lâm dịch khẽ búng đầu ngón tay, nhìn bàn tay của mình, trắng nõn nhẵn nhụi, thần quang lưu động. Cơ thể rực rỡ hẳn lên, trong suốt trong sáng, lại cứng cỏi mạnh mẽ, không tì vết không cấu, khí huyết lực càng tăng lên, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, giống như sóng to gió lớn, thế không thể đỡ. Loại này nghịch thiên thể chất, ai có thể ngăn cản. Lâm dịch còn không biết hôm nay bất diệt kiếm thể uy lực, nhưng hắn lại có lòng tin, đủ để nghiền ép công tôn cổ nguyệt bất tử kim thân. Cho dù là các thế lực lớn truyền thừa thái cổ thể chất, cao quý huyết mạch, lâm dịch đều có nắm chắc cùng nhau chân áp. Có chút đáng tiếc là, bất diệt kiếm thể tuy rằng cường đại, nhưng lâm dịch cố kỵ thân phận, cũng không dám đơn giản vận dụng khí huyết lực, cũng chỉ có thể dựa thân thể cường đại đi cùng người đối kháng. Lâm dịch vẫn chưa nhụt trí, lần này hắn thu hoạch đã đủ để cho hắn tại cùng thế hệ trong chỗ hết tài năng. Mà lâm dịch hôm nay cảnh giới còn lưu lại tại kim đan sơ kỳ, nhưng mà tại tiên sơn đỉnh núi trong tu luyện, cho tử vi tinh quân trọng tố thân thể lưu lại vô số kỳ chân dị bảo dược lực, vẫn lưu lại ở đan điền. Hơn nữa, trước kia tại chu ma bảng khu vực trong tu luyện, lâm dịch đan điền tích xúc số lớn linh lực, mục đích đúng đợi bước vào đan đạo một khắc, lần thứ hai làm ra đột phá. Lúc này đúng là thời cơ tốt nhất, huyết phụ giản tuy rằng ngăn cách ngoại giới linh lực, nhưng Lâm Dịch bản thân chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Lâm Dịch không chút do so dự, điều động xuống lưu lại ở trong đan điền dược lực cùng chu ma bảng phía dưới tu luyện mà đến linh lực, tiếp tục ngưng tụ kim đan. Lâm Dịch nguyên thần tu vi từ lâu đạt đến nửa bước nguyên anh, lần này tu luyện bị trở ngại cực nhỏ, không tồn tại tẩu hỏa nhập ma tình huống. Thời gian còn đang từng giây từng phút trôi qua, Lâm Dịch không có có bất kỳ hoảng loạn, hắn biết, thời gian còn đầy đủ. Cho phép đám tu sĩ lưu lại tại chu ma chiến trường thời gian có trăm ngày thời gian. Hôm nay đi tới vẫn chưa tới Thập Thiên. Lâm Dịch nhất định phải tại trăm tộc tu sĩ trước mặt, đem Hồng Hoang các thế lực lớn cùng Tiên Đảo ký kết hiệp nghị truyền tin, còn Hồng Hoang Đại Lục vạn dân một cái chân tướng. Lại qua một ngày thời gian, Lâm Dịch linh lực trong cơ thể, tại Kim Đan diện tích bề mặt xúc đến một cái đỉnh, ầm ầm bạo phát, cả người khí tức tăng mạnh, Kim Đan trở nên càng ngưng thật, viên mãn. Kim Đan trung kỳ, tại Lâm Dịch bước vào đan đạo sau, không có có bất kỳ ngừng, trực tiếp lại vượt qua nhất cấp, bước vào Kim Đan trung kỳ. Lâm dịch hít sâu một hơi, không chút sứt mẻ, đưa mắt đặt ở bên cạnh một cái bình nhỏ trên mặt. Tăng nguyên đan, thái cổ thời đại nghịch thiên đan dược, thất truyền đã lâu, kim đan tu sĩ một khi ăn vào, có thể mạnh mẽ đánh vỡ quy tắc, không có có bất kỳ tác dụng phụ, lần thứ hai để thăng nhất dai. Nói cách khác, lâm dịch lúc này đây đi ra huyết phụ giản, tu vi có thể đạt đến kim đan đại thành. Lâm dịch tại nửa bước kim đan đè nén quá lâu, nếu không có có rất nhiều kinh thế thủ đoạn gần bên người, từ lâu ngã xuống lâu ngày. Mà hôm nay tại Chu Ma chiến trường, Lâm Dịch đối mặt địch nhân cũng vô cùng cường đại, hầu như đại biểu hồng hoang kim đan đồng lứa mạnh nhất mấy thế lực lớn. Tại đây loại chúng địch nhìn chằm chằm dưới tình huống, Lâm Dịch không dám thư giãn. Cho dù không cùng công tôn hoàng tộc trong lúc đó cửu hận, lấy Lâm Dịch độc chiếm bách thánh điện rất nhiều bảo vật truyền thừa, hôm nay cũng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu là Lâm Dịch muốn chém giết tiên đảo Tam Hoàng Tử, liền tuyệt đối không thể có thể trốn ở Chu Ma bảng khu vực bên trong. Hầu như có thể dự kiến, lấy mấy thế lực lớn đối với tiên đảo tam hoàng tử thái độ, nếu là ra cái này chu ma chiến trường, lâm dịch rất khó lại có cơ hội chém giết hắn. Lâm dịch phải bắt lại cơ hội lần này, cường thế chết rơi tiên đảo tam hoàng tử. Nếu muốn với các người đấu, ta liền tận ta có khả năng, đem tu vi để thăng tột cùng điểm. Lâm dịch trong mắt bắt đầu khởi động điên cuồng, tháo gỡ nắp bình, lấy ra một tăng nguyên đan, đại hé miệng, nuốt xuống. chương 417, quỷ dị tiếng huyết gió, chu ma bảng khu vực, Hôm nay khoảng cách Bách Thánh Điện xuất thế giới đi đã qua gần 3 ngày, mà nơi đây lại tụ tập rất nhiều tham gia trăm tộc đại chiến tu sĩ. Những tu sĩ này nếm thử ra đi tìm ma tộc tung tích, lại nhất vô sở hoạch, ngày xưa không thể tính toán ma tộc đại quân tựa hồ không hẹn mà cùng ẩn núp, vẫn chưa cùng hồng hoang tu sĩ bạo phát tranh đấu. Đây là vô cùng quỷ dị tình hình, cấp thấp nhất ma tộc không có quá nhiều năng lực suy nghĩ, ở sâu trong nội tâm chỉ có không ngừng sát lục cùng phá hư, nhưng hôm nay lại tựa hồ như bị người khống chế, thu liễm ma diễm, chẳng biết đi đâu. Đám tu sĩ tâm đầu có chút trầm trọng, không khỏi nghĩ khởi trước kia mới vừa gia nhập chu ma chiến trường, gặp cái kia ma vương cấp ma tộc khác, nếu không có lúc đó tinh minh một thanh đứng ra, bọn họ không nhất định có thể còn sống đi tới chu ma bảng khu vực. Đám tu sĩ nghĩ đến một thanh, trong lòng càng nghi hoặc. Ba ngày trước một thanh theo bách thánh điện chạy ra, đám tu sĩ bóp cổ tay thở dài, đều coi là một thanh nhất định có đầu rút cổ tại chu ma bảng khu vực, thẳng đến trăm ngày sau an toàn rời đi nhưng kêu mọi người không có nghĩ tới là chọn ba ngày toàn bộ chu ma chiến trường thẳng tuốt không có một thanh tung tích cùng tin tức càng đáng giá suy nghĩ sâu xa chính là hồng hoang bảy thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân cùng tiên đảo mười mấy tu sĩ cũng không hiện thân chẳng biết đi đâu một tiểu yêu lúc này lo lắng lo lắng nhiều lần đi thong thả bước nhẹ nhíu mày đầu như nước hai tròng mắt nổi lên vẻ giàu gì minh diễm không rảnh mặt cười cũng nhiều một phần buồn suy nghĩ trông lệnh nhân tâm đau thương tiếc mộc dịch ở một bên nhẹ giọng nói tiểu muội ngươi không cần lo lắng lấy mộc thanh tốc độ không ai có thể đuổi theo hắn mộc tiểu yêu như có điều suy nghĩ nói ra ngốc tử hắn tính tình quật cường nếu là có người bắt lại nhược điểm của hắn buộc hắn đi vào khuôn khổ hình thành bao vây chi thế ngốc tử nhất định sẽ gặp nguy hiểm mộc dịch khẽ cười một tiếng giả vờ thoải mái nói ra tiểu muội như người vậy đi tới đi lui cũng vô ích ở trong không bằng tính hạ tâm lai tu luyện được rồi ta tính chẳng được tâm mộc tiểu yêu không yên lòng trả lời một câu Đa bảo mập mạp cùng hàn lỗi ba ngày nay cũng khẽ động không nhúc nhích, đàng hoàng đứng ở chu ma bảng khu vực trong phạm vi. Đa bảo mập mạp mặt chán trường, ủ rũ, từ khi bị lâm dịch trước một bước đoạt đi rồi bảo bối, cả người hắn cũng không tốt. Hàn lỗi ngược lại nhìn không ra mảy may dị thường, như trước cứng đầu cứng cổ, bằng hữu của hắn vốn cũng không nhiều, tại quan niệm của hắn trong, bị mộc thanh cướp đi, tổng so với bị công tôn của nguyệt đám người kia cướp đi mạnh. Nhìn thấy đa bảo mập mạp buồn bã ỉu xìu dáng dấp, Hàn lỗi nhịn không được chế nhạo nói, này, mập mạp, ta đây nhìn ngươi rửa chân bồn đến ném đi, còn không đỉnh một huynh đệ tiểu bạch miêu dùng được, hắc hắc. Nhắc tới cái này cha, đa bảo mập mạp liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang, dương nanh múa vuốt nói ra, thiên hắn cái tiên nhân gõ nhịp gõ nhịp, cũng không biết đâu chui ra ngoài mèo hoang, cái này mũi quá linh, cư nhiên tại chúng ta không coi vào đâu đùa bớn chúng ta một đảo. Hàn lỗi mỉm cười nói, thôi đi, nếu không cuối cùng tiểu bạch miêu đi ra, chúng ta sớm bị đám này tu sĩ một người một búng nước miếng chết đuối ta dựa vào đừng nói nữa lúc đó mau cho ta sợ tiểu ra quần tình hình kia thật đúng là hoàng nê rơi vào đúng quần trong không phải là cứt cũng là cứt đa bảo mập mạp hùng hùng hổ hổ nói ra suy nghĩ nửa ngày đa bảo mập mạp hít sâu một hơi trầm giọng nói Một thanh tiểu tử này cùng chúng ta xung khắc quá lần này hắn kiếm được bồn mãn bát mãn hai anh em ta liền cái lông đều không gặp may ta nghĩ xong chúng ta không thể được điểm ấy đã kích tựu lùi bước, phải tiếp tục hoàn thành chúng ta quang vinh sứ mệnh A. À. Không thể đến không cái này chu ma chiến trường đi một chuyến, đi, hai ta ra ngoài tìm kiếm tìm kiếm. Người mau chờ ác tâm ta, còn quang vinh sứ mệnh nhi, ta đây có thể không đi. Hàn lỗi lắc đầu, vì sao, đa bảo mập mạp đậu tương đinh điểm tiểu trong mắt chừng, có chút khó hiểu. Hàn lỗi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, mập mạp, lần này trăm tộc đại chiến không đơn giản, khắp nơi lộ ra khí thức quỷ dị, Ngươi đừng nói cho ta đây, ngươi không có nhận thấy được. Vậy có gì, bọn họ chơi bọn họ, hai ta chơi hai ta. Đa bảo mập mạp có chút trột giả trả lời một câu. Hàn lỗi vẫn lắc đầu nói, không được, không thích hợp khi. Đã nói chúng ta lúc đầu tiến nhập chu ma chiến trường đi, cư nhiên xuất hiện vô số kẻ ma tộc đại quân ngăn cản, nhìn giá thế kia, lúc đó đúng chạy cho chúng ta đoàn diệt đi. Vốn là đánh cho thảm liệt, sao lại lại chui ra ngoài một cái ma vương, nếu không một huynh đệ cùng ma vương liều mạng mấy chiêu phỏng chừng chúng ta cũng phải bàn giao đến cái này. Di, ngươi một nói chuyện này ta nhớ ra rồi, vì sao Mộc Thanh có khả năng lui đại ma vương A? Không có đạo lý ma, mọi người thực lực kém không nhiều lắm, đại ma vương thấy Mộc Thanh, lại chủ động đào tẩu, trong này có kỳ hoặc. Đa bảo mập mạp vuốt cằm, trầm ngâm nói. Hàn lỗi biết lâm dịch thân phận chân thật, nghe đến đó vội vã ho nhẹ một tiếng, rời đi mở lời đề, nói ra, rồi hãy nói ma tộc ba ngày nay cũng không có lộ diện, bách thánh điện cũng ở phía sau xuất thế, ta cảm giác ma tộc nhất định có động tác, chúng ta hay là trốn ở chu ma bảng khu vực an toàn. Ta dựa vào, tha nửa ngày, người là nhát gan không dám đi ra ngoài A. À. Đa bảo mập mạp nghe ra hàn lỗi y tứ, hàn lỗi vốn là tính cách cẩn thận, nghe được đa bảo mập mạp hơi khinh bỉ giọng nói, hắc cười một tiếng đạo, nhát gan, mới có thể sống được lâu dài. Huyết sắc ngọn núi, đỉnh núi ở trong, công tôn cổ nguyệt mấy người tính tỏa tại vách núi mép trọn ba ngày, vẫn chưa rời đi, thân ảnh tại nhàn nhà trong huyết vụ như ẩn như hiện. Tiên đảo Tam Hoàng tử mang tới 10 tên tiên đảo tu sĩ tựu đứng ở 8 người phía sau cách đó không xa, tay phải thời khắc đặt tại bên hông trường đao trên, giống như lạnh như băng hòn đá, đứng yên không nói. Công tôn cổ nguyệt mở hai mắt ra, đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói, ta xem các vị có thể an tâm rời đi, ba ngày đã qua, một thanh người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn lại mấy người cũng ào ào theo trạng thái nhập định trong chậm đến, trên mặt cũng lộ ra một hồi thoải mái thần sắc. Đỉnh núi quanh năm bị huyết vụ bao phủ, Linh khí vô cùng loáng, bọn họ ở chỗ này tốc độ tu luyện dị thường thông thả, cho dù công tôn cổ nguyệt không nói, bọn họ cũng có chút không nhẫn nại được, muốn nắm chặt thời gian trở lại chu ma bảng khu vực tính tâm tu luyện. Tất cốc phiến thản nhiên nói, hồi đi, ở chỗ này tiếp tục ở lại đã không có ý nghĩa, chỉ là đáng tiếc bách thánh điện truyền thừa cùng rất nhiều bảo vật. Mọi người cũng là âm thầm vật đầu, mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại đều nghĩ ngợi trở lại tông môn, nhất định phải trước tiên đem việc này bẩm báo tông môn tiền bối phái hợp thể đại năng tới đây huyết vụ giản tìm tòi đến tột cùng, tranh thủ đem bách thánh điện truyền thừa dẫn tới. Tiên đảo tam hoàng tử sắc mặt âm trầm, nhìn về phía công tôn cổ nguyệt bọn người, âm dương quái khí nói ra, bổn hoàng tử lần này tới đến hồng hoang, tổn thất thảm trọng, ta xem các người hồng hoang tựa hồ đối với tiên đảo cũng không thân thiện. Hừ hừ, nếu là ta đem việc này bẩm báo phụ hoàng, hắn nhất định mặt rồng giận dữ, nếu là cùng hồng hoang khai chiến, các vị có thể chớ có trách ta. Tiên đảo tam hoàng tử lần này hồng hoang hành trình, không chỉ tộc nhân ngã xuống hơn một ngàn nhân, hơn nữa bản thân suýt nữa chết, cự khuyết kiếm cũng không có bắt được, có thể nói mọi việc không thuận, ăn trộm gà bất thành chống còn mất nắm gạo. Công tôn cổ nguyệt mấy người nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế, đâu còn nghe không ra tiên đảo tam hoàng tử trong miệng nói bóng gió, rõ ràng là nhân nhượng mọi người làm ra bồi thường. Mấy thế lực lớn truyền nhân đối với tiên đảo tam hoàng tử cũng vô cùng chán ghét, bất đắc dĩ ngại vì tiên đảo thế lực, không dám đơn giản đắc tội, sau khi nghe được người lời nói này, mấy người không khỏi âm thầm cau mày. Nhưng vào lúc này, huyết vụ giản phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng huyết sáo dài. Tiếng huyết gió xuyên kim nước đá, cao vút kiên cường, như một thanh tuyệt thế thần binh vậy phá vỡ tầng tầng lớp lớp huyết vụ, bộc lộ tài năng. Nghe được cái thanh âm này, mọi người sắc mặt đại biến. chương 418, ô sao trường kiếm, cái này tiếng huyết gió, công tôn cổ nguyệt bọn người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương suy nghĩ trong lòng, nhưng không có nhân nói ra khỏi miệng. Theo tiếng huyết gió phập phồng, lòng của mọi người cũng theo nhắc tới tiếng nói tiêm nha. Làm sao có thể, một cái nửa bước kim đan rơi vào huyết vụ giản lại còn không chết. Nửa ngày sau, tiếng huyết gió dần dần nghỉ, mọi người lại cảm giác ngực vô cùng áp lực, gió lạnh thổi phất, chưa phát giác ra đang lúc dĩ nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Mỗi người đều ở đây nín thở ngưng thần, cả người linh lực vận chuyển liên tục, thần thức tứ tán mở, tìm kiếm tất cả có thể tồn tại nguy cơ. Tiếng huyết gió chủ nhân là ai, trong lòng mọi người đều có suy đoán, nhưng khó có thể tin. Trầm mặc một hồi, tất cốc phiến trầm giọng nói ta nghe người này tiếng huyết gió, trung khí mười phần, cao vút rõ ràng mơ hồ rung động màng tai, không phải là nửa bước kim đan tu sĩ. Ân, người này tu vi ít nhất cũng có thể là kim đan kỳ đại cảnh giới tu sĩ, một thanh cho dù may mắn bất tử, làm ra đột phá, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi ba ngày trong liền lên mấy cấp, cái này không có đạo lý. Lăng Thu Yến cũng gật đầu, Khương Xí Hử nhẹ nói, ta xem các vị là có chút đại kinh tiểu quái, cho dù người này là Mộc Thanh thì như thế nào. Hắn rất nhiều thủ đoạn chúng ta từ lâu lý giải, hắn những cái kia chiêu thức tổ hợp cùng một chỗ, chúng ta cũng đều gặp, chỉ cần làm ra ngăn chặn, người này tuyệt không khả năng trở mình. Công tôn cổ nguyệt sắc mặt âm tình bất định, lạnh giọng nói chúng ta tiếp tục thủ một đoạn thời gian, xác định người này không phải là Mộc Thanh lại rời đi, nếu thật là hắn đại nạn không chết, đây chẳng phải là rất tốt, sau đó là giết hắn một lần, thuận tiện đoạt lại bảo vật. Mấy người gật đầu, tạm thời buông tha rời đi ý niệm trong đầu, toàn bộ tinh thần đề phòng canh giữ ở đỉnh núi. Huyết phụ giản ở chỗ sâu trong, liên tục đột phá mấy cấp, đã thành công bước vào kim đan đại thành lâm dịch đứng lên, nhưng không có lập tức ly khai, cảm thụ được thân thể rất nhiều biến hóa. Bất diệt kiếm thể uy lực đề thăng tự nhiên không nói chơi. Nhất khiến lâm dịch rất ngạc nhiên chính là, trước kia hắn thân thể chết, dựa theo đạo lý mà nói, tinh thần lực tồn trữ vu huyệt vị trong, vốn đến tiêu tán, nhưng hôm nay lại vẫn là trước trạng thái. Ý niệm khẽ động, nghi tâm, song trưởng cũng sẽ hiện lên từ vi tinh, phá quân tinh, thất sát tinh tam đại chủ tinh, tùy theo các nơi huyệt vị vẫn sẽ sáng lên ánh sáng ngọc tinh quang, tinh thần lực không có chút nào cắt giảm. Hơn nữa là trọng yếu hơn là vốn là dấu ở các nơi huyệt vị trong chu thiên tinh thần phiên, cũng không có theo thân thể hủy diệt mà biến mất. Trọng tố thân thể sau, hơn một vạn cây chu thiên tinh thần phiên xuất hiện lần nữa tại các nơi huyệt vị trong, gần nửa tinh thần phiên vẫn mang theo nhẹ nhẹ vết nứt, vẫn chưa chữa trị. Lâm dịch tấm tắc lấy làm kỳ, như vậy, liền có thể suy đoán ra một cái hiện tượng quỷ dị. Huyệt đạo tuy rằng nấp trong thân thể các nơi, nhưng hắn vẫn là trong cơ thể một loại độc lập tồn tại, không ký thác vô huyết nhục chi khu. Lâm dịch hôm nay còn không hiểu, kỳ thực huyệt đạo tồn tại ẩn chứa 3.000 đại đạo một trong không gian đại đạo, bên trong cất giấu một loại cao thâm không gian đạo Pháp. Cổ nhân thường nói, thân thể của con người đúng một cái vô cùng bảo tàng vô tận, chính là cái đạo lý này. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nghĩ tới giống nhau bảo vật, đúng là hắn bước vào Kim Đan sau mới có thể sử dụng nhất kiện bảo vật, chính là Ô Sao Trường Kiếm. Cái này Ô Sao Trường Kiếm là thái cổ binh khí, cụ thể cấp bậc Lâm Dịch tâm trong còn không có định số, nhưng lấy trước uy lực suy đoán, nghĩ đến không có yếu hơn tiên khí. Hơn nữa Lâm Dịch cảm giác cái này Ô Sao Trường Kiếm địa vị cực đại, tại Thần Ma Chi Địa Thu được sau, mấy lần cứu lại tính mạng của hắn, đang bị Hàn Nguyên cốc người luyện sinh đỉnh vây khốn lúc may mắn hóa ma rút kiếm mới may mắn chém giết đối phương khi đó bằng vào lâm dịch tu vi còn chưa đủ để hoàn toàn lấy rút ra ô sao trường kiếm chỉ có thể đem bạt kiếm ra một nửa trình độ liền cũng nữa không nhổ ra được tiềm long sơn đánh một trận sau lâm dịch bị nhận định vì ma tộc bị ép mai danh ẩn tích cái này ô sao trường kiếm bị thần côn phong ấn ở trong đan điền không còn có sử dụng qua mặc dù là hiện tại lâm dịch có chỗ cố kỵ vẫn không dám ở trước mặt mọi người xuất ra thanh kiếm này nhưng không trở ngại trước tiên ở cái này huyết vụ giản trong nếm thử một phen. Lâm dịch trong lòng đối với cái này ô sao trường kiếm là xác thực yêu thích, thậm chí còn vượt qua cự khuyết kiếm. Cự khuyết kiếm kiếm đạo đại khai đại hợp, khí thế dồi dào, nhưng trọng kiếm vô phong, lực công kích lại hơi có vẻ được kém chút, cho dù có hoang lực, thêm được, vẫn không đủ để cho thấy kiếm đạo phải có uy lực. Đương nhiên, trong này lớn hơn nguyên nhân là bởi vì hoang lực cũng không viên mãn. Bát hoang danh kiếm, tinh tế tính ra, cửa khuyết kiếm trong hoang lực cũng chỉ là chân tránh bát hoang lực lượng một phần tám. Mà ô sao trường kiếm lại tuyệt nhiên bất đồng, theo lúc đầu thần ma chi địa toát ra một màn kia kinh diễm vô cùng kiếm quang, đến chém giết hàn nguyên cốc người, ô sao trường kiếm đều biểu hiện ra đủ để kinh hãi thế nhân lực công kích. Có thể nói, ô sao trường kiếm càng có thể đem kiếm đạo uy lực đẩy hướng một loại cực hạn. Huống chi, hôm nay lấy bất diệt kiếm thể cường độ, tu sĩ bình thường tế luyện ra đan khí đã rất khó lại thương tổn được hắn, chỉ một bát hoang danh kiếm uy lực, đã dần dần có theo không kịp lâm dịch tu vi xu thế. Nghĩ lại đến tận đây, lâm dịch thần thức hướng đan điền trong nhìn lại. Vùng đan điền, chạm màu xanh nhà kim đan đem toàn bộ không gian rõ ràng trong suốt, thần bí đoạn kiếm treo thật cao vu trên kim đan, mà ô sao trường kiếm vị trí tại thần bí đoạn kiếm phía dưới, có dũng khí cúi đầu xưng thần vị đạo. Lâm dịch không do dự nữa, ý niệm khẽ động, muốn ô sao trường kiếm theo trong cơ thể lấy ra, nhưng trước mắt sững sở ngay tại chỗ. Ô sao trường kiếm cư nhiên không chút sứt mẻ, lâm dịch thần thức tựa hồ bị một loại không rõ đạo pháp sở ngăn trở, kích động không dậy nổi mảy may rung động, căn bản không cách nào khống chế ô sao trường kiếm. Cái này, tại sao có thể như vậy? Lâm dịch khẽ nhíu mày, thần côn trước kia từng nói qua, chờ hắn đến kim đan kỳ, ô sao trường kiếm phong ấn tự mình làm cởi ra, nhưng hôm nay lại rõ ràng cùng thần côn nói đại sự khác biệt. Lâm dịch càng nghĩ, cũng chỉ có một cái khả năng, chính là thần côn ra tay người này điên điên khùng khùng, quả nhiên không đáng tin cậy. Lâm Dịch trong lòng một hồi oán thầm, Lâm Dịch suy nghĩ một chút, không khỏi khẽ cười một tiếng, chớp mắt lại thoải mái. Ô sao trường kiếm lại không vội vu tạm thời, dù sao lấy ra cũng vô pháp ở trước mặt mọi người sử dụng, không bằng chờ theo Chu Ma chiến trường trở lại, tìm thêm thần côn tính toán sổ sách. Lâm Dịch đem túi đựng đồ cầm lên, treo ở bên hông, ánh mắt chấp động, trầm ngâm ít, hay là đem bên trong tăng nguyên đan bồi anh đan chờ trọng yếu bảo vật một cổ não nhét vào trong thức hải vô danh hòn đá trong. Lần này là tại huyết vụ giản, hai bên trái phải cũng không có địch nhân, nếu là đổi lại cái địa điểm, sợ rằng những bảo vật này sẽ gặp bị người đoạt đi, đó mới thực sự là hối hận không kịp. Tất cả xử lý thỏa đáng, lâm dịch lại cũng không có lập tức rời đi ý tứ. Lần này sau khi đột phá, lâm dịch linh giác cũng lớn vì đề thăng, tự nhiên có thể cảm nhận được xung quanh vô số đạo sát khí tận trời khí tức, vô cùng bất hữu thiệt nhưng toàn bộ quá trình loại lại cũng không có địch nhân tập kích hắn. Kỳ thực từ lúc Lâm Dịch bước vào huyết phụ giản không lâu sau, hắn liền phát hiện rất nhiều dị thường, quỷ dị huyết sắc dấu chân, bao gồm rất nhiều ẩn số sinh mệnh. Một khắc kia, Lâm Dịch tâm trong liền có một cái suy đoán, hắn biết, có người ở giúp hắn. Người này, Lâm Dịch rất quen thuộc, chương 419, bởi vì ngươi là Lâm Dịch, ta là Thạch Sa. Lâm Dịch yên tĩnh đứng thẳng, bạch sam tóc đen, đỉnh đầu hạo nhiên chính khí đồ, cả người bao vây lấy lóe ra lực lượng thần bí kim sắc tự phù, khí thế khác thường. Lâm dịch hai mắt giống như hai thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phá vỡ tầng tầng lớp lớp huyết vụ, phóng tại huyết vụ chỗ sâu một điểm nào đó trên. Yên lặng nửa ngày sau, huyết vụ ở chỗ sâu trong truyền tới một cái hơi thanh âm khàn khàn. Lâm tử, chúc mừng, một cái cụt một tay thanh niên chậm rãi đi ra, huyết vụ ào ào lui tán, thanh niên đi theo phía sau một cái to lớn huyết thú, cả người tiên huyết nhễ nhại, thấy không rõ hình dạng, nhưng hình thái một mực biến hóa nhúc nhích tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thành hình đầu này huyết thú nhìn thấy lâm dịch hung tính đại phát giống giận liên tục một cổ khó có thể ngăn cản huyết sát huy áp đập vào mặt hạo nhiên chính khí đồ chư tử bách thánh ngâm sướng âm thanh lần thứ hai vang lên kim sắc hàng rào cũng tản ra vô cùng trói mắt lóa mắt kim quang cùng chi đối kháng lâm dịch trong lòng dùng mình cho dù tại hạo nhiên chính khí đồ dưới sự bảo vệ cũng có thể rõ ràng cảm thụ được đầu này huyết thú thực lực cường đại Lâm dịch hôm nay là kim đan đại thành, nhiều thủ đoạn, nhưng nếu là chính diện đối kháng cái này huyết thú, vẫn không có chút nào cơ hội. Cụt một tay thanh niên vuốt ve huyết thú, nhẹ nhàng trấn an, người sau dáng vẻ bệ vệ dần dần thấp xuống, nhưng huyễn hóa ra hai con huyết mâu vẫn bắt đầu khởi động điên cuồng cùng oán hận. Thật sự là ngươi, lâm dịch thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên đối với kết quả này sớm có dự liệu. Thạch xa khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, phất tay một cái, bốn phía huyết phụ tựa hồ nhận được mệnh lệnh giống nhau, ao ào, ào tản đi, lộ ra một mảng lớn sáng sủa trống rỗng khu vực. Lâm dịch đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, cũng không phải là bởi vì thạch xa loại này quỷ dị thủ đoạn, mà là hắn đứng phía sau rậm rạp chẳng chịt ma tộc đại quân, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Càng thấm nhân chính là, ma tộc đại quân chia làm hai cái đội ngũ, ngay ngắn có tự. Một phe là thuần túy ma tộc, bên kia lại toàn bộ là có huyết thú cấu thành, những thứ này huyết thú trên người huyết khí bắt đầu khởi động, sát khí tận trời, các loại kỳ chân dị thú hình thái, có rất nhiều huyết thú hình thái, lâm dịch thậm chí chỉ ở cổ lão bí tịch trên vội vã thoáng nhìn. Đây là một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng, mà cổ lực lượng này hoàn toàn nắm giữ ở tay của một người trong, chính là Thạch Sa. Hai người đều là tại thần ma chi địa bị ma chỉ sở ký sinh, gặp đại biến, hiểm tử hoàn sinh, trở lại dịch kiếm tông cũng ảo ảo ly khai tông môn, nhưng hai người cuối cùng lại đi lên hai đầu tuyệt nhiên bất đồng đường. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Thạch Sa thực lực bây giờ muốn vượt qua xa lâm dịch. Thạch Sa Đạo, Lâm Tử, mà tộc chia làm mấy đại phái hệ, hắn trình độ kinh khủng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nhưng mà ta có thể bảo đảm một chút, chỉ muốn hai huynh đệ chúng ta kề vai chiến đấu, tuyệt đối có thể cuối cùng thống nhất ma tộc, biến thành hồng hoang chúa tể, lại không người dám ước hiếp tại trên đầu chúng ta. Những lực lượng này, ta tùy thời nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Thạch Sa Đại Thủ huy động, chỉ hướng sau lưng minh mông đại quân. Lâm dịch khóe miệng lộ ra một tia đau khổ, trong ánh mắt mang theo một loại người ngoài khó có thể hiểu bi thương và cô đơn, lắc đầu. Giữa hai người lại yên lặng xuống tới, Thạch Sa hai bên trái phải còn đứng xuống một cái huyết nhân, khí tức cường đại, ước chừng có nguyên anh kỳ tu vi. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy người này, Lâm Dịch liền nhớ tới trước kia ở sau người từng gặp được một bộ hài cốt, nguyên anh đại tu sĩ thi cốt. Thạch Sa nhìn ra Lâm Dịch suy nghĩ trong lòng, trầm giọng nói, người này đúng người tới lúc gặp được cái kia thi cốt chủ nhân năm đó hắn cũng là ngang dọc hồng hoang nguyên anh đại tu sĩ nhưng lòng tham quấy phá cuối cùng nhập ta ma đạo bỏ đi thi cốt thành tựu thân bất tử dừng một chút thạch sa có hơi nắm đấm đem cái này huyết nhân sách đi ra tùy ý ném xuống đất một cước đạp lên trầm giọng nói nhưng mà vậy thì thế nào hắn trước kia là nguyên anh đại tu sĩ một ngón tay liền có thể đem ta nghiền ép nhưng hôm nay vẫn là nhập ta ma đạo thuộc ta nắm trong tay sinh tử cái này huyết nhân bị thạch sa dẫm lên ở lại không có chút nào phản kháng ý chỉ là cúi thấp đầu sợ đến cả người run rẩy thạch sa trầm giọng nói loại này lực lượng cường đại lâm tử người dễ như trở bàn tay vì sao phải chống cự lâm dịch không có chính diện trả lời hỏi ngược lại trước kia tại ta cổ suy khí cũng là hắn đi không sai nơi đây hung hiểm vô cùng ta bản ý là muốn cho hắn đem ngươi sợ quá chạy mất nhưng không nghĩ tới ngươi lại còn là kiên trì nổi nếu không có ta khống chế được những thứ này huyết tộc ngươi từ lâu ngã xuống lâu ngày thạch sa gật đầu dừng một chút thạch sa lại nói về phần cuối cùng ta không có xuất thủ tương trợ là bởi vì ta tự thân cũng xảy ra chút tình hình không rảnh phân thân lâm dịch đứng yên không nói lúc đó lâm dịch chật vật bò hướng nấm mồ vào tay kiếm chi mảnh nhỏ hoàn toàn là tiểu mơ hồ cùng hắn hợp lực hoàn thành thạch sa quả thực vẫn chưa xuất thủ nửa ngày sau lâm dịch nhẹ giọng nói cảm tạ thạch sa vẻ mặt xuất hiện một tia ba động nhưng thoáng qua đang lúc lại bình tĩnh lại Tiếng cảm ơn này mặc dù nói Vân Đạm phong khinh, nhưng cũng vô hình đang lúc đem khoảng cách của hai người kéo được xa hơn. Trầm mặc chốc lát, Thạch Sa than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, "Lâm Tử, ta khuyên ngươi một câu. Nếu là ngươi nhất định phải chu diệt ma tộc, có vài chỗ địa điểm ngươi nhìn vạn chớ đi, chính là Hồng Hoang Lục Đại Ma vực." "Không, nhưng thật ra là bảy tòa ma vực, một cái khác tòa tại Tiên Đảo." Lâm Dịch khẽ nhíu mày, thuyết pháp này hay là hắn lần đầu tiên nghe nói nghĩ không ra tiên đảo cư nhiên cũng có một chỗ ma vực tồn tại. Thạch Sa lại nói, người đoạt được mai mảnh nhỏ sau, kỳ thực ngươi hạo nhiên chính khí đổ hoàn toàn không đỡ được huyết thú công kích, nếu không có cuối cùng ta hạ lệnh kêu hắn rút đi, ngươi hạo nhiên chính khí đổ không đỡ được bao lâu. Tình huống lúc đó quả thực như đá Sa nói, nếu không có đầu kêu huyết thú đột nhiên rút đi, hạo nhiên chính khí đổ thả ra kim sắc hàng rào, đã một số gần như tan vỡ. Ngược không phải là bởi vì hạo nhiên chính khí đổ uy lực không mạnh, mà là bởi vì lấy lâm dịch thực lực, căn bản vô phương hoàn toàn nắm trong tay bảo này, lúc này đây cũng là nơi này đồ tự mình làm hộ chủ, phát huy ra uy lực cực nhỏ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản huyết vụ trùng kích. Thạch Sa chậm rãi nói, bảy đại ma vực trong bên trong cất giấu ngươi khó có thể tưởng tượng tồn tại, ban đầu ở tịch tính cốc là bởi vì có ta, cái này huyết vụ giản cũng là bởi vì ta nhúng tay, bằng không ngươi tuyệt không may mắn tránh khỏi có thể. Ngẫm lại trước đây tử vi tông kết quả, ngẫm lại vì sao lục đại ma vực tồn tại vạn cổ năm tháng, hồng hoang lại không người dám đi chinh phục lâm dịch thần sắc bình tĩnh nhìn không ra tâm địa bất chính suy nghĩ thạch sa lại nói đương nhiên người tùy thời đều có thể đến tịch tính cốc tìm ta vẫn là câu nói kia ta thạch sa vĩnh viễn cũng sẽ không bị thương ngươi nghe được câu này lâm dịch cả người chấn động có hơi nắm đấm tựa hồ rơi vào vô tận trong thống khổ nửa ngày sau lâm dịch cắn răng chật vật nói ra ta vô phương cho ngươi cái này bảo đảm thạch sa mỉm cười lạnh lùng khuôn mặt có vẻ hòa hoãn không ít, nhẹ giọng nói ta lý giải ngươi. Thạch Sa ngước nhìn bầu trời, trong mắt lóe ra một cái lúc đó ngây thơ chất phác, kinh ngạc hỏi, Lâm Tử, vì sao? Ngươi so với ta thông minh, có thể nói cho ta biết tại sao phải như vậy. Lâm dịch tim như bị đau cắt, lại một câu nói đều nói không nên lời. Thạch Sa đột nhiên cười cười, đạo ta biết rồi. Bởi vì ngươi là Lâm dịch, ta là Thạch Sa.